Em Hạnh xin chào tất cả mọi người đã đến với buổi livestream ngày hôm nay của em Hạnh mọi người ơi. Hôm nay thì em xin phép được các bác ơi, em lên hơi muộn một chút nha mọi người nha. Hôm nay xin phép nhà em có việc riêng nên thành ra em lên hơi muộn mọi người ạ. Lên hơi muộn nhưng mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục trong series xả hàng của bọn em đến ngày 15 âm lịch nha mọi người nhá. Càng về những ngày cuối kho lại càng đếm ra rất nhiều những cái mẫu hot. Hôm qua những chị nào đã được chốt đơn rồi có thể vào điểm danh giúp em được không mọi người? Và những chị nào chưa được chốt đơn thì vẫn có thể để lại số và like hôm nay để các bạn hoàn thiện nốt đốt đơn cho mình ạ. Vì hôm qua là phát sinh ra ở bài viết nó mất mấy nghìn đơn nữa nên thành ra là nó hơi đông một xíu nhá. Bên em đang quá tải một xíu thôi nhưng bọn em sẽ cố gắng là làm việc trong hôm nay là hết cho mình nha. Em xin chào tất cả mọi người. Mọi người vào like rồi mọi người có thể bắt đầu thả tim lên cho bọn em nhé các tình yêu ơi. Mình thả tim thả like lên giúp em với ạ để cho cái không khí nó rực rỡ lên. Ngày hôm nay toàn bộ sản phẩm như hôm qua em đã hứa với mọi người dưới 100.000 giúp em. Toàn bộ sẽ là tặng dưới 100.000 hết nha các chị gái ơi. Mình vào mình thả tim xong mình chia sẻ càng nhiều thì sẽ càng được chốt một loạt mẫu dưới 100 mẹ ơi. Cắt tần tật nhá mọi người nhá. Còn cái gì hôm nay bán nốt là ai chưa được chốt để lại số và like hôm nay bọn em chốt nốt. Được chưa mọi người? Ai chưa có số như mình nhá. Mọi người bên này thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Mọi chỗ hôm nay đông quá trời luôn các chị ơi. Em mời mọi người ạ, dưới 100.000 đồng nghĩa là chúng ta đi shopping chỉ với vài chục ngàn, thứ mà không ở đâu có được các bác nha. Dạ vâng ạ, à, mua áo này mà không biết đóng cúc kiểu gì. Em chào chị Ngọc Yến đây, chị gái ơi em bỏ ra cho bác xem cho mình nhá. Nói chung đóng như bình thường với chị gái. Đây bên trong có một cái vạt nữa bên này. Đóng như bình thường thôi chị gái ơi. Được chưa mọi người, tí em hướng dẫn cho mình nhá. Không chả nhẽ em lại cởi ở đây đúng không mọi người. Thả tim lên giúp em mọi người ơi. Thả tim mạnh tay lên cho em. Và cứ ngày hôm nay chị nào đi chia sẻ live stream nhiều, cứ chia sẻ live stream nhiều, auto có, auto có đơn và auto sẽ được mua rất nhiều. Dưới 100 toàn bộ, ai chưa được gọi điện cứ comment cho em chưa được gọi điện kèm số giúp em là các bạn ấy sẽ điện chốt cho mình luôn. Rồi ạ. Ui giời ơi, đây này, hôm qua bị chốt hai like nên thành ra là một ngày hai đơn liền à chị ơi. Dạ vâng, hoan hỉ. Cứ rẻ là được chị ạ. Em biết chị mua bị tách là hai đơn đúng không? Mua ở hai buổi live khác nhau trong ngày đúng không? Nên bị tách thành hai đơn nhưng mà gì? Rất rẻ, các bác chỉ có vài chục nghìn thôi nhá. Trần Thu Hương ok chị gái, ai cần hỗ trợ đơn comment hỗ trợ đơn kèm số. Ai chưa được gọi comment chưa được gọi kèm số điện thoại, tí có người điện luôn nhá để cho nó nhanh. Mọi người nào thả tim lên các chị ơi. Ngày hôm nay rực rỡ luôn mọi người, chia sẻ auto lên này, chưa đến 100. Chia sẻ auto lên đơn nha mọi người, chia sẻ càng nhiều sẽ càng được chốt đơn sớm nha. Vài chục nghìn nhá, vài chục nghìn thôi ạ, lụa ngố tầm giờ thời tiết đang rất phù hợp. Chưa đến 100 chỉ có vài chục nghìn à, 50 nghìn đến 90 nghìn, nào nhanh tay cho em. 50 ngàn đến 90 ngàn thả tim lên mọi người ơi, áo ren. Được chưa các bác, áo ren này, bộ lụa này, sơ mi đi em ơi. Sơ mi giúp chị nha, ôi các bác ơi, nhìn nội em ạ. Vài chục nghìn thả tim lên nào các tình yêu, cứ ai chia sẻ nhiều là auto lên hết này. Chia sẻ nhiều là auto lên đơn nha các chị gái này. Chưa đến 100, chưa đến 100. Con này em không nhớ nhưng chắc độ 70-80 mấy nghìn thôi. Đây em mời mọi người, áo gem này cho thích dáng peplum lót hai lớp toàn bộ ạ. À, vài chục nghìn các tình yêu gọi luôn giúp mình nhé. Ok tình yêu ạ, ai cần xử lý đơn với mình nhá, chăm sóc khách hàng lúc nào đang chờ các chị, được chưa mọi người. Hôm nay vào livestream ạ, lên hơi muộn nhưng bù lại quả to. Chia sẻ là có hết auto các chị. Nhìn nội em này, mấy chục thôi ạ. Mấy chục thôi ạ, các chị ơi, mấy chục nghìn thôi len mọi người. Cũng có áo len cũng dưới 100 hết, mấy pha sơ mi dày. Nhiều lắm các bác ơi, vào đi mọi người. Em tầm giờ là em gì ạ, tranh thủ từng giờ một để em lên các mẫu cho các chị chứ không có nhiều thời gian. Mọi người nhá, có mấy chục thôi ạ, dưới 100 hết mà. Tất cả các mã hôm nay sẽ dưới 100 hết các chị. Dưới 100 ngàn hết giúp em ạ. Tất cả các mã giúp em ạ, len nhá, em cũng bán nốt này, len tay phồng em bán nốt các bác ơi. Chia sẻ giúp em nhá mình nhá. Ui dồi ôi, gì à, chị hôm qua đã nhận được hàng bên em rất ok, em cảm ơn chị gái. Có bạn bè quảng cáo giúp em nào mọi người ơi, thả tim lên giúp em phát. À vâng ạ, ngày hôm nay thì phải nói nếu chị em nào vào ngày hôm nay xem livestream ạ thì em nói luôn là chỉ với khoảng 100k thôi. Dưới chồng ơi. Dưới 100k. Có mã còn 50.000 thôi thì vẫn được thừa tiền mà. Dưới 100k thôi là chị em có thể sở hữu những cái sản phẩm bên em phải nói là từ 200 đến 300 400 500 ngàn đồng. Dưới 100 nghìn đồng. Các bạn dưới 100 hết này, sơ mi ạ. Cái này toàn bao bộ tiền? Hết là dưới 100 nghìn hết các bác nhá. Nó dao động từ 80 nghìn đến 99 nghìn. Ví dụ cái này bao tiền? Tí phải xem kỹ mã nó từ 80 đến 99, có mã 80 nghìn thôi mà. Từ 80 đến 99 nghìn đồng một chiếc áo sơ mi. Có mã thì 88 nghìn. Có mã thì 88 nhá. Áo em đang mặc cũng có chị ơi. Chiếc ly này, chiếc ly eo này. Pha voan này các bác này. Nhưng mà dưới 100 đúng không? Toàn bộ dưới 100 hết chứ hôm nay em lên hàng đồng giá mà. Mà hôm nay em lên đồng giá khổ. Vợ chồng em lên cho chị em dưới 100k. Chị em nào chia sẻ trên 3 lần rồi nhá, comment vào cho em. Ai chia sẻ trên 3 lần rồi và comment giúp em là đã chia sẻ trên 3 lần, được chưa? Chị nào chia sẻ nhiều, ưu tiên chốt trước. Chốt luôn, áo mặc có hàng các chị ơi. Kể cả cái áo ngày hôm nay vợ... Thả tim lên. Rẻ luôn.
tặng luôn chị em. Rẻ luôn mà quần em cũng có nhá, áo giang quần giang đều có hết, đều có hết nha mọi người. Này mọi người ơi, những cái dòng áo kiểu giả vest này mặc lên nó sẽ lên được form này. Dưới 100 toàn bộ ạ. Con này hôm qua em cũng có đăng này. Nhớ không nhỉ, là 88 thì bao nhiêu nghìn em không nhớ. Tay loe hôm qua em cũng có đăng này. Hoặc là 99.000, nói chung là siêu siêu nhiều mức giá. Áo hoa các thứ có hết này, cho chị xin phao di lê áo dạ có không? Dạ ngắn có nhá. Dạ ngắn và phao dài mình ơi, ai chia sẻ comment luôn giúp em chia sẻ 3 lần giúp em. Đấy, còn nhiều lắm các chị nhớ mã này không ạ? Nhớ mã siêu phẩm đấy không ạ, trước Tết ạ. Em xin mời mọi người dưới 100.000 luôn ạ. Con này 100.000, 99.000 đi cho nó đen. 99 đi. Số đẹp nào mọi người ơi, chia sẻ mạnh lên giúp em ạ. Chia sẻ trên 3 lần cho em là ưu tiên chốt trước luôn nha các chị gái. Có ai nhớ siêu phẩm đấy không ạ? Bác nào nhớ em siêu phẩm này không mọi người? Lót toàn bộ bên trong, cổ sẽ là cổ nhung mặc cực kỳ đẹp. Lên xem vest quần, có vest quần chị ơi. Nào thả tim lên mọi người. Em mời mọi người mã này 99.000 đồng, ai nhớ con này không? Hai màu. Ngày hôm nay là hội tụ đủ tất cả các mã hàng nhà em. Các mã hàng hot hit trong hôm nay hết, mọi người cứ chia sẻ là auto lên. Di lê cũng nhân viên gọi điện chốt luôn các chị ơi. Nào mọi người nhanh tay xem mã này 99.000. 99k cái siêu phẩm này, 99.000 cho con dạ lừng đấy nhá mọi người nhá. Tiếp tục ạ, phao di lê bản màu mới. Hôm qua sẽ là 5 màu nhưng mà là hết sạch xanh xanh rồi, em có đăng hết sạch rồi. Tiếp tục ạ, lên bảng màu mới này, màu nâu. Màu này không biết màu gì ta. Không chưa hình dung ra màu gì luôn mọi người. Ghi xanh. Cái này là ghi xanh, cái này là nâu và cái này hình như là ghi rêu thì phải, nhớ không nhầm. 99.000 luôn các chị ơi, cứ chia sẻ là lên con này là nâu. Thế con này là gì? Nâu cam. Nâu và nâu cam. Nào mọi người ơi, con này là nâu thường, con này nâu cam, con này sẽ là gì mọi người ơi? Ghi xanh nhá mọi người nhá. Thả tim lên nào mọi người, chuẩn bị. Cứ chia sẻ nhiều là sẽ ưu tiên tốt trước nha mọi người này. Dạ. Bình tĩnh nhá, xong rồi em đi đọc mã. Vào đông đã. Nhiều lắm luôn đấy các chị. Khách hàng vào đông ạ, nhớ con Mixi này không các chị? Tầm giờ nó không còn gì đâu các bác. Nó không còn cái gì nữa luôn ạ, 99.000 một con màu nâu tây. Dạ Mixi ạ, 99.000 một con màu nâu tây. Tiếp tục ạ, 99.000 một con màu đen phá trắng. Mọi người ơi, chia sẻ bốc lửa lên nào các tình yêu. Tiếp tục này, 99.000 một con màu này màu gì đây mọi người? Xanh bạc hà. Xanh min. Tiếp tục 99.000 một con màu xanh két. Ok chưa ạ, 99.000 một con màu hồng. Không đẹp không lấy tiền. Đẹp thế này cơ mà các chị ạ. Chị ơi, nó là hai khoảng thời gian khác nhau mà chị. Không trách em thế. Chị nhá, em nói này, không trách em thế được. Chị ơi, hai khoảng thời gian khác hoàn toàn nhau, khổ. Khi mà chị mua cái áo dạ này là 350.000, nghĩa là chị lúc đấy là chị đang mua là chính vụ mùa đông. Trời ơi. Cho mọi người, chính vụ mùa đông chị em nhập cao em phải bán cao. Còn bây giờ sẽ là gì? Còn bây giờ của em sẽ là gì mọi người ơi? Bọn em đang xả hàng, đang tặng hàng chiết cho khách. So sánh thế tội em ra đúng không chị? Em đâu muốn bán lỗ đâu các chị. Khách hàng em mua 350 xong bây giờ gì ạ? Tại sao bán 99 được chửi mà em? Lúc ấy mọi người mặc được chưa 2 tháng rồi mà mọi người chính vụ luôn mà. Nhiều khi so sánh thế nó không đúng được các bác nhá. Em không bao giờ em muốn bán lỗ. Không có đứa nào đi buôn muốn bán lỗ được chưa các chị? Không bao giờ muốn và chẳng đứa nào muốn cả. Đấy, và khi mà chị sở hữu cái áo này chị thông cảm cho em thôi các bác ơi. Đấy, thông cảm cho em đầu năm nhá các bác nhá, hoan hỉ cho em với. Lại nói em thế kiếp nói nặng lời thế khổ thân em ra. Đấy, 350 đấy là chị mua chính vụ và đấy là cái giá trị thật của cái áo này. Nhá, để mọi người cho em xin một chút thời gian để em giải thích hộ cái khách vị khách cũ của bọn em với. Là chị mua cái áo dạ này đợt cao điểm là 350.000. Đấy, kiểu bây giờ em bán 99 thì lại quay ra là mắng em, mắng nặng lời nên là em phải giải thích một chút. Thì các bác ơi, là cái thời điểm đấy là chị bỏ 350.000 ra, nghĩa là chị đang sở hữu cái giá trị thực của nó. Thị trường dạ thì tầm độ 300-500 ấy, thì đợt đấy bọn em bán là 350 là chuẩn chứ không có sai. Chị ơi, chứ đâu phải là do em đâu nhập được cái áo này 80.000 xong rồi em bán 350 đâu chị. Đợt thì em nhập cao thì em phải bán cao. Còn bây giờ đây là em bán tặng khách hàng được chưa mọi người ơi? Khổ lắm. Đấy, mình nói nhau nhẹ nhàng xíu thôi. Em cũng chẳng muốn bán 99 thì làm cái gì đâu. Mà chỉ có điều bây giờ em còn ít thôi. Nó còn năm mấy cái, 60 cái em bán nốt cho khách hàng của em là 99 thì một cái. Nghĩa là cái tầm giờ là những cái mặt hàng đông nó không bao giờ có giá cả. Không có giá như bây giờ cả. Đây là do em xả thôi mọi người nhất thôi, hoan hỉ cho em được chưa các chị? Đấy, em xin mọi người gì mọi người shop nói đúng, em cảm ơn chị Hạnh khổ. Em không bao giờ em muốn bán cái dạng này 99 cả. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà đấy khách lại nói hơi nặng lời, khổ lắm lại còn nói ấy nữa luôn ấy, nói kiểu nói chửi luôn ấy các chị, khổ lắm đấy, em phải giải thích rõ nhá. Cái thời điểm đấy là thời điểm giá trị thật của cái áo, còn bây giờ là em đang bán tặng đầu năm. Em còn ít em xả nốt được chưa mọi người ơi? Ok cho mọi người 1940 qua 2k mắt giúp em nhé mọi người nhá. Đấy thả tim lúc em với mọi người ơi. Con này lên cho em này, mọi người nhìn cho em này. Màu này màu hồng nút. Đây nhá, ok để chuẩn bị lên mã được chưa? Thả tim lên chuẩn bị lên mã nhá. Nhìn hộ em nhá, chuẩn bị lên mã giúp em nào mọi người. Bộ lụa ok em ơi, bộ lụa pha di lê. Áo dạ. Nào mọi người ơi, thả tim lên giúp em với mọi người 1982 nha mọi người. Các trang chính các bác chỉ cần qua 2k mắt là ok thôi các chị. Còn mấy trang phụ bên này mọi người cứ vài trăm người xem đã em vui rồi, được chưa các bác?
Đấy, vì tầm giờ đầu năm mà các chị áo dạ comment là mã gì, bây giờ em bắt đầu lên mã. Thả tim cho em nhé. Đồng giá 99.000 và có một số mã 80.000 và một số mã 88.000 số đẹp, và có mã 68.000 và có mã bắt đầu từ 40.000 thôi. Thả tim lên mã đầu tiên. Thu hết tất cả các màu ở trên đi em ơi. Mã đầu tiên giúp em mã này, để hôm nay em lên cú pháp này. Em lên thẳng mã lỗ luôn cho các chị cho nó dễ. Em đi thẳng mã lỗ nhá mình nhá. Toàn bộ ngày hôm nay. Ví dụ như cái mã này. Không lỗ hơi phí. Không lỗ hơi phí, nói yêu mất cập luôn. Không lỗ hơi phí, hàng hãng có thương hiệu, được chưa mọi người? Comment giúp em mã đầu tiên lỗ 1 giúp em. Lỗ 1 nha các bác nhá. Con này riêng con này không lỗ mất lọc luôn các tình yêu. Lỗ 1 cho em này, nghe không nhầm đâu các chị. Riêng với mã này, những chị em nào mà muốn mua bộ lụa xịn và mát, nhưng mà gì mọi người, tầm giờ em bán thập cẩm, em không chọn màu nữa vì là em quá lẻ sai rồi, em chán lắm rồi. 88.000 một bộ, lấy 2 bộ em auto chọn khác màu. 88.000 một bộ, lỗ 1 giúp em mà. Lỗ 188k kèm số điện thoại giúp em. Bảng màu đây. Chốt đơn toàn bộ cho mọi người nhá. Ai chia sẻ trên 3 lần cho em ưu tiên chốt đơn trước. 400 bao nhiêu? 500 bộ cơ. 500 bộ nhá. Mình nhân 500 bộ nha các bác nhá. Nhìn cho em này, 329.000 một bộ và bây giờ 88.000. Lỗ 1. Lỗ 1 chỉ cần báo em kèm số điện thoại. Báo em cân nặng, nhân viên sẽ chọn size S, M, L, XL 500 bộ, không chọn màu. Ai mua hai màu trở lên auto gì mọi người khác màu. Ai mua hai màu trở lên nhá, auto là sẽ chọn khác màu vì chẳng ai gì đã đóng cho khách hàng hai màu y như nhau thì về mặc kiểu gì. Đúng không? Màu đầu tiên. Em ơi, đây để em đút vào cho chị, nó là hai quần một như này ạ. Lên cho em mã này nhá. Lỗ 188k cho chị 3 bộ, em chọn 3 bộ ngẫu nhiên nhá chị Bảo Minh nhá. Ok ạ. Em chọn cho mình 3 bộ luôn. 88.000 một bộ các chị ơi, nhanh tay còn 500 bộ ạ. Đây các bác ơi, toàn màu đẹp thôi. Màu đẹp em mới nhập, màu xấu em chả giờ hơi em nhập. Mọi người có công nhận điều đấy không các bác này? Lên cho em mã này ạ, lỗ 188.000. Em bán một phát hết luôn trong hôm nay luôn. Còn 500 bộ hết hàng nha mình ơi. Con này lên cho em sẽ là lỗ 1 giúp em. Lỗ 188.000 một bộ. Kèm số điện thoại giúp em. Nó là xuất sắc luôn các chị. Riêng với em này ạ, chất liệu của nó sẽ là gì? Lụa satin cao cấp cho mọi người. Trên mác của nó sẽ là hàng mà khi mà nó đẩy ra thị trường, nó sẽ bán, đương nhiên là bán của cái thương hiệu của nó sẽ bán giá là hơn 300.000 một bộ, 330.000. Và bây giờ mọi người, kể cả mọi người có mua con này mua sale hoặc là mọi người mua gì, mọi người mua kiểu là mua live stream xả giá rẻ, bọn em cũng bán vui phải 160, 170 rồi. Em bán tặng mọi người có 88.000. 88.000 nha mọi số người. Số đẹp, đầu năm lấy lọc ok. Được chưa mọi người ơi, 88.000. Cứ hai bộ là sẽ chọn auto màu khác nhau. Nhìn cho em này, vì là tầm giờ thập cẩm rồi nên M, L, XL đủ size cho mọi người nhá. Chỉ cần lên cho là lỗ 188k kèm số điện thoại. Nhìn hàng hộ em, nhìn đường kim, mũi chỉ, nhìn cặp quần. Nhiều khi muốn mua bộ lụa đẹp hay không, nhìn cặp quần biết ngay. Nhìn hộ em này các bác này. Đấy, bình thường này cặp nó sẽ không bao giờ cặp mí hai cái đường này đâu các bác nhá. Mí một đường cái chun hay bị xoăn, được chưa mọi người? Con này là cặp phẳng đét luôn các chị này. Đấy, hàng đắt của nó cũng ok hơn nhá. Lỗ 1 mấy bộ báo em 88.000 một bộ và chưa ở đâu có cái giá này cả. Đấy, thả tim lên mọi người ơi, này caro này, zig zag này. Em bán thập cẩm, kho đang đếm hàng rồi các chị ơi. Tầm giờ kho đang đếm rồi. Nhìn hộ em phát các bác ơi, hàng này sẽ là hàng của Missy, nhưng mình nó sẽ là một cái công ty thời trang. Thì khi mà đã hàng của công ty, nó sẽ có nó hơn một bậc so với hàng xưởng như thế nào. Vì hàng công ty thì bao giờ nó có cái độ QC kiểm tra ấy mọi người. Thì hàng nó sẽ nét hơn, và khi mà ra thị trường thì nó sẽ hạn chế gần như tất cả luôn cái vấn đề là những cái lỗi nhỏ, ok cho mọi người. Còn đương nhiên hàng xưởng thì sẽ ít hơn. Hàng xưởng nó gì, cái chất lượng nó sẽ bị xuống một bậc nhá. Lên giúp em mã này. Lên cho em mã này là lỗ mấy? Lỗ 188k kèm số điện thoại giúp em. Thả tim lên mọi người ơi. Con này chia sẻ mạnh tay cho em qua 3k mắt giúp em, được chưa mọi người? 2.000 mấy rồi nào, nhanh tay. Nhìn hộ em này. Bao nhiêu tiền? Nhắc 88.000. Nhắc lại em sợ nhiều chị em không tin, khổ. Đấy, nhiều khi là đang gì ạ? Em ơi, em có đang chơi game không, hay là em có đang gọi là câu like không? Mọi người ơi, câu like phải ra tiền. Câu like không ra tiền thì không câu like để làm gì hết. Thời gian đấy em đi ngủ còn hơn. Mọi người công nhận không? Câu like gì mọi người, câu like với những cái người gì người ta cần độ hot, còn bọn em cần gì, cần tiền, ok mọi người, bán được hàng xả được hàng thì mấy gì ạ, mới ra tiền, được chưa các bác? Nên là gì mọi người, thời gian câu like đi ngủ hơn còn hơn. Còn đây là đang bán gì, bán thật bán chuẩn cho các chị luôn. Đấy, bao nhiêu tiền một bộ? 88.000, không chọn màu đâu nhá, cứ lấy hai bộ cho em nhá. 65 cân có size, dưới 65 ký của bọn em thì sẽ là S, M, L, XL, lấy XL cho em đi. Thả tim lên nhá, chuẩn bị hết này mọi người ơi, thả lỗ tim lên nha. 188k kèm số điện thoại giúp em. Hết rồi, ai vào chậm thì chịu nhá. 500 bộ thôi các chị. 500 bộ, có hỏi em ở đây là bao, có bao nhiêu nghìn người? Bao nhiêu nghìn người? Tất cả những fanpage chính của em bây giờ đang chạy rất nhiều mắt, còn những cái trang phụ thì sẽ có vài trăm view, được chưa mọi người? Thì hiện tại bây giờ vui cũng vài nghìn người rồi các chị, mà chúng ta có 500 bộ với nhau, mà khách hàng là cũng lấy hai bộ hết má, hết nhá, em luôn. Ok, bốc ra cho khách hàng luôn. Đấy, hết má lỗ 1 nhá. Ôi, không bao giờ có mức giá này luôn. Mức giá này còn lâu nhá. Ai thích dạ? Dạ hơi trái vụ xíu nhá. À, đi phao trước. À, phao di lê trước. Phao di lê hộ em. Nào nhìn hộ em mọi người ơi. Riêng con này ạ, lỗ 2 bình luận cho em phát. Lỗ 2 comment hộ em nhá.
nhìn em lỗ 2 này, hôm qua ai chưa được chốt đơn lỗ 2? Hôm qua ai chưa được chốt đơn con này? 99.000 một con thả tim lên ạ. Hello Mai Trang, em chào mọi người. Mọi người nhìn thấy em không ạ? Hai bộ miễn ship không, em xin phép của gì mọi người ơi, thắp hương luôn nhá tình yêu nhá. Vì là em đã bán lỗ rồi, hỏi em có 30.000 tiền ship không, thật sự là nếu bố em là chủ cung điện thì đương nhiên là em miễn ngay, nhưng mỗi tội là không phải. Khổ lắm mọi người ạ. Đấy, bây giờ đã bán rẻ rồi, một cái bộ đấy các chị mua là 300. Bây giờ thì sao? 176.000 mua được hẳn hai bộ. Nên là không thể nào mà bao ship được nhá. Hàng gì có lãi mới bao ship được. Đây thả tim cho em mã này. Lỗ 2 cho em 99.000 một cái áo phao. Trời ơi, 99.000 nha mọi người. Lỗ 2 chỉ 99k kèm với lại cho em và chọn màu. Có không ta? Ở đâu có không? Không ở đâu có, nhưng nhà em lại có. Đấy là lý do tại sao em đông khách và em bán được nhiều năm nay. Những cái thứ người ta không làm được thì em làm được. Đấy, nó là như vậy mọi người nhá. Đấy là lý do tại sao 99.000 lỗ 2 cho em. Nhiều nhá, em nói thật là khi mà em bán ấy, xong rất là nhiều những cái bên người ta cũng bán cho em, người ta hỏi con sở hơi không biết nó nhập hàng ở đâu, hay là nó kiểu đây là chiến dịch của nó hay sao, hay là marketing hay sao mà tao thấy nó toàn bán gì. Bọn chị đi hỏi xỉ cái phao này, là đi hỏi xỉ đã là cao điểm lúc bây giờ 180, 190 hỏi xỉ cái phao này rồi mà tại sao nó bán 99.000. Bây giờ trái vụ rồi các chị ơi, bây giờ thanh lý nốt nhá. Lỗ 2 em hết lỗ 2 kèm số thoại cho em 80 cái nha, 80 cái duy nhất cho em 99k, 80 cái 99.000. Lỗ 2 kèm số thoại cho em. Lỗ 2 thả tim, em đọc bảng màu này, đây là nâu và đây là nâu cam. Các bác biết tại sao em lại như này không? Vì là gì? Cái bảng màu của Phao Gile này nó hơi ẩm một tí, là nó quá nhiều màu. Có nghĩa là nó mười mấy màu ấy, không còn cái tên gọi nữa để gọi nữa. Nên thành ra là gì? Sẽ là những cái tên nó hơi khoai tí nhá. Đây là nâu. Hôm nay có 3 màu thôi. Đây là nâu cam, ghi xanh và đây là ghi xanh, ghi xanh nha. Ghi này nó không phải là ghi bạc như cái màu hôm qua đâu, mà nó hơi ánh xanh rêu một tí, nhưng một tí thôi, nhìn ngoài mới thấy, nhìn like không thấy đâu. Đúng rồi, nhìn ngoài mới thấy rõ hơn. 99.000 một áo mọi người ơi, chia sẻ lên đi. Hôm nay khối đông, đông như thế này, lỗ 2 cho em, cho chị nâu cam. Đây nâu cam nó gần như nâu bò. Chỉ có điều là bò này nó sẽ sáng màu hơn. Lên cho em mã này lỗ mấy ta? Lỗ 2 kèm số điện thoại giúp em. Thả tim bao nhiêu tiền? 99k nha mọi người. Và em nói này, những chị nào được nhân viên gọi điện rồi, ok chưa, vào xác nhận giúp em cái. Nhiều khi là vừa bán là vừa bị tế đấy, vừa bán vừa bị chửi luôn đấy các chị. Khổ lắm, nhiều khi là những cái khách hàng mà kiểu comment sau ấy, muộn nó hết hàng, hoặc không chia sẻ live stream, hoặc không thả tim live stream thì cả không có một chút tương tác nào cả. Thì sao? Thì nhân viên nó chốt sau nó bị hết hàng mất, thì lại bảo bọn em bán ảo, khổ lắm. Ai được gọi điện vào xác nhận luôn, lỗ 2 hết hàng 99.000 em ơi. Tiếp tục sang dạng ngắn. Lên cho em dạng ngắn nào, lỗ 3 mọi người ơi. Nhung vừa báo cho chị 80 cái em ơi. Đây không phải màu ghi đâu, đây là ghi gel màu mới em ơi. Màu mới tinh chị gái ơi. Thả tim lên nào mọi người. Ai nhớ con siêu phẩm này, ai mua được con này nhớ nhau cả cuộc đời luôn. Lỗ 3 comment. Lỗ 3 kèm số điện thoại cho em. Đấy đi, con này size gì nhỉ? ML. Size M. 1.250.000 em bán 99.000. 1.250.000 em bán 99.000. Áo hạnh mặc có hàng từ từ chị ơi, áo này bán tối của em nhá. Em mời mọi người ạ, 1.250.000 hàng hãng nhá mọi người ơi. Em xin phép được sale tặng mọi người 99.000. Lỗ 3 99k kèm số này có 15 cái. Thông cảm, có 15 cái mà hàng nghìn người đang đây, thông cảm nhá. Rồi ạ, 15 cái cho anh nhanh tay thôi. Cái này 15 cái cho anh đầu năm lọc lá một cái áo thôi. 99.000 giúp em, cho chị dạ mixi em ơi. Sau đó cho chị dạ cái con ngắn này trước cũng được. Con dài nốt là 5 mã của dạ để đẩy sang phao luôn. Lên cho em là lỗ 3 mã này, 15 cái hết hàng rồi chị ơi. Hết hàng nha mọi người, lỗ 3 99k. Tiếp theo cho em phải thêm một con nữa này. Tiếp. Lỗ 4. Lỗ 4 kèm số điện thoại cho em. Lỗ 4 thì cái con dạ này của em sẽ là hot cái đợt mùa đông vừa rồi. Đấy, bản gốc của con dạ này nó sẽ là của Bowman đúng không? Là một cái thương hiệu cực kỳ lớn, nó rất là đắt tiền được chưa mọi người. Thì thị trường nó cũng ra rất là nhiều mã này, nhưng mà riêng với cái dòng của Missy đứng áo, cứng cáp, mặc lên form chân dài, đấy là lý do em nhập. Đấy, mã này thị trường rất nhiều nhà làm, nhưng mà riêng hàng của Missy rất đứng form. Lỗ 4 giúp em. Lỗ 4 kèm số điện thoại. Hai màu đấy, hai tông màu. Hai màu nhá. Các bác biết là khi mà nó còn có vài chục cái em bán tặng mọi người, em vẫn phải phân màu, là các bác đủ biết là cái tư cách của bọn em như thế nào. Nếu mà với chỗ khác hai cái màu này nó gần như nhau, nó ốp vào làm một nó bán. Đây, hai màu này nó chẳng khác gì mấy, nó 19 10. Nếu chỗ khác nó sẽ ốp vào bán cho các chị cũng chả biết. Được chưa mọi người? Nhưng mà khi mà em còn ít, em vẫn tách ra cho các chị để các chị phân biệt được màu. Mọi người nhá. Đấy là các bác đủ biết tư cách của bọn em như nào. Rõ ràng xanh chín. Được chưa mọi người? Lỗ 4 giúp em. 100.000 một cái, 99.000 một cái. Thôi không lấy số 100, em thích số 99 hơn, số 99 số đẹp, rất là may mắn. Mình nhá, lên cho em là 99. 99k một cái, con này lên cho em sẽ là lỗ mấy ta? Lỗ 3, à 4 ạ. Lỗ 4 là mấy ạ? 4 ạ, 4 các chị ơi, vừa xem vừa thả tim lên nhá mọi người nha. Rồi ok, 2k7, lên đúng 3k mắt cho em nào mọi người. Được chưa mọi người, 2k7 của mọi người, lên 3k đi mọi người. Lên cho em là lỗ 4 nhá. Lỗ 4 kèm số điện thoại cho em 99.000. Con kia thì sẽ đắt hơn con này. Nhưng mà thực ra là hai con khi mà đã xuống được 99 thì quá rẻ rồi các chị.
tìm lên giúp em mã này, thả tim lên cho em mã này, lỗ mấy ta, lỗ 4 kèm số này cho em, lỗ 4 lên một mã tiếp theo. Đấy, lên một mã tiếp theo giúp các tình yêu mình nào nhanh tay cho mã vừa rồi sẽ là lỗ 4 kèm số điện thoại cho em nha các chị gái ơi. Lỗ 4 giúp em này, một mã tặng kỷ niệm các bác, mã này mã tặng kỷ niệm nhá, hàng nhập khẩu cho mọi người được chưa mọi người ơi, sữa rửa mặt Hatomuji ý dĩ nhá, hàng này hàng nhập khẩu nhá, lâu lắm mới lại có giá này. Bình thường sẽ là em sẽ bán lẻ mọi người ơi, 80-90 nghìn một tuýp là chuyện bình thường các bác nhé. Ở trong tất cả các hệ thống siêu thị và hệ thống mỹ phẩm ở đây có bán hết, và hôm nay cho mọi người sẽ là 99 nghìn hai tuýp, tranh thủ giúp em luôn. Lên cho em là gì mọi người ơi, mã này comment giúp em lỗ mấy ta, lỗ 5 giúp em phát, lỗ 5 kèm số điện thoại cho em, 99k hai tuýp nha mọi người. Hai sữa tuyết. Rửa mặt chị ơi, sữa rửa mặt với em này thì sao, với những cái ưu điểm của nó này các bác sẽ nhắc đến cho em này. Thứ nhất là gì ạ, hỗ trợ tẩy da chết nhẹ, đã là sữa rửa mặt nha nhưng vẫn hỗ trợ tẩy da chết. Thứ hai là gì mọi người, rửa mặt sạch sâu. Thứ ba là hỗ trợ làm trắng. Thứ tư là giảm mụn, ngăn ngừa mụn cho các chị. Và thứ năm là không khô da. Nó sẽ có 5 ưu điểm, lỗ 5 giúp em comment mã này, 99.000 hai tuýp em ơi, 99.000 hai tuýp nha mọi người, lỗ 5 kèm số điện thoại cho em, chưa bao giờ có giá này luôn, 99k hai tuýp, tặng hai tuýp ạ, hai tuýp luôn nha mọi người, dùng thoải mái cho em tuyếp, luôn, tặng khách hai tuýp lên cho em con này, lỗ 5 kèm số điện thoại cho em ghi luôn nha mọi người, 99k hẳn hai tuýp nha các bác nhé, hai tuýp giúp em được chưa mọi người, thả tim lên vừa xem và thả tim, lỗ 5 ạ. Sữa rửa mặt quốc dân, tại sao gọi nó là quốc dân mọi người, vì riêng với phụ nữ mình thì 10 người thì 9 người dùng với các chị. Đấy, đấy là lý do nó gọi là quốc dân. Ngoài thị trường cái đầy rất đầy sữa rửa mặt. Đầy sữa rửa mặt luôn mọi người. Hôm nay em về thêm được ba mấy thùng nữa để em bán nốt nhá. Đấy, lỗ 5 giúp em 99k 2 tuýp. Lỗ 5 99k 2 tuýp, vừa xem vừa thả tim cho em. 99.000 2 tuýp nha mọi người. Lỗ 5 kèm số điện thoại cho em. Hàng gì mọi người ơi, chính hãng. Rồi, hàng chính hãng được chưa các chị gái? Đấy, tem phụ nhập khẩu ở bao bì được chưa tất cả các tình yêu. Tem phụ nhập khẩu cho chị, tem phụ tiếng Việt mọi người ơi. Đấy, nó nói lên là gì mọi người, là hàng nhập khẩu chính ngạch, về đây đầy đủ giấy tờ để mọi người yên tâm, nó là authentic các bác. Đấy, lên cho em lỗ 5 mã này, lỗ 5 kèm số điện thoại 99.000 hai tuýp nha các chị nhỏ ơi, hai nha mọi người, hai chứ không phải một đâu nha các chị. Thay vì mọi người bỏ 99 được một thì sẽ là chúng ta hôm nay sẽ được em Hạnh tặng thêm một con này đấy, để mã mua một tặng một thật hợp nhỉ, nhập 99k hai tuýp, mã mua một tặng một, lỗ 5 coi cho em mã này, lỗ 5 kèm số điện thoại cho em, đơn nó kiểu bão luôn đấy các bạn. Lỗ 5 kèm số điện thoại em mời các chị gái luôn nhá mọi người ơi. Lỗ 5 kèm số điện thoại 99.000 hai tuýp nha, không phải một tuýp đâu nha mọi người. Nốt đây để sang bán nốt áo dạ đây. Nào nhanh tay mã này ạ. Hạnh bới tóc vậy đẹp nhỉ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Em thì nói chung nhiều kiểu lắm các bạn. Nhiều kiểu lắm, thích kiểu nào là mỗi hồng kiểu. Đấy lên cho em con này là lỗ 5. Con này khổ đấy, em còn về được ba mấy thùng em bán nốt cho mình nhá. Trời ơi, bão đơn luôn này, 99.000 hai tuýp nha mọi người. Cứu. Lỗ 5 kèm số điện thoại cho em. Đây em mời mọi người. Chất giải cứu luôn đấy các chị. Em còn ba mấy thùng, một thùng này của nó cả trăm tuýp đấy các chị. Không dùng cho được tất cả lắm, mọi loại da luôn mọi người. Thoải mái cho em nhé. Lỗ 5 99.000 hai tuýp, lên số điện thoại giúp em là chốt đơn. Số điện thoại. 30 giây cuối cùng. 30 giây cuối cùng, lỗ 5 kèm số điện thoại 99.000 hai tuýp, mua một được tặng một này, là thành hai. 99k hai tuýp. Đầu xuân năm mới người ta bảo gì, mua lấy một cái đơn hàng để thể hiện là mình dư giả, các bác ấy gửi tín hiệu đến vũ trụ đúng không mọi người ơi. Đấy, đầu năm là gì, nguyên một năm mua sắm tẹt ga giúp em được chưa mọi người, kể cả nhiều tiền hay ít tiền mình mua lấy một đơn hàng đầu năm cho em. Mã này lên cho em là lỗ mấy, lỗ 5 kèm số điện thoại luôn, 99.000 hai tuýp. Đáng nhẽ mã này là mua một tặng một đấy các chị, khổ nên hôm nay lên mã lỗ cho bác đấy. Bộ Hạnh Bạc có tiền à, có bán hết mọi người nhé, đều có bán hết và giá thì rất là tốt. Chốt lên dạ tiếp đi nào, nốt đi 30 giây cuối, em đếm nhá 30 giây cuối cùng, 30 giây cuối cùng, lỗ 5 kèm số điện thoại 99k hai tuýp, 30 giây cuối cùng nha mọi người ơi. Có luôn, riêng mã này không bao giờ có hàng luôn các bác. Đấy, dạ vâng ạ. Đây này, em bán thế này người ta kiện đấy, khổ ghê cơ các tình yêu ơi. Đấy, nhưng mà gì mọi người, không phải thuê cửa hàng. Người nhá, bán kèm quần áo. Nên là gì ạ, kể cả em có lãi vài nghìn em vẫn có thể sống được. Nhưng còn nếu bây giờ mà em một ngày mà em thuê cửa hàng mất 30 triệu một ngày chẳng hạn, tất cả chi phí mất 30 triệu, mở mắt ra mất 1 triệu rồi, chắc chắn cái tuýp này em phải lãi 50.000. Thì em mới bán được, mới sống sót được đúng không các chị? Nhưng mà ở trên đây sẽ là gì? Nhà của mình luôn. Ok chưa các bác? Đóng mỗi tiền điện với tiền mạng thôi mọi người nhá. Nên là lãi ít vẫn ok, bán kèm quần áo. Ví dụ quần áo có 1-2 đồng lãi rồi thì mình lại thêm cả sữa rửa mặt cho khách người ta đang cần dùng. Đấy là lý do tại sao bọn em bán rẻ được. Nhưng nhiều khi là có một số bên là cũng không thích lắm đâu đấy, nhưng mà thôi hoan hỉ nhá, Lộc Anh ở đấy hưởng nhá, nước sông không phạm nước giếng đúng không mọi người. Lỗ mấy ta? Lỗ 5 kèm số điện thoại. Bao nhiêu tiền? 99.000 được hai tuýp. Hai tuýp nha mọi người. Chốt lần cuối nhá. Mấy tuýp? Hai tuýp 99k. Ai dồn kèm quần áo thì dồn nhá. Mã này mua kèm quần áo thôi. Mã này nhiều khi mua kèm ship lại đắt gần bằng bên ngoài, nên là thôi mua kèm quần áo cho em thôi. Nào mã này lên tiếp cho em. Dạ đâu rồi? Đang bán rồi. Con kia rồi. Lỗ mấy cho ta? 6 à? Lỗ 6. 6 nào đây? Các chị chờ mãi đây.
ôi dồi, nhiều mẫu lắm, chị không có sức mà mặc các chị một ngày á. Mục tiêu bọn nó soạn cho bọn em sẽ làm bọn kho ấy, mấy đứa bên kho ấy, nó soạn cho bọn em sẽ làm 100 mẫu à. Nhưng một ngày sức chỉ like 30 mẫu được các chị. Mệt. Khổ đấy, thế nó khổ cơ nhá, lỗ năm ở giữa giờ mặt nhá, 99.200 chứ. Hãy thử dùng con đấy đi, dùng là nghiện, các bác hàng chính hãng cho các chị luôn. Đầu năm bán tặng nhá. Lên tiếp, mệt quá. Lỗ mấy ta? Lỗ 6. Con này nhiều size đúng không? SML. SML không có X đâu nha. Không có X đâu các chị ơi, một con áo dạ siêu phẩm luôn các chị. Và em đã bán mã này các bác nhá. Bên top top là 1.000 mấy nhỉ, và bên phở bò bên này là phải 3.000 mấy và hơn 4.000. Có một đợt về sau lần cuối cùng là nhập thêm 1.000 nữa là hơn 4.000 cái. Cộng với bên kia 1.300 hay 1.400. Nói chung là mã này là hơn 5.000, 6.000 cái rồi các chị, ra thị trường 99.000 một cái. Lên xem là lỗ mấy? Lỗ 6, kèm số điện thoại cho em. 99k nha mọi người, 99k không nghe nhầm. SML cho các chị cái. 99.000 không nghe nhầm đâu các chị. Lên cho em mã này, lỗ 6 cho em. Lỗ 99k. Lỗ 6 kèm số điện thoại. Thả tim giúp em, đọc bảng màu em mời khách mới biết mua. Đầu tiên là gì nhỉ? Xanh mịn. Xanh mịn, đầu tiên sẽ là xanh mịn. Lỗ 6 xanh mịn 99k. Hoan hỉ nhá. Hoan hỉ cho em. Em vẫn cho các chị chọn màu, nhưng vấn đề là gì? Hết màu nọ mình sang màu kia. Chuẩn luôn. Nhặt luôn không hết, không người khác người ta mua mất. Mọi người nhắn lên cho em con này lỗ mấy? 6. Lỗ 6 99k. Em gần hết xanh mã này nha mọi người. Chưa được 60 cái đâu. Tiếp tục ạ, xanh két. SML cho em. Đây sẽ là màu nâu. Nâu tây mà bán chạy này. Nâu tây bán cực chạy luôn. Lỗ tiếp 6 theo cho em sẽ là màu gì ạ? Đây cho em sẽ là màu hồng nha mọi người. Chốt luôn. Hồng nhá, màu hường nhá. Màu hồng lỗ 699k kèm số điện thoại. Có độn cầu vai chứ. Con này có độn cầu vai toàn bộ hết nhá. Chất dạ chuýt của nó rất là đẹp luôn. Lỗ 6. Và cuối cùng cho em sẽ là màu này trắng đen. Màu đen luôn. Đẩy hẳn ra ngoài luôn, hết hàng rồi. Di lê chắc hết hàng rồi đấy. Ok, cho qua mã nào hết mã đấy luôn. Cho nó dễ mọi người ơi. Quên bố rồi, cái này lỗ mấy nhỉ? Lỗ 6. Ok nào, lên đơn. Lên đơn giúp em mã này, thả tim giúp em một phát. Bác nào muốn sở hữu cái áo của em đang mang lỗ 7 giúp em. Rồi là xong đẩy nốt cả dạ với len nhá. Sang len với phao đi. Mạnh quá. Sang len với phao đi. Đợi cái giang nó bốc vào đây nhá mọi người nhá. Lỗ 7 thả tim cho em mã áo ấy này đang mang. Lỗ 7 giúp em ạ, một con áo crop top lưng. Được chưa mọi người? Một siêu phẩm crop top lưng nhá các bác nhá. Tại sao lại gọi là crop top lưng? Vì các chị ơi, cái mã này thực ra là gì ạ? Cái bản gốc của nó rất là ngắn. Có thể là mặc hở bụng luôn. Thật. Bản gốc nó rất là ngắn nhưng mà bọn em đã điều chỉnh làm sao cho nó vừa vặn nhất. Áo này em không bao giờ em làm dài. Không bao giờ em làm dài sát xuống dưới đây, gấu này, gấu sát xuống đây như là mấy áo bình thường. Mà các bác sẽ mặc lửng không sơ vi. Một là chúng ta mặc với quần short, hai là chúng ta mặc với quần Becky. Mọi người ơi, với con áo này các bác nhá, em đang chạy là 250.000 trên các nền tảng kia. Vì các nền tảng em sẽ mất tiền quảng cáo thì đương nhiên em sẽ phải lãi rất nhiều. Nhưng mà trên đây tặng các chị lỗ 7 4 cỡ SML XL. Em có đen nhưng em chưa bày đen. Em bán trước cho bác hồng xanh. Em bán trước hồng xanh cho mọi người nhá. 140.000 một cái. 140.000 lên cho em là gì ạ? Lỗ 7 kèm số điện thoại giúp em chọn màu cho em mà trừ đi thì nó sẽ tiết kiệm khoảng bao nhiêu nhỉ? Trừ đi là bình thường bán trên kia là hơn 200.000. 250.000. Bớt được 101 đúng không? Bớt được 101. Bớt 110.000. Vào và xem mà mua, em cảm ơn chị. Lỗ 7 comment cho em nha, 4 cỡ tất cả. Và đặc biệt khách hàng béo nha, em lại siêu thích cái áo này. Mọi người biết tại sao không các chị? Nó không phải là áo ôm. Nếu mà nó là cái áo bó như này nha các bác nhá, bụng mỡ là sẽ vẫn thấy hết đúng không mọi người? Nhưng mà với crop top lưng hai bên nách như thế này thì tại sao thì gì là kể cả gầy quá cũng không thấy gầy, mà béo quá cũng không thấy mỡ hai bên. Lỗ 7 giúp em. Lỗ 7 kèm số điện thoại cho em, hai tông màu cho người này, màu hồng và màu xanh. SML XL 140.000. Lỗ 7 kèm số điện thoại, tiết kiệm 110.000 so với các nền tảng khác em bán. Em đang bán tất cả các nền tảng kia, em đang bán là 250 nhá. Vì là em có sọc pe này, được chưa mọi người, top top này, rồi cả Lazada này. Nói chung là các nền tảng kia thì là kiểu cái chi phí để mà tiếp cận được với khách hàng nó đã là mấy chục nghìn một áo rồi đấy. Chắc chắn em phải lời cả 100.000 một áo. Em bán 250 cơ mà. Đắt hơn việc các chị đang mua 110.000. 110.000. Còn là thế hôm em nay em phải lãi như thế. Tặng các chị 110.000 áp luôn. Và cái áo này đấy các chị gái 140.000. Vì đây nhau. Đang là gì? Là tiếp cận tự nhiên. Các chị đang xem like của em này là gì ạ? À? Là các chị đã like fanpage rồi. Là em like là các chị biết các chị vào. Đâu có mất tiền đâu, không mất tiền cho bên nào quảng cáo nhá. Có em ơi. Đấy ok nhá, tất cả các mã mà em nhìn cho em mã này nhá, lỗ mấy ta? Lỗ 7. Lỗ 7 kèm số điện thoại cho em 140.000, em ghim tên luôn nhá. Mấy hôm nữa có đen. Mai có cả màu đen nhưng mà mai thì em bán xong. Việc của hôm nay là trước đã. Đấy lỗ 7 hai cái này các chị toàn lấy hai cái luôn đi. 55 cân lấy L đẹp chuẩn luôn. SML XL 60 cân dưới 65 cân lấy X nha mình nhá. Lên cho em lỗ 7 không có nhiều đâu. Bán vui vui con này được 4 size. Vui vui 4 size. Đấy nhìn hộ em phát các tình yêu ơi. Mặc quần đi làm, mặc sock đi chơi, đi du lịch. Hoặc là mặc sock single là sát mông luôn đi du lịch.
mọi người nhớ, riêng áo này mặc rất là dễ. Áo này chất liệu của nó sẽ là măng gồ cho các chị, áo này sẽ là đứng áo, áo này sẽ không bao giờ làm bằng lụa. Lụa thì áo này sẽ bị cái độ rũ áo nhá. Sơ mi thường, sơ mi dài tay, sơ mi buộc nơ người ta hay làm lụa, nhưng với áo crop top người ta hay làm măng gồ, nó sẽ có độ đứng hơn. Lỗ 7 chọn size giúp em 250.000, tiết kiệm ngay 110.000, chỉ còn 140.000 cho một siêu phẩm này. Nhìn form lỗ 7 kèm số điện thoại giúp em. Nhìn form áo biết ngay được chưa mọi người? Comment hộ em lỗ 7 mã này nha các bạn nhé. Lỗ 7 giúp em nào, thả tim lên các chị gái. 52 cân chuẩn M giúp em đang bằng cân em này. Lỗ 3 em xin số điện thoại cho chị hai cái lỗ 7 Nguyễn Thúy này em ơi, Nguyễn Phạm Thương Hiền Nguyễn này. Gặp bà Hạnh bà Giang là mất nhiều tiền lắm đấy các chị ơi. Có những chị gái mà người ta đang xem live giờ mà người ta bảo em ơi cái tình hình này là chị chốt từ nãy giờ. Chị dồn đơn chị không nhớ lắm, nó 8-9 món thôi mà bây giờ em cứ like thêm là chị lại thêm đơn. Ưu tiên một chị một cái nhé. Ok mọi người ơi, lên cho em 59 cân lấy XL cho em. Hồng và xanh hết hàng luôn. Lỗ 7 kèm số điện thoại cho em 140.000. Thả tim nào mọi người. Vừa xem phải vừa thả tim lên cho nó bốc lửa lên các chị. Lỗ 7 rồi nha mọi người nha. Em sang một mã tiếp theo. Mệt quá. Vứt cho chị con phao cái đây. Không. Kia. Lên. Lỗ 7 mã này. Mã này tranh thủ mã này em giã được 4 buổi nay từ hôm Tết ra. 4 buổi nhá. Em bung gần 4.000 mấy, gần 5.000 rồi, em còn đúng 200 cái cuối. Đúng 200 cái cuối cùng nhá. Ai nhanh thì có 99.000 với một điều kiện là hộ em một lượt chia sẻ. Được chưa mọi người? Hộ em một lượt chia sẻ. 99.000 một con phao này là bó tay luôn nhá. 99.000 nhá các chị gái ơi, chia sẻ cho em đi càng nhiều lần nữa nhá thì gì ạ? Chốt đơn càng cao, cơ hội chốt đơn càng cao, chốt luôn. Chốt luôn lỗ 8 kèm số bảng màu, có nhiều màu, em còn 200 cái lẻ size. Này em sơ hết bảng màu cho mọi người xem. Lý do em bán được 99, nói thật sự là em lăng lỗ con này khá là nhiều đấy, nhưng mà vấn đề là gì các chị, tính đi cũng phải tính lại, mình là phải mình nhìn vào cái tổng thể, mình không sẽ không nhìn vào một cái tiểu tiết thế các chị nhá, bao giờ cũng thế đấy, mình sẽ nhìn cái tổng thể giúp em. 4.000 hơn 4.000 hai bao nhiêu cơ thì thôi cứ tính 4.000 đi, 4.000 con mỗi con lãi 10.000 đi là được bao tiền, được 40 triệu rồi mà các chị, đúng không các chị, làm gì ra mọi người, công nhận không, làm gì ra. Đây là gì? Đấy, bây giờ bán lỗ mất 200 con là chuyện bình thường. 200 con thích là thì 200 mình, thích thì mình cắt luôn 10 triệu từ cái 40 triệu đấy. Mình bán lỗ lô sau chả vấn đề, mình vẫn kiếm được 30 triệu tiểu, đúng không mọi người? Chuẩn không? Em nói chuyện lỗ lãi đây nhiều bác là nhiều khi lại gì mọi người. Em mang cho các chị hàng mặt hàng giá tốt mà các chị công nhận không? Đương nhiên bọn em ở giữa bọn em phải được mấy nghìn chứ mọi người công nhận không? Bọn em chạy số lượng mà. Nếu mà bọn em bán ít nhá, một ngày đêm một buổi live bọn em được độ 50-100 mắt nhá, một ngày mà em đá được 20 đơn 50 đơn nhá, thì chắc chắn cái áo phao này em phải lời ít nhất 200.000 chuẩn luôn thì mới đủ duy trì. Từ hôm mở hàng giờ em bán giá hơn 4.000 cái rồi các chị, kiếm được khá khá rồi. Giờ thanh lý nó 99k, lỗ 8 đúng không, lỗ 8 kèm số điện thoại đúng không, lỗ 8 giúp em nào, thả tim mọi người, kéo view lên ạ. 200 cái nha, 200 cái cuối cùng nha, kéo view lên, kéo view lên 2k rưỡi giờ, kéo view lên các bác, các trang chính bên này mọi người kéo lên cho em, con này lên cho em là lỗ mấy, lỗ 8 giúp em nha mọi người nhá, lỗ 8 nhá, mấy sai chưa xe nhầm sao. Ừ cao thế thì cái vì nó có đơn bên này thì tội gì, vẫn lấy đơn mà đấy. Ok cho mọi người ơi, thả tim lên cho em nha mã này nhá, thả tim giúp em mã này, lỗ mấy ta? Lỗ 8 kèm số điện thoại. Bao nhiêu tiền? Em hỏi bao nhiêu tiền? Được chưa các chị ơi, bao nhiêu tiền? 99.000 ạ. Bắt chưa tụi mày đọc bảng phòng, nói từ nãy giờ. Hai chị em mọi người. Vào đây nhá, trắng ngọc trai thả tim mọi người ơi, kéo view lên, kéo view lên giúp em. 99.000 lên cho em là lỗ 8 màu da, chốt đơn màu nâu. Màu nâu chốt đơn cái này nhiều khi mua cho các bà được thật nhá. Màu tím này, màu tím này. Con này chám trong cắm ngoài hết, 99.000 một áo các chị, 57 cân mặc được, 2 size L với cái form nó bé, bà Giang bà 47 cân là mặc được rồi. Vừa trong vừa ngoài cho các chị gái 99.000. Đỏ mận và đỏ cam. Ok chưa? Đỏ mận, đỏ cam, 99.000. Lỗ này nhớ nhau cả đời. Ok các bác ơi, mình lâu lâu mình đi qua mình share cho em một phát, mình chia sẻ hộ em một phát, click chia sẻ hộ em một phát là ok. Sau đó vào đây thả tim cho rực rỡ lên các tình yêu nhé. Đấy, sơ mi trắng nữa. Ok chưa? Đẹp luôn, thả tim lên nào. Dạ. Mày quá rồi. Tiếp luôn, mày bóc giả chị một cái quý 2 đi Giang ơi. Mày nhìn bạn mẫu này. Em mời mọi người nha. Ok, xin chào. Ừ, ok nha mình nha. Mã lại lên cho em là lỗ 8. Bạn Đạt lên xem. Đạt để rất giới thiệu rất nhiều khách, rất nhiều bạn nhá. Lên cho em con này là lỗ 8, thả tim mọi người, 99.000 một con đấy mọi người nha. 99k một con giúp em nha các bác nhá. Sơn mi trắng không? Đây sơn mi này cũng được ạ. Đấy. Cho nó mặc khó vào.
Hoặc là mặc cái sơ mi trắng em hay mặc đâu. Cái này sơ mi nó dễ khổ lắm. Đôi cao gót không? Lỗ 8 nhá, hết hàng rồi. 99 ít có 200 cái thôi các chị ơi. Còn đây nào giải quyết rồi, nên mày có màu đen không ra? Còn đúng hoe, mặc có đen hoe màu sang thì chắc chắn là mặc đồ khác nó sẽ đẹp. Mày có là mặc rồi. Có mà màu đen nha mọi người đen. Ơi. Nào lên đen nha, có cả đen, hết hàng rồi. Em mới có 200 cái. Để ra rồi. Em bốc ra ngoài. Em mới để ra đây. Bốc ra ngoài thì có 200 cái đấy mọi người. Thả tim lên cho em mọi người ơi. Nào hết nào, sang tiếp. Một mã tiếp theo. Ôi trời ơi, này còn mấy đây. À cái này là giấy tờ xuất nhập. Em mời mọi người bán này. Mã này em bán tặng các bác dùng thử. Con này dùng em tạp bảo cốc phê luôn. Bắt đầu từ hôm nay, hôm nay thứ tư đúng không? Bắt đầu từ hôm nay thời tiết bắt đầu nắng ngoài 25 độ hết Hà Nội nha mình nha. Ngoài 20 độ hết, toàn bộ là 24, 25, 26 độ hết các bác ơi. Các bác mà không săn kem chống nắng thì thôi à, bó tay luôn mọi người ơi. Về già thì lại đừng có kêu nha. Về già mà da xấu nha. Bạn bè mình vẫn da đẹp mà mình da xấu đừng có kêu nha. Các tình yêu nha. Em tặng dùng thử các bác mã này. Thị trường vẫn đang 135 đến 155 nghìn. Em tặng dùng thử một tuyết kem chống nắng của Hàn Quốc. Có 88 nghìn thôi các chị. Có 88 nghìn thôi. Comment lỗ 9 mấy tuyết giúp em. Lỗ 9 mấy tuyết kèm số điện thoại giúp em. 88 nghìn một tuyết nha mọi người. Áo đang mặc lỗ... Lỗ 7. Áo mặc lỗ 7. Có hàng chị ơi 140, 250 xuống 140. Em mời các bác này lỗ 9 giúp em nha. Một tuyết kem chống nắng đỉnh cao luôn, dùng mã này là nghiện nhá, dùng mã này là phê luôn, được chưa các chị? Lỗ 9 giúp em nào, thả tim lên các bác. Lỗ 9 lỗ kèm 9. Số điện thoại giúp em. Phải bảo vệ da các bác ơi, cái tác hại của tiêu UV, riêng tiêu UV nó là tác nhân gây ra những cái tình trạng lão hóa da và nám và mụn của tất cả các chị em mình. Ok chưa mọi người? Đấy, bảo vệ da một lớp giúp em. Mã này nhá, không dưỡng da cũng được nhưng phải bảo vệ. Comment lỗ 9 mấy tuyết nhá. Em bán tặng dùng thử mã này, hàng tem phụ nhập khẩu, được chưa các bác? Hàng nhập khẩu chính ngạch, chính hãng luôn đấy các bác. 88.000 một tuyết, dùng là thích. Khách em toàn giã 2 tuyết 1. Vì là 2 tuyết 1 thì gì dùng mới được lâu. Chuẩn luôn các chị. Dùng được lâu mới phải quay lại, chứ đang dùng ưng mà hết thì lại phải quay lại mua. Nó tốn tiền ship nhá mình nhá. 88.000 một tuyết, lên cho em là lỗ 9 mã. Lỗ 9 kèm số điện thoại cho em nha. Lỗ 9 kèm số điện thoại. Mã này đảm bảo bão đơn luôn nhá các tình yêu mình nhá. Đấy, cái chất kem của nó mỏng nhẹ, mình thoa đến đâu nó sẽ thấm đến đấy. Mình sẽ tán kỹ một chút cho nó đều màu da. Em này sẽ nâng tông trắng hồng cho các chị em mình. Nâng tông rất là tốt. Em đi like các bác nhìn cho em so da tay với da mặt luôn luôn có sự khác biệt. Được chưa mọi người? Đấy, nó sẽ gì mọi người? Giúp các chị em này thứ nhất là nâng tông, thứ hai là chống nắng. Lưu ý cho em nhé, chống nắng. Kem chống nắng chắc chắn phải chống nắng. Cái chỉ số chống nắng con này rất là cao, chỉ số bảo vệ da rất là cao. Thứ hai sẽ là gì mọi người? Nâng tông, thứ mà mọi người quan tâm. Một tuyết kem chống nắng nếu có bảo vệ da sâu bên trong nhưng mà gì ạ? Không nâng tông nhìn mặt mình vẫn đen đúng không? Vẫn không thích mua. Và tiếp theo là gì mọi người ơi? Bản mới em tặng các chị này có thêm thành phần collagen. Đấy, giúp các bác gì mọi người ơi? Cải thiện tình trạng chảy xệ trên da mặt. Đấy, những cái nếp nhăn rãnh cười. Ok cho mọi người. 88.000 một tuýp, comment mã này là lỗ mấy em? Lỗ 9 kèm số điện thoại cho em. 88.000 một tuýp cho em nhá mọi người. Bình thường toàn lấy 2 tuýp cho em thôi nha các chị gái. Hàng tem toàn lấy 2 tuýp cho em nha mọi người. Hàng tem phụ giúp em nha các bác nhé. Tem phụ nhập khẩu lấy 2 tuýp đi. Lấy 2 tuýp đi các chị. Đây là cái chị này này, cứ lăn tăn từ nãy giờ chốt 2 tuýp. 2 tuýp luôn. Chốt luôn. Được chưa mọi người? Đi cao gót bình thường đâu mà. Đấy, ok chưa bác, lên cho em mã này đi ạ. Lỗ mấy? Lỗ 9 kèm số điện thoại cho em. Bao tiền tuýp? Chị 88.000 một tuýp thôi nha mọi người. 88.000 một tuýp lấy luôn hai nhá. Mày ơi giá dùng thử nhá, mày đừng nghĩ đây là giá bán đâu, mấy hôm nữa lên tăng giá 125 nó cứ khách lại hỏi. Duy nhất hôm nay giá dùng thử nha mọi người. Lỗ 9 kèm số điện thoại cho em này, 2 tuýp này, toàn 2 tuýp thôi nha các chị gái ơi. 88.000 một tuýp. Nhìn nó em. Các bác ơi tán đến đâu này. Nhìn nó em này. Đấy các bác này, trắng, rất là trắng luôn mã này nhớ. Đã trắng lại còn bảo vệ da, được chưa? Có thêm thành phần collagen nhớ. Càng dùng da càng căng bóng. Càng dùng da càng như soi gương. Lỗ 9 mấy tuýp để chị này, 3 này em ơi. 3 tuýp này. 2 này rồi, 2 này, 2 này, trời ơi. Toàn 2 thôi này. 2. Đẹp chưa các bác? Đó, xuất sắc chưa mọi người? Trắng hồng. Xuất sắc chưa các tình yêu ơi? Đi đâu chỉ cần bôi mỗi gì, đánh mỗi son là đi làm được rồi các bác. Ấy không bảo vệ da các chị gái ơi, đến năm bắt đầu 40 tuổi, 50 tuổi bắt đầu da nó chảy rất là nhanh và để lại rất nhiều những cái đốm. Những cái đốm không đều màu, những cái đốm đồi mồi như tình yêu nhá. Mình nhá, chị Triệu Chiến ơi, chị gái ơi để lại số cho em là các bạn ưu tiên nhá. Lỗ 9 giúp em chị ơi, lỗ 8 là nhầm. Lỗ 9 kèm số điện thoại 88.000 một tuýp nha mọi người ơi. Lỗ 9 này các bác này, nhìn em này, tiếp tục bên này nhá mọi người nha. Bên đây bên này nhá, ai lấy mấy tuýp báo em luôn. Lỗ mấy? Lỗ 9, lỗ 9 cho em nha. Và hôm nay giá dùng thử cho mọi người nhá. 88.000 một tuýp nha các chị gái, duy nhất hôm nay. Hàng này của Hàn Quốc. Hàn Quốc cho em nha mọi người ơi. Chốt chưa? Hàn Quốc này có tem phụ cho mọi người nhá. Hàng nhập khẩu cho các bác mình. 3 trong 1.
3 trong 1 kem chống nắng, 3 trong 1 thực ra là 4 trong 1 cơ. Nhưng mà em nói giảm nói tránh bớt đi đấy các bạn. 3 trong 1. 4 trong 1 cho các chị em mình này. Thay thế kem nền 1 này. Che phủ cực kỳ tốt. Được chưa mọi người ơi? Các bác ơi, chống nắng này, nâng tông này, được chưa mọi người ơi? Đấy, hỗ trợ gì mọi người? Căng bóng này các bác này. Hỗ trợ căng bóng nhá, có collagen này trắng hồng cho chị em này. Chị em chỉ cần một lớp cho em thôi nha. Một lớp cho em nha các chị gái ơi. Ok cho mọi người. Lỗ 9 kèm số điện thoại cho em 88k 2 lít cho em nhá. Ok nha. 88k 2 tuyết cho em nha mọi. 88k 1 tuyết cho em. Ôi các bác ơi này, nhìn hộ em này. Okay, lỗ chín kèm số điện thoại cho em. Hết nha mọi người. Thử thử cho khách cũng chỉ được 200-300 tuyết mà mình định mang cả nhà ra mình tặng khách cả, được chưa mọi người ơi? Giá dùng thử là 88.000 một tuyết, lấy 2 tuyết luôn cho em, lỗ chín kèm số điện thoại riêng em này. Cũng đạm căng một giá. Trắng hồng căng này chống lão hóa cho mọi người. Thả tim nào mọi người. Thả tim lên các chị ơi, nhanh tay giúp em mã này, thả tim giúp em mã này nhá. À rồi, em tặng nốt các chị mã này, cho chị hai mã lên đây các bác ơi, em tặng nốt các bác mã này, phiếu công bố sản phẩm được chưa mọi người ơi, hóa đơn rồi mọi người ơi, giới thiệu sản phẩm từ bên phía đầu công ty các bác ơi. Em mời mọi người mã này, em mời các tình yêu mình mã sản phẩm này các bác ơi, mua biếu tặng quá là hợp lý các bác. Chị em mình nói chung làm không biết là có nhiều hay có ít, nhưng mà gì các chị ơi, lúc nào cũng phải khỏe và đẹp nhắc tình yêu nhá. Khỏe và đẹp em giới thiệu các tình yêu mình. Ừ ok em. Giới thiệu cho các bác mình một sản phẩm gì mọi người ơi, mát gan. Mát gan đến từ Hàn Quốc nhá. Cái này sẽ được bảo trợ chất lượng bởi công ty Samsung nha các bác, tập đoàn Samsung nhá. Quá nổi tiếng rồi, đầy đủ tất cả giấy công bố sản phẩm và gì mọi người. Hàng chính hãng nhập khẩu cho mọi người, ok chưa? Để các bác yên tâm luôn mã này, em kỷ niệm các tình yêu luôn. Riêng mã này ngất sờ ngây luôn, em kỷ niệm nha các bác nhé. Mã này lên cho em là gì mọi người ơi? Lỗ 10 giúp em, lỗ 9 rồi đúng không? Lỗ 10 giúp em ạ, mát gan của Hàn Quốc nhớ mình nha. Em này các bác ơi, phục hồi chức năng gan, hỗ trợ gì ạ? Thanh lọc đào thải, khi mà gan nó khỏe các bác ơi thì gì mọi người, sức khỏe mọi người mới tốt. Được chưa mọi người, da rẻ mọi người ok. Nhiều trường hợp là bị gì mọi người, kiểu gan yếu, sữa chức năng gan nó suy giảm ấy các bác, là hay gặp những cái tình trạng mà nổi mụn ở lưng này, mụn nhọt này, trên mặt này, trên lưng này các bác này. Với em này các bác nhá, nó thanh lọc vì là gì? Với cái môi trường bây giờ, như môi trường làm việc ô nhiễm và cả gì nữa, ăn uống mọi thứ không đảm bảo, thực phẩm không đảm bảo. Đấy, tình trạng gan nó kém đi. Cả phụ nữ mình dùng nhá. Cái này chị em nào mua cho các ông xã tuyệt vời. Lỗ 10 giúp em này. Em kỷ niệm mọi người nguyên một sách như này. Tất cả mọi người ngoài thị trường đang chạy em này nhá, loanh quanh đâu đấy 275. Em bán tặng đầu năm 199.000 các chị ơi. 199 giúp em mã sản phẩm này. 199.000. Nhìn hộ em ạ, 20 gói đây nha các bác nhá. Dùng rất là lâu. Comment mã này là lỗ 10 giúp em ạ. Lỗ 10 giúp em. Em kỷ niệm đầu năm được 75.000 thôi các chị. Không được nhiều đâu mọi người ơi. 75k. Lỗ 10 giúp em mã này 199.000 một sách. 199.000 một sách. Không bao giờ có giá này luôn. Chắc chắn các bác sẽ rẻ hơn những chỗ khác được ít nhất là 30.000. Lỗ 10 mấy sách giúp em, biếu tặng ông bà bố mẹ, đặc biệt là mua bổ sung cho chồng mình nhá các chị ạ. Đấy, mua hỗ trợ cho chồng mình nhá, cả chị em mình nữa, được chưa các bác? Đấy, vì chị em mình cứ đến bắt đầu đến một cái độ tuổi nhá, lúc trẻ thì em không nói làm gì. Em là người trải nghiệm rõ nhất các bác nhá. Cái thời điểm mà mình vẫn còn ít tuổi ấy các bác ơi, mình rất là khỏe, sung sức, thoải mái, nhưng mà bắt đầu sau đẻ vài đứa. Đấy, và sau thì mọi người trong cứ càng dần dần có tuổi lên, và một số ví dụ mình hỏi một số những cái chị em nhá, mình thân quen nhá, năm nay đã ba mấy và đầu 40 tuổi rồi, bắt đầu thấy là sức khỏe nó đi xuống rất là nhiều. Được chưa các bác, nên là gì ạ? Tại sao những cái sản phẩm thực phẩm chức năng này nó sẽ hỗ trợ bồi bổ cơ thể của chị em mình. Đấy mọi người nhá, mua cho cả chồng và bản thân mình uống luôn nhá các bác nhá. Đấy, vì là cái gan nó rất là quan trọng, riêng gan thì cực quan trọng luôn. Em này sẽ là mát gan của Hàn Quốc các chị em mình ơi. Sản phẩm mát gan của Hàn Quốc mình có thể gặp ở bất kỳ đâu ạ. Bọn em sẽ có đầy đủ tất cả giấy tờ công bố sản phẩm hết nhá, vì là bọn em làm trực tiếp với cả bên xuất nhập khẩu luôn. Lỗ 10 giúp em ạ, 199.000 một sách. 199k. Lỗ 10 giúp em, lấy mấy sách tùy các chị. Lỗ 10 cho em qua mã đây các bác, em còn đi sale quần áo đấy. Nhiều mã lắm. Này em còn ít thì bán nốt cho mình nhá. Lỗ 10 kèm số điện thoại cho em. Lỗ 10 cho em mã này. Đấy, giúp mình có một lá gan khỏe mạnh các bác, khi mà khỏe rồi thì mới đẹp được. Và khỏe rồi thì mình mới lao động kiếm tiền được. Nó sẽ khỏe từ bên trong nha mọi người, từ bên trong cho mọi người luôn. Sản phẩm này nhà em lúc nào cũng có trong nhà. Em cùng uống luôn, bà với cả gì ạ, chồng em thì nhiều khi là đặc thù công việc sẽ là đi tiếp đối tác và gì nữa mọi người ơi, anh chị em bạn bè rượu chè suốt ngày, thuốc lá suốt ngày, được chưa mọi người? Đấy, nên là gì mọi người, những cái sản phẩm thực phẩm chức năng này lúc nào cũng có
có mặt ở trong nhà, trong mọi gia đình luôn các bác. Với những cái sản phẩm của Hàn Quốc này, chất lượng của nó cực kỳ tốt. Và với cái dòng sản phẩm Matgan này của em nhé các bác nhé, của Han Sun Sam này này mọi người này, thì cái này sẽ là gì mọi người? Được bảo hộ bởi tập đoàn Samsung nên các bác yên tâm luôn cho em. Lỗ 10 hết hàng nhé, 199.000 một sách. Đây lỗ là giá 10 đầu năm. Đây là giá đầu năm và có thể là gì? Sang năm tới, có là cách đây vài ngày nữa, chuẩn bị vài ngày nữa là bắt đầu em quay trở lại bán kiểu mẫu mới hàng ngày luôn ấy, thì có thể là nó sẽ tăng lên mất khoảng 35.000 nữa. Mình hoan hỉ nhá. Bọn em đang có chương trình xả là đến rằm tháng Giêng. Đến rằm tháng Giêng, lưu ý cho em, thì có thể là sau rằm tháng Giêng thì gì mọi người, toàn bộ những mặt hàng có thể là nó sẽ trở về giá bình thường. Và đây đang là chương trình ưu đãi thôi, 199.000 một sách. 199.000 lỗ 10 kèm số điện thoại cho em. 199 nha các bác ơi. Nặng lắm, ship cái này thì chung là rất là vất vả nha các bác nhá. Thả tim lên cho em ạ, thả tim thả like cho em. Hàng của Hàn Quốc chị ơi, Matgan của Hàn Quốc như mình nhá, nước uống Matgan của Hàn Quốc nhà em lúc nào cũng phải có trong nhà luôn các bác, vì chồng em rượu rất nhiều. Em sang mã tiếp đi, quần áo em xả nốt cho mọi người ơi. Xả nốt quần áo cho mình ơi, phao đi rồi đúng không chị ơi? Phao đi rồi ạ. Thả tim cho giúp em nhá mình nhá. Vừa lấy xe rồi ạ, mã lỗ 10 kèm số điện thoại cho em nhá. Đang bán tại cho mọi người là 199.000 đấy các chị gái ơi. Ok cho mọi người. Mọi người giải cứu hộ em, duy nhất cái màu này nó hơi khó bán một tí nhưng mà nó rất là xịn. Duy nhất cái màu này nhá các tình yêu nhá. Duy nhất màu này nó hơi khó bán một tí. Thực ra là cũng không phải là khó bán. Có nghĩa là cái hôm mà em bán xả ấy thì sẽ có đen, có sữa, có xanh min, xanh ngọc. Thì nhiều khi là gì? Những cái màu như màu vàng cốm này nó rất là chơi và sang thì nó lại bị gọi là rơi lại phía sau. Lỗ 10 là Matgan của Hàn Quốc nha mình nha. Lỗ 10 của Matgan đây các bác ơi, các bác có thể xem phiếu công bố, khổ lắm chị gái ơi. Đây ạ, thông tin về sản phẩm đây các bác ơi, nó có đầy đủ tất cả thông số ở đây nha mình nhá. Đấy, được chưa mọi người ơi, có tất cả thông tin nhập khẩu nha mọi người nha. Và tí có cả nước sâm nữa các chị ơi. Em mời mọi người mã này giải cứu hộ em, bộ này các bác thả tên lên giúp em. Lên là lỗ 11 giúp em. Lỗ 11 kèm số điện thoại cho em. Lỗ 11 giúp em con siêu phẩm này nhá. Mọi người vừa xem vừa thả tim lên. Lỗ 11 giúp em giải cứu bộ này. Em bán tặng nốt cho mọi người 100 một bộ. Hôm nọ em bán là 168 thì khách mua hết các màu kia rồi, nó còn chừa cái màu này. Thực ra là chừa thì là chừa ở cái bên cái kho, gọi là cái kho bên kia ấy mọi người ơi. Đấy còn đâu là cái kho mà hôm ở bên Facebook này thì vẫn hết các bác nhá. Vì hôm top em cũng có chương trình trợ giá mà, có chương trình để bán tặng ấy. Mọi người ơi thì bên đấy lại còn chừa mỗi bên này, thì hôm nay em đẩy sang Facebook. Mã này lỗ 11 em đẩy. Lỗ 11 100.000 một bộ. Ngày trước là 500.000 nhá. Ngày trước là 500.000 này, nhìn hộ em cái vét này. Nhìn hộ em cái vét này, đứng form không? Đứng không? Vét muốn mua vét đẹp phải đứng form, nó không bị ống hẹo. Nó không bị ống hẹo cái vét. Nhìn hộ em này mặc lên người nó mới đứng dáng. Đó, nhìn của em quần là quần loe, 100.000 nguyên cây, em không tách lẻ đâu nha. 100.000 nguyên cây, không tách lẻ đâu. Bây giờ mua được đâu cái bộ này 100.000 bà chị gái ơi. Lỗ 11 kèm số điện thoại cho em nhá. Lỗ 11 kèm số điện thoại 100.000 cả một set cho em nha. Nhanh tay thì mình có đơn giúp em. Lỗ 11 kèm số điện thoại, cái màu này nó không kén ra đâu nha mọi người. Nó không kén ra đâu nha các chị gái. Lỗ 11 kèm số điện thoại nhanh tay cho em không còn nhiều. Mọi người nhìn cho em cái vét này. Đó, mọi người nhìn cho em cái vét. Ok cho mọi người, lỗ 11 kèm số điện thoại, quần sẽ là ống quần loe cho em nha các chị gái ơi. Lỗ 11 kèm số điện thoại. Riêng bình thường những cái em quần này màu đen, các chị biết là em đang chạy bao tiền, 195.000 rồi. Mà bây giờ cả set này một quần một áo cho em chỉ có 100.000. Lỗ 11 nhá mình nhá. Mình ơi chia sẻ lên giúp em mới ạ. Lỗ 11 kèm số điện thoại cho em, mọi người vừa xem vừa chia sẻ nhiều thì sẽ gì ạ? Ưu tiên chốt đơn trước cho mọi người săn được nhiều hàng giá rẻ hơn. Được chưa các chị gái? Lỗ 11 kèm số điện thoại cho em, vừa xem vừa thả tim lên nha các chị gái, có 100.000 cả một set. Đây sẽ là màu gì ạ? Màu vàng cho em nhá. Tầm đầu mua phao trái vị nhá, trái vụ nhá. Mua phao trái vụ nhá các bác nhá. Mua phao trái vụ nào thả tim lên các bác. Lỗ 12 các bác ơi, được trước 450 phao dài thì vậy, 450.000 thì vậy. 188.000. Nhìn nó em phát. Lỗ 12 mình ơi, chia sẻ like lên các bác. Lỗ 12 cho em, lỗ 11 em còn ít lắm. Nó còn lẻ từ bên kho bên tóc sang ấy mà các chị ơi. Còn ít nhá mọi người, tranh thủ nhá. Lỗ 12 mua trái vụ tầm giờ. Lỗ 12 hai size ML các chị ơi, lên đủ bảng màu. Em lên đủ bảng màu cho mọi người nhá. Lỗ 12 kèm số điện thoại cho em. Lên đủ bảng màu. Ok chưa? Đủ bảng màu cho các chị. Bao nhiêu tiền? 188.000. Chịu luôn. 450 nhá, 188.000. Xanh, sữa, cơ màu em ơi. À, chuẩn bị nhá. Em xin miếng nước là lỗ 12 đi các bác ơi, 188. Lỗ 12 kèm số điện thoại cho em, đây sẽ là tông màu nâu nha mọi người. Tông màu nâu cho em, mình tiếp theo cho em có gì ạ? Màu gạch. Lỗ 12 kèm số điện thoại cho em, chị Hạnh đang mặc sẽ là màu xanh xanh cơ. Xanh kết là hay gì? Lê chị bán 99.000 thôi em ơi.
cứ thế mà chốt thôi. Thì là chị đến mã nào thì sẽ ghi vào giấy mã đấy xem là bao nhiêu tiền và tên mã là mã gì, xong để ốp vào cho khách thôi, là chốt cho khách thôi. Mình nhớ lên xem lỗ 12 nào mọi người ơi, lỗ 12 đây các bác ơi, phao lỗ dàn nhé mình nhá, bắt đầu đọc bạc màu nhìn hồng em ạ. Lỗ 12 hồng 188 được các chị ơi, cho chị em chồng 88.000. Bác nào nhá không nhớ mã gì các bác comment thẳng luôn. Ai lấy ví dụ giải độc gan, các bác lấy giải độc gan Hàn Quốc, bác nào lấy kem chống nắng Hàn Quốc lấy ghi cho em hẳn kem chống nắng, vì là qua mã rồi là không biết cái mã đấy là mã gì luôn. Mọi người nhá, hồng cọc tay em mặc là lỗ 7. Lỗ 7 140, 188.000. 188 lên cho em lỗ 12 tầm lỗ 12 kèm số điện thoại cho em. Tiếp theo cho em là sẽ là gì? Chị em nào đi nước ngoài thì mua, chị em nào Đà Lạt thì nên mua, và chị em nào mua để dành hoặc là đi làm buổi tối, buổi tối ca đêm thì săn luôn. 188.000 màu gì đây? Hồng này. Tiếp màu gạch này. Màu hồng này, màu gạch các chị ơi. Màu gạch giúp em nhá. Lỗ 12 tiếp theo màu nâu. Màu nâu bò này. Đó, đây kiểu vàng vàng hay sao ấy. Nâu vàng được chưa? Nâu gừng nhá mình nhá. Nâu gừng này, màu này màu đen này. Màu đen này. Lỗ 12 giúp em ạ, 188.000 màu trắng sữa này. Được chưa mọi người, đảo vòng một vòng đấy em ơi. Lỗ 12 giúp em ạ, em hạnh mặc sẽ là màu gì? Màu xanh. Xanh két đấy mọi người ơi, đẹp lắm các chị ơi. Giờ hơn 100.000 nó bó tay. Di Lê Phao, các bác con comment hẳn Di Lê Phao cho em. Comment hẳn Di Lê Phao luôn. Thì không phải nhớ mã nữa, làm cái gì nữa. Đấy, lên cho con này lỗ bao nhiêu? 12. Lỗ 12 tiếp theo đảo thêm một vòng. Nào lỗ 12 nhá. Mình ơi chia sẻ lên mọi người ơi, chia sẻ lên giúp em. Lỗ 12 màu đen. Tiếp theo lỗ 12 nâu gừng nhá. Nâu gừng chị ơi, nhìn nó em này. Đấy cũng đẹp luôn, lỗ 12 màu gạch này. Hồng gạch chị em hay mua hồng và đỗ này. Đấy lỗ 12 màu hồng nút này, hồng nút thì trông nó hiền. Mình nhớ trông nó hiền hơn. 188.000 hết hàng rồi các chị. Thả tim lên cho em phát ạ. Lỗ 12 chị ơi. Lỗ 12 ạ. Kèm số điện thoại cho em vào đây chị anh mà like nhá. Đây, mặc màu sữa ở đây, sữa xanh cho chị xin màu sữa. Đấy lỗ 12 kèm số điện thoại giúp em là chốt đơn. Có hàng luôn nhá. Ôi, bây giờ công việc của chị em mình nó đi mặc một loạt sơ mi. Áo dạ lên xong rồi đi ra ngoài đi, mới bước ra ngoài. Mệt quá. Ôi mệt quá đi thôi. Lỗ 12 nhá mình ơi, 188.000 một cái. Thả tim cho em phát các bác ơi. À rồi mọi người ơi, quần của Giang, quần của Giang mới là quần đẹp. Các chị em khuyên các bác nên mua có cái quy hoa ở ngoài không? Ôi em thấy. Ôi trời ơi. Đây là quang 02, cái quần quang hay sao? No vậy. Nào lên đi các bác ơi. Thả tim cho em phát nhá các bác ơi. Ừ. Em mời mọi người ạ, cái quần của Giang đi, sang cái quần của Giang đi mặc đẹp mùa này, người ta chỉ mua cái quần này thôi, các chị chỉ mua cái quần này thôi ấy, mọi người. Q02 lỗ 13. Thôi hôm nay phá lệ một hôm. Đấy được chưa mọi người, phá lệ một hôm 13 tuy số xấu nhưng mà thích. Đấy lỗ 13 cho em mã này cho các bác ơi. Lỗ 13 quần Becky, quần Becky chất liệu Umi thì ngồi nó sướng. Đã ngồi sướng lại còn gì nữa mọi người ơi. Đi làm văn phòng hay cái gì ngồi lăn lê thoải mái mà vẫn rèn bụng. Lỗ 13 đi, số xấu vẫn chơi. Lỗ 13 đấy các bác nhá. Xấu được cho nó xấu một thể luôn được cho mọi người. 250.000 và ngày hôm nay chị nào có mặt trong live sẽ được sale 50%. Là còn bao nhiêu tiền nhỉ? 125.000. 125.000 cho em nhá. Lên cho em là lỗ 13 kèm số điện thoại cho em. Và khi các bác ấy, mà các bác đi mua cái gì, các bác đang mua xem live, các bác sẽ động não một chút, các bác hình dung cho em là bây giờ tôi bỏ 125.000 ra tôi sẽ nhận được cái quần như thế nào. Trước tiên là chất liệu, nó sẽ chất liệu u mì co giãn, dày dặn, co giãn 4 chiều, mặc chân thẳng, che chân cong. Đấy, thon chân, gọn bụng, màu đen nó rất là tối nên là trông nó sẽ rất là gọn được cho mọi người. Đấy 125.000 tôi sẽ mua được một cái quần như nào? Một cái quần như này dày dặn xịn sò đúng không? Và bây giờ nếu mà tôi mang 125.000 đấy tôi không mua nhà cái hạnh mà tôi đi mua nhà một chỗ nào đấy ở cửa hàng shop, một cái shop đi xách xe ra shop cửa hàng, tiền xăng đã mất mấy chục nghìn rồi. Đấy xong gì nữa mọi người, đi ra đấy mua 125.000 các bác hình dung cái thị trường bây giờ nó sẽ mua được không? Đấy dạ vâng, có mua được không? Không mua được luôn. Lỗ 13 comment nhá. 125.000 thôi các chị. 125.000 SML XL đủ size cho mọi người. Lỗ 13 kèm số điện thoại cho em. Còn chưa đến 150.000 luôn đấy các bạn. Lỗ 13 chả thấy chốt. Chị ơi em xin số điện thoại em chốt luôn vào ngay. Chị ơi em chốt luôn vào ngay cho chị, vì là gì ạ? Dạo đần gần đây bọn em hơi quá tải một tí thôi. Đấy bọn em đang tuyển thêm nhân viên rồi, đầu năm bao giờ nhân sự nó cũng bị thiếu hụt nha các bác nhé. Đấy sắp nó ổn định lại rồi. Lỗ 13 đây này, toàn 2 chiếc rồi các chị. Khách em này toàn 2 chiếc. Lỗ 13 nhá, áo hồng lỗ 7 chị ơi. Siêu thích luôn nha các chị gái. Áo hồng lỗ 7 chị ơi, 125.000 một cái các chị. Lỗ 13 rồi nhá, Đinh Nhung em chốt rồi mình ơi. Lỗ 13 kèm số điện thoại cho em, áo hồng lỗ 7. Áo hồng lỗ 7, mua cả cây đi các bạn.
mua với cái cây vừa nãy mà Giang mặc đấy mọi người. Đấy, cũng đẹp luôn nhá. Nhìn cho em cái dáng quần này, quay nghiêng, quay sau, quay trước cho khách hàng xem form mông có lên không. Đấy, quá đẹp này. Ôm gọn vào bụng. Lỗ mười mấy, 13. Lỗ 13 kèm số 67 con có size, 67 con chỉ lấy XL giúp em. 67 cân lấy XL giúp em, thả tim cho em phát. Dáng này dáng Becky mình ơi, quần này sẽ không có xét cho mình nhá. Nó là quần cạp chun nhưng mà là cạp chun phẳng. Cạp chun phẳng là tránh tình trạng bị lòi mỡ. So với việc quần kéo khóa, quần kéo khóa là ai bụng to là vẫn bị hơi khó kéo khóa quần tí. Săn ít bộ sơ mi chuẩn bị có. Trời ơi, nhiều lắm chị ơi. Len lủng các thứ đấy, sơ mi chuẩn bị sang nhá. Nào, lên cho em cái này là lỗ bao nhiêu? Lỗ 13 kèm số điện thoại 125.000 một em quần. 250 giờ còn một nửa. 250 thì bây giờ 250 mọi người mua được cái gì ạ? Hai cái quần chứ không phải là một cái quần nữa nha mọi người. 250 giờ còn một nửa. Còn một nửa. Đây là quần Becky nhá. Ai thích quần ôm có quần ôm. Đây là Becky được cho mọi người, là quần kiểu dáng 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 rộng ở đùi và thu nhỏ lại ở phần gấu quần nhá mình nhá. Áo hồng em mặc là lỗ 7. Lỗ 7 có xanh và hồng chị ơi, 4 size tất cả đủ cỡ đến 65 cân. Áo của em là 250, bây giờ còn có 140 thôi. Quần này 125. Lấy cả cây ok, lỗ 13 cho em mã này. Lỗ 13. Nhưng quần này không đẹp không lấy tiền. Bà này bà 1m63 64 các chị, nên là chị nào dưới 1m65 mua quần cho em. Quần này mặc lửng nó sẽ đẹp nhất. Mình nha, mặc trên con khoai được chưa mọi người, trên cái mắt cá này này mọi người này. Mặc trên mắt cá của em mới đẹp. Lỗ bao nhiêu? Lỗ 13 kèm số điện thoại. Chốt đơn luôn. Lỗ 13. 125.000 FM. 125.000, thả tim lên cho em phát nào các chị. Thả tim thả like lên cho em ấy. Lỗ 10 mấy? Lỗ 13 kèm số điện thoại cho em 125.000 một chiếc, và hai chiếc bây giờ mọi người chỉ cần bỏ ra diện 250.000. Bình thường so với giá 250.000 mua được một cái, hôm nay mua được hai cái luôn. Sang ML XL em. Lỗ 13 kèm thoại đây cho mọi người xem sang qua thì cái chuẩn bị đi hàng sản đêm thôi. Nào mọi người ơi, cửa hàng kiểm tra toàn bộ cho em. Ok, mã này dồn đơn các chị ơi, mã này tập N đang có chương trình khuyến mại đầu năm. Đầu năm chương trình khuyến mại nhá, đóng cái này rất mệt các bác ơi. Nhìn hộ em này, giấy công bố sản phẩm tất tần tật mọi thứ. Giấy công bố sản phẩm. Hàng chính hãng được chưa mọi người? Để mọi người yên tâm thì toàn bộ hàng này hàng nhập khẩu hết. Lên cho em là lỗ 14 cho em mã sản phẩm này, nước hồng sâm của Hàn Quốc nhá, cực kỳ tốt luôn các chị em ơi. Nếu có tiền nhá, mình uống gọi là uống thông luôn các chị ạ. Rất là khỏe và phòng chống một số những cái bệnh hiểm nghèo, được chưa mọi người? Đây em mời mọi người mã này, được chưa mọi người? Này, hồng sâm này là hồng sâm 6 năm tuổi, lưu ý cho em nhá. Em bán tặng nguyên sách như này, mọi người đang mua ở ngoài là 250, 270, 299 nhá. Em tặng 199 lỗ 14. 199.000 một sách, được chưa mọi người? 20 gói. Em đọc qua mọi người, đây là cái giấy công bố của nó nhá các bác nhá này. À, cái hồng sâm được chế biến từ củ nhân sâm tươi 6 năm tuổi, qua từ 3 đến 6 lần hấp sấy và chọn lọc kỹ càng. Được chưa mọi người ơi? Các bác nha, khác với cả nhân sâm nhá mình nhá. Cái này là nước hồng sâm. Hồng sâm thì nó có tính ôn, được chưa ạ? Lành tính và phù hợp với nhiều đối tượng hơn so với nhân sâm. Nhân sâm nó sẽ có tính hàn, thì cái này sẽ nước hồng sâm nhá, 199.000. Lên cho em là lỗ 14 đi, đây là chị này toàn lấy 2 set thôi các bác này. Công dụng này hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và ngăn ngừa ung thư. Đấy, không tự dưng mà gì ạ, một số người ta có điều kiện người ta rất hay dùng nhân sâm và hồng sâm ấy mọi người, nó rất là nổi tiếng nhá các bác nhá. Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thể chất, hỗ trợ hoạt động của tế bào. Đây em đang trích nguyên ra từ cái giấy công bố của nó nhá mình nhá. Được chưa? Tốt cho não bộ, cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa vô sinh ở nam giới và nữ giới. Đấy, đối tượng sử dụng là những ai này? Mọi đối tượng đều có thể sử dụng này, hoặc là người mới ốm dậy này, người suy nhược cơ thể này, cả người lớn tuổi này, chơi thể thao này, lao động trí óc này, người mất ngủ này, tiểu đường này, huyết áp cao này, người ăn kiêng này, ăn chay cần bổ sung năng lượng. Ok chưa các bác? Nó có hướng dẫn tất cả ở đây. Thông tin sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc và được bảo trợ bởi tập đoàn Samsung, sâm 6 năm tuổi nha các bác nha. Nước hồng sâm hương vị Việt Quất nha các bác nha. Nước hồng sâm giúp em mã này 199.000 một sách. 199 được chưa mọi người ơi? Nó sẽ đầy đủ tất cả giấy công bố ở đây hết. Nhìn hộ em. Đây ạ, à, bản tự công bố này, công ty nào xuất nhập khẩu về đây này, để yên tâm luôn nhé, nhãn phụ này. Đấy, thời gian hạn sử dụng nó có hết nha các bác nhé. Được chưa mọi người ơi, để mà các bác chuẩn chỉ là hàng chính hãng. Quan trọng là chỗ nào nó giá tốt hơn chỗ nào thôi. Lên cho em là lỗ 14, 199k một sách. Lỗ 14 giúp em ạ, à, nước hồng sâm nhé mình nha. Cái này nó sẽ làm so với nhân sâm thì nó sẽ tốt hơn và dùng nhiều đối tượng hơn. Lộc 14, lỗ 14 giúp em mã à này. Lỗ 14, 199. 199.000 một sách. 199 và có thể sau ngày rằm thì nó sẽ về giá, nó sẽ chênh hơn 30.000 nhá. Các bác hoan hỉ cho em. Hai set hồng sâm inbox chuyển khoản ok chị gái ạ. Dạ vâng chị ơi. Chị để lại số trên đây đi thì các bạn ấy chốt cho dễ luôn nhá, mình nhớ đỡ phải nhắn qua lại nó lâu. Đấy, mình lên cho vào lỗ 14 giúp em. Đây này, số của hồng sâm toàn 222 thôi các bác ơi. Cái này đối tượng sử dụng nó sẽ rộng hơn so với nhân sâm nhá các bác nha. Đây ạ, nước hồng sâm nhá mình ơi. Nước hồng sâm giúp em mã sản phẩm này. 199 lỗ 14 dồn đơn đi các bác.
có điều kiện thì mình dùng, còn nếu mà chưa thì các bác cũng có thể là mua về biếu tặng ông bà đấy. Một số những kiểu một số những người mà mới ốm dậy hoặc sau sinh, hoặc là những chị em mình mua tặng biếu ông bà phù hợp. Còn đâu nếu mà có điều kiện thì các bác nhá, lúc nào có trong nhà giúp em được chưa các bác, lên cho em con này sẽ là gì mọi người ơi. Lỗ 14 số điện thoại cho em 199. Lỗ 14 nhá. Nước hồng sâm chị ơi, nước hồng sâm giúp em mã này ạ. Đấy, nước hồng sâm đến từ Hàn Quốc các bác nha, hàng chính hãng nhập khẩu cho mọi người mã này 199k một sách, 199 ạ. Lên cho em là lỗ 14 ạ, quần baggy ok. Bác nào không biết mã comment thẳng luôn. Ví dụ mã này tí nữa các chị không nhớ là lỗ 14, các bác có thể comment thẳng là gì ạ? Nước hồng sâm cho chị. Đấy, nước hồng sâm Hàn Quốc cho chị là chốt đơn luôn. Cái này thì mọi người có thể là tham khảo qua toàn bộ tất cả các hệ thống siêu thị, ngay như các bác có thể thử đi Ion cũng được, là các bác gặp ngay ngay cửa vào luôn các tình yêu nhá. Đấy, các một số hệ thống hàng nhập khẩu Hàn Nhật ấy mọi người ơi, ngay Ion luôn cũng có. Và các bác check qua giá cho em, lúc nào chênh bọn em 5-70 nghìn tiền gọi là mặt bằng, 50-100 nghìn sẽ chênh cho mấy bọn em vì tiền thuê mặt bằng nhé mình nhá. Cho chị lỗ 14 hai sách ok tình yêu, không nhớ mã comment thẳng nước hồng sâm là ok mình nhá. Cái này bọn em chạy dài luôn được chưa mọi người. Đấy, con này thì còn lâu cơ các bác, thoải mái nhá, có đầy đủ tất cả giấy tờ hàng nhập khẩu chính hãng cho mọi người này. Ok mọi người ơi, đây mọi người nhìn hộ em. Chị ơi, có một chị hỏi là gì ạ? Điều trị đấy, điều trị cả tiểu đường đấy nhá các bác nhá, lưu ý cho em nhá. Đây được chưa mọi người ơi, đây nhìn hộ em này các bác này. Đây mọi người nhìn xem, cái này là mát gan em ơi. Đây em sẽ sàn cái giấy công bố của nước hồng sâm cho các bác nhé, lưu ý cho em các bác nhé. Đấy, hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch với các giảm huyết áp đấy các chị ạ. Lưu ý cho em nha các bác nhé, có thể dùng được nha tình yêu ơi. Lên cho em là lỗ 14. Lỗ 14 kèm số điện thoại. Nhân viên sẽ gửi cho các bác, được chưa? Để yên tâm luôn giấy công bố của nó luôn nha. Đấy, lên cho em cái này lỗ 14. Lỗ 14 giúp em nhé mình nhé. Comment luôn giúp em 199.000 một sách. Đấy, bồi bổ thêm cho sức khỏe của gia đình nhé mình nhá. Em qua mã được cho mọi người. Cái này để bác nào có nhu cầu thì mua thêm thôi các chị ơi. Nói chung là sẽ tiết kiệm được hơn bên ngoài khá nhiều. Thật sự là khá nhiều đấy. Em cũng đi khảo giá qua rồi mà. Mình bán cái gì mình cũng phải khảo giá ấy các chị. Thì nó sẽ chênh loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 70.000, 100.000 hoặc ít nhất là 50.000. Thì bọn em thực ra là bọn em sẽ trừ được cái khâu là mặt bằng. Đấy, trừ được cái khâu là không phải thuê. Thì mình thích mình bán bao nhiêu thì mình bán. Còn khi mà mình đã thuê thì mình sẽ phải lãi nhiều hơn đúng không? Đấy là cái điều đương nhiên của cuộc sống thôi. Để lên cho em là lỗ 14 cho mình nhá. Kèm số điện thoại cho em đi tiếp để em xả nốt cho các chị ơi. Thả tim cho em cho mình nhá. Quần ôm này đúng không? Em lên một mã tiếp theo cho các chị. À thì mày cho chị cái polo đấy luôn em ơi. Dưới 100.000 hết nha Miu Miu đúng không? Miu Miu này các bác ơi. Miu Miu ạ, xuất sắc luôn. Em mời mọi người một con polo nhá. Polo kết hợp với quần ôm. Ok mọi người, mình search luôn chị Thảo Trần thôi. Mình search trực tiếp cho em luôn. Đấy, ví dụ mình bị tuyến giáp có uống được hồng sâm không, mình có thể sớt qua giúp em luôn các bác nhé. Một sách hồng sâm, một sách mát gan. Dạ vâng chị Lan ơi, cứ hết là gọi cho mình nhé. Em mời mọi người một mã tiếp, một em polo chất liệu gì ạ? Polo Thái. Cái đây sẽ là polo Thái nhé mình ơi. Nhìn hộ em các bác này, cho chị nào thích mặc sáng ô một số các bác ơi. Thật sự là mặc đi làm phong cách này nó rất là trẻ nha các bác nha. Đây này mọi người hay mix nguyên một cây đi làm như thế này cho các bác. Cực đẹp luôn. Mọi người ơi, vào việc luôn con này. Em mời mọi người lên lỗ bao nhiêu rồi ta? Lỗ 14, 15. Lỗ 15 em bóc luôn cái quần mới. Áo đi sau đi. Lỗ 15 không mua con quần này tiếp luôn. Lỗ 15 kèm số điện thoại cho em. Mọi người nhìn cho em quần này nhé. Nó sẽ là cặp cao 10 phân, hỗ trợ để định hình form người cho mọi người ghen bụng và nâng mông cho các chị gái nha. Các chị gái ơi, và sao đoạn chân cực kìa dài, chân siêu dài cho em luôn. Lên cho em mã này chưa điện. Lỗ 15 kèm số điện thoại, em mời các chị gái. Lỗ 15 quần 10 phân nhá. 10 phân nhá. Cặp cao 10 phân ghen bụng cho mọi người. Cặp 10 phân luôn các chị ơi. Vừa bắt đầu đây tập đấy, tập quang đấy phần thôi. Lỗ 15 đi các chị ơi, quần ôm. Vừa nãy ai mua quần baggy rồi, bây giờ các bác mua quần ôm cho em. Co giãn 4 triệu ngồi được không em ơi? Ngồi nhé, thoải mái tét gai nhé. Thả tim lên các chị. Ngồi thoải mái cho em luôn nha các chị gái ơi. Lỗ 15 kẹp số thật. Em bán sale nhá. 135.000 một quần này. 135 quang mới nhất thị trường luôn. 135 cạp 10 phân hỗ trợ nâng mông. Hỗ trợ nâng mông cạp 10 phân cơ mà các chị. Cạp 10 phân giúp em. Nói chung là loanh quanh gần 10 phân. Áo em mặc là lỗ 7. Mặt đằng sau các chị này có vòng nâng mông. Em đứng gần nhé, bỏ ra nó hơi nhăn một tí nhé mình nhé. Có vòng nâng mông. Logo quang ở đằng sau quần này đang rất rất hot. Hỗ trợ nâng mông cực kỳ tốt mã này. 135.000 một quần. Nó sẽ chênh hơn so với quần trơn. 135.000 lên cho em là lỗ 15. Chị ơi, lỗ 15 không phải ảo. Lỗ 15 sẽ là quần quang nhá mình nhá. 135.000 siêu co giãn.
được chưa mọi người? Ôi hơi lỗ 15 rồi chị ơi, hơi khó nhớ một tí chứ, thế 125.000 luôn thì là bằng luôn mấy con kia, bằng đúng không? Con mấy con kia thì để chốt cho nó dễ nhá, mình nhất thế thôi. Được rồi đấy, chị đã nói thế thì ok, em đầu năm mới thì em xin phép là thoải mái luôn. Thì chị bảo là gì ạ, nghe nó hơi khó nhớ và muốn là dễ nhớ lại bằng giá mấy cái con Q2 với cả quần trơn đúng không? 125.000 luôn, thả tin luôn. 125.000 bằng Q2 luôn nha các cảm chị gái. Lỗ 15 kèm số điện thoại đủ size cho mình S, M, L, XL luôn. Được chưa các chị gái? Nhìn hộ em phát các bác ơi, bảo bên kho soạn cho. Nhìn hộ em mã này nhá. Mặc mẫu mấy của em là lỗ 7. Áo em lỗ 7, áo hạnh mặc lỗ 7. Lên cho em là lỗ 15, quần em này 125.000. Ai thích mặc quần ôm nâng mông, con này là siêu phẩm ôm nâng mông mặc với polo. Con này quá đẹp các chị ơi. Này các bác này, đầu năm các bác đi du lịch với các kiểu đi lễ, mọi người đi chùa ấy, nhưng mọi người nhiều đi lễ hội nhiều lắm các chị ơi. Mình cứ mặc cho em một cái bộ gì đơn giản polo như này thôi, vừa trẻ vừa đẹp. Lỗ 15 cho em mã sản phẩm này. Lỗ 15 nhá, quần gì mọi người ơi, quần checking Umi. Với cái mã quần này thì nó siêu siêu co giãn, cực kỳ dày, đanh siết bụng nhá. Ai bụng to, bụng sổ, bụng sệ, bụng chảy, bụng rơi một đống mỡ ra, ok vào mã này thì các bác lên cho em là lỗ bao nhiêu ta? Lỗ 15 kèm số điện thoại cho em. Chốt đơn luôn lỗ 15 đây này, khách em một giá một đôi luôn này. Rồi lỗ 11 ok, ai cũng có hết nhá. Các bác nhá, lỗ 15 cho em mã sản phẩm này. Bao nhiêu tiền một cái? 125.000 một cái. 125. 125 áo đang mặc bao tiền, áo của em 140 chị ơi. 125.000 đấy đã một cái quần này em đang xả rẻ, còn rẻ hơn một cái áo cộc cơ các chị. Này cái chất của nó này siêu đanh nhá mình nhá. Cái này nó là Umi mà các chị. Umi Hàn Quốc, con này không bay, không dão, không xù, không cắn chỉ, không kéo sợ. Đằng trước đằng sau đấy, đằng trước đằng sau đứng sát gần mông lên đi. Khách rất thích xem cái đoạn này vì là hỗ trợ nâng mông cho khách rất là tốt. Đây mình nhìn hộ em này. Đấy, quay đây chính diện đằng sau này, quay nghiêng. Đấy, nhìn hộ em quay nghiêng này, lý do tại sao nó gọi là quần nâng mông các chị. Nó có một cái vòng nâng mông ở đây nhá. Đấy, vòng nâng mông tạo cái cảm giác mông các chị em mình căng. Căng và mẩy và tròn. Ok chưa mọi người? Em Hạnh ơi, em chào Hương Giang. Lên cho em là lỗ bao nhiêu? Lỗ 15 kèm số điện thoại. Lỗ 15 kèm số điện thoại giúp em. Con này siêu phẩm, anh cứ chỉ đứng quay mông vào đây thôi. Đằng trước thì nó xen bụng mình không nói cho các bác. Đấy, siêu dày dặn nhá mình nhá. Quần dày dặn xịn sò 125.000. Áo da mặc em có hàng, em bán rẻ lắm. Này mọi người nhìn hộ em này, áo da mặc có luôn. Thả tim lên mọi người. Thả tim, thả like lên. Lỗ bao nhiêu? Lỗ 15 kèm số điện thoại. Chốt đơn. Lỗ 15 kèm số điện thoại giúp em là có đơn mã này. Lỗ 15 giúp em. Bao nhiêu tiền nhỉ? 125.000. Vừa nãy tôi bán 135, bây giờ lại hạ 125 đúng không? 125 luôn, 57 cứ lấy size L chị ơi. 70 cân quần này cơ các chị. Dưới 70 kg quần này cơ, ai muốn mua áo thả tim em chuẩn bị lên áo. Đấy, nếu chị nào chờ áo em mạnh mặc lỗ 7 140. Đấy, lên cho em là lỗ 15 làm một đôi luôn các chị. Cứ chơi một đôi đây này, chị Phương Nguyễn làm một đôi rồi. Chị Luna Trần rồi cũng hai chiếc rồi. Chị gì đây? Nha đầu Nhỡ này cũng hai chiếc luôn, nha đầu Khờ này hai chiếc luôn này. Lỗ 7 có đen áo em mai mới về đen cơ chị gái Đức Nhật ơi. Lỗ 15 giúp em mã này, S, M, L, X là đủ size, thả tin lên sang mã. Ok mọi người, thế thì chắc nhân viên nhầm đấy chị Đinh Nhã ơi, bảo nhân viên hỗ trợ đổi trả giúp em. Chị ơi, chị ơi chắc nhân viên nhầm đấy, tình yêu ơi thông cảm cho em nhé, vì đội kiểm kho có thể là hơi cala té một tí. Lên cho em là lỗ bao nhiêu ạ? Lỗ 15 kèm số điện thoại cho em. 49 cân lấy S cho em, quần này quá đẹp nâng mông. Con siêu phẩm này chuyên nâng mông luôn các chị, em lên áo. Các bác ơi, áo hôm nay em chiên nốt. Mọi người ơi, thả tim lên. Áo này như còn có cả đủ size đúng không? Đủ size mà. Ôi, áo các bác. Nhìn hộ em này, một con ơi. Áo này, cốt tông Thái mặc siêu sướng. Có dây chun trong này không? Rất siêu sướng luôn nha các tình yêu nha, bộ tóc hay làm gì? Em màu tóc nó bị đứt cái chun. Ok chưa mọi người ơi, em mời mọi người này, ai thích áo của Giang lỗ 16 cho chị ba cái quần lận. Ok luôn chị, lỗ 16 nào mọi người, thả tim nha. Lỗ 16 hôm qua chưa ai chốt thì em xin số điện thoại, các bạn đang gọi dở về hôm qua lượng đơn của em quá nhiều, các bác thông cảm nhé, nhân sự đang thiếu. Mình nhắn lên cho em là lỗ 16. 16 áo của Giang đang mang một con polo thêu chữ Miu Miu bên ngực trái. Có khuy đóng cổ, có đủ các size cho mọi người, đến 70 cân. S, M, L, XL. Các bác thích mặc gọn gàng, dáng đẹp hãy mặc quần jogging và polo. Lỗ 16 đi ta. Lỗ 15 có túi không? Lỗ 15 không túi vì là chuyên nâng mông. Nâng mông cạp to nên thành ra nó không làm túi được. Các bác nhá. Dạ vâng ạ. Ok chị cái túi đã thông cảm giúp em nhé mình ơi. Lỗ mười mấy? Lỗ 16 kẹp số điện thoại giúp em. Lỗ 15 và áo màu trắng chị Lường Ma ơi. Lỗ 15 sẽ là quần đấy. Nên là chị comment lại nha, nếu muốn lấy áo là lỗ 16. Lỗ 16 này nghe giá giúp em, quan trọng là cái giá ấy mọi người. Và nhiều chị biết là nhà em lúc nào cũng bán hàng rẻ với đẹp ấy, thành ra là không quan tâm giá luôn. Lên mã nào là lên là để lại số luôn, không cần hỏi bao nhiêu tiền. Đấy, chính vì các chị em tin tưởng em như thế nên áo này em sẽ để rẻ luôn để các bác khỏi phải lăn tăn. 88.000 số đẹp đầu năm. 88.000 các bác đang rất là tỉnh táo, các bác không nghe nhầm một chút nào đâu nhá. Lỗ 16 88k màu đỏ. Lỗ 16 kèm số điện thoại. Trắng đẹp quá, đứng sát gần, đứng sát gần một cái cho khách ạ. Lỗ 16 giúp em con Miu Miu thêu nhá, hàng cốt tông Thái rất là đẹp.
Chị ơi, hàng cốt tông cá sấu Thái nhá mình nhá. Lỗ 16.88.000. 88.000 nha mọi người. Áo em Hạnh 140 chị ơi. Lỗ 15 chắc phải gì, quần này sẽ là Umi Hàn cao cấp chị ạ. Umi Hàn Quốc cao cấp, cạp bản to 8 đến 10 phân gen bụng hỗ trợ rất tốt. Lỗ 16 áo đi các tình yêu. Lỗ 16 áo bao nhiêu tiền? 88.000 cho em nha. Lỗ 16 kèm số điện thoại, đủ màu và đủ size cho các chị gái luôn. Nó rẻ thật sự luôn đấy. Màu xanh dương, màu da, màu vàng, màu đen, cụ thêm màu đỏ đi cụ ơi. Sao màu đỏ đi em ơi. Đấy, lên cho em là lỗ bao nhiêu ta? Lỗ 16. Vẫn đang thử đâu đúng không? À, vẫn đang kiểu thử mẫu à? Mặc hộ bộ này rất nhiều màu á. Lên cho em nhá. Lấy quân này này. Có size S không? Có quang S mà. Đây có quang S. Ê, từ. Lên cho em nhá, lỗ 16 nhá. Để anh chưa? Vừa đi không biết có mã không nhỉ? Rô đi không biết có mã không nhỉ? Có đây rồi. Đây có xanh màu. Thế từ từ nhá. Cái màu nó mặc sao mà nó mờ được đâu. Đây, có đây nhìn nó em nó quá là bốn mấy cân này bốn ơi. Bé này nó bằng ấy thôi. Sai á. Có thể phone cái thảo đâu. Được chưa mọi người ơi, lên tiếp nhá mọi người ơi, lên cho em bán này ạ. Quên rồi lỗ mấy? Lỗ 16. 16 16 16. Lỗ 16 giúp em đây, bà Giang đang mặc đây là màu trắng, quá đẹp. Màu gì ta? Màu đen, màu vàng, màu da, màu xanh, màu đỏ, xanh 5 màu. À? 5 màu chị ơi. 5 màu cho các chị ơi. Đấy mọi người ơi, lên luôn nhá. Lấy cho chị hai quần răng mặc size M Hạnh ơi. Chị Thúy ơi, chị Thúy em xin lỗi thật. Chị đáng nhất chị phải đổi tên đi chị Thúy. Chị đổi tên là chị Thúy gầy thôi chị gái. Chị đổi tên Thúy gầy thôi các bác. Nhiều khi là bác để tên là em mà lại đọc thì em lại sợ là buồn đấy các bác. Bác để tên Thúy gầy để đọc cho nó thích. Mọi người nhá, lên trên là lỗ 16 đấy mọi người. Áo polo răng 88.000 một cái. Hàng theo Miu Miu cho các bác nhá. Theo Miu Miu giúp em nha mọi người ơi. Hàng này hàng theo nha, không phải dán in đâu mọi người ơi. Hàng theo lỗ 16 giúp em, thả tim đây nào các tình yêu. Ngày nào có một mới, bây giờ bọn em còn mấy trăm mẫu nữa cơ, chưa mặc hết đâu các chị. Nguyên một giá nữa cơ. Hai cái giá cơ các chị. Mỗi một giá nó phải treo là 4-50 mẫu. Mệt quá. Lỗ 16 kèm số điện thoại cho em mọi người. Thích cả set thì lấy lỗ 15 cộng lỗ 16. Đúng rồi, 15 cộng 16. Cả quần set 52 cân size M chị Đàm Liên ơi. Lấy chuẩn size M cho em nhé. Con sát đứng lên ngồi xuống tết gắn cho em được chưa mọi người. Quần chân siêu dài luôn nha các chị gái. Chân siêu dài cho em luôn này. Cạp cao 10 phân ghen mụn cho mọi người nhá. Nâng mông cho các chị gái. Nên luôn. Đây cho mọi người. Cả set này 88.000 một áo nhá. Đây để chờ một tí. Tại nhà em có bạn mẫu mới để chờ bạn thay đã các bạn. Tại có mẫu mới rồi đó các bạn ơi. Vì là em gánh con Giang mệt quá các chị. Em gánh quả tạ rồi nửa năm nay rồi, em mệt lắm rồi các bác. Áo đang mặc màu hồng, có đen có đen. Chị Lê Lương ơi, đen nhưng mà mai mới về nên hôm nay em chưa nhận đơn. Mai mới về các chị. Khổ lắm các bác nhá. Quần mặc vừa không em? Giang sướng nhá, bây giờ có mẫu rồi thì mẫu sẽ mặc là Giang sẽ nói để chẳng phải đông người xem lắm đấy. Giang này vừa quay thông một ca 12 tiếng để đảm bảo phải được 20-30 đơn. Để mặc được rồi má. Đấy đằng sau. Người ơi, con đấy sẽ là bên mình có bỏ xỉ em có chị gái ơi. Để tên vậy chất đơn hàng cho dễ thấy, không thay lại không biết được. Ừ, đúng rồi đấy chị Thủy. Ok mọi người nhá, lên cho em mã này chị Thủy ạ. Lên cho em là lỗ 16 nhá mình nhá. Lỗ 16 để thay đi mọi người ơi. Áo bao tiền này? Thay đây 88.000 để bán tặng ấy mà. Lấy màu đỏ chưa? 88.000 đồng một chiếc áo polo nữ chị em ạ. Chị có trả gọi là chị. Bạn ấy xin mấy đấy? Còn bao tiền đấy? 2004. Bé thế. Thật á? Ui. Bạn bé thôi nhưng mà bé thế. Lấy hai cái răng mà. Ui răng bây giờ già thế nhỉ? Đây sinh năm bao nhiêu này? 2K2 à? Ôi, bố Giang bây giờ giá thật. Ok nhá, chị em nào lấy nhá. Cái áo mà Giang đang mặc là 88.000, cái quần bao tiền đấy? 125 rẻ. 88 cả bộ. Cả bộ là 200 mấy nghìn. Ừ. Rẻ thật sự luôn. 200 mấy nghìn rất là rẻ thật sự chị nha các bác nhá. Chị em mua một bộ về mà mặc. Dạ vâng ạ, à, dạ vâng chị Thùy ơi. Cho em xin số là ok nhá mọi người nhá. Cho em xin số là ok nhá. Cố thay nhanh nhanh để xíu bé nhá, không khách đi ngủ mất đi. Đây bạn thay là màu đỏ đây để lấy răng răng lấy sang vàng. À tôi lấy xanh sang màu đấy cho nó đỡ. Đây chống nhá, có dép đây bé ơi. Đấy. Sơ pin sát vào. Ôi thôi đấy, mình thích cái bé này người bé bé mặc đồ nó dễ. Đúng thảo. Đây ừ. Đúng cao thảo đấy. Yeah. Tặng này mặc nó dễ hơn. Nó bảo nó cao bằng chồng. Giang thì chắc. Nó bảo cao 1m58 nhưng mà. Cao 1m58 nhưng mà. Mình đừng phải đang nỉ. Nó bảo cao 1m58 nhưng cao bằng chồng. Chồng, à, chồng chồng làm gì được 1m58. Bọn em đo đứng em
Đây mọi người ơi, trời ơi, sụp quá ngon luôn. Các bác nhé, mỗi tóc vẫn hơi vàng tí nhé mọi người nhé. Thả tim giúp em cho các bác nhé. Đấy, mai nó sẽ buộc cho các bác xem. Đây mọi người nhìn cái dáng quần cho dễ nhé các bác nhé. Nhìn dáng quần cho dễ nhá. Đấy, con này nó đang học lớp 10 các bác thông cảm giúp em. Lên cho em là lỗ bao nhiêu thì tầm giờ em nhắc đến mấy cái đứa là 2000 linh mấy. Cảm giác nó bé, kiểu không biết nó đã học hết chưa ấy mọi người. 2000 linh mấy, kém mình cả chục tuổi ấy. Lên cho em cái áo em mặc 140. Lên cho em con này là lỗ 16, 16 sẽ là áo. Được chưa mọi người ơi, 16 áo polo người ta thích người ta mặc phanh, thích người ta mặc áo cổ được. Mình nhìn họ em nha các bác nha, rất là đẹp luôn. Đấy, nói chung là đứng cứ bình thường thôi em ơi. Em cứ đứng tạo dáng theo kiểu em nào. Nào, em mời mọi người mã này nhá mọi người nhá. Lên cho em mã này ạ, lỗ 16 là áo có 88 nghìn một cái như đây. Giang cả Giang ra đứng với em ơi. Đây, nhìn họ em nha các bác nha. Trời, Giang nhìn chuyên nghiệp đấy nhỉ. Đấy, nhìn cho em nhá, em có màu da. Màu da và màu đỏ không trêu nhá. Màu da và màu đỏ giúp em này. Màu vàng, màu đen, màu xanh, 5 màu tất cả 88 nghìn một em. Cho bác nào thích mặc gì, polo kết hợp với quần check-in. Đó, polo kết hợp với quần trang linh cho em nhé, được chưa mọi người ơi. Em sang một mã tiếp theo này, sang họ chị màu vàng nhé mình nhé, xong để em lại thay. Đấy, xong rồi đi thay màu vàng đi, thay siêu nhanh với em ơi. Lên cho em là lỗ 16, 3 size. Cái này mấy size nhỉ, 4 size 4 size, ML, XL thì phải. 70 cân quay đầu cho em, lỗ 16 đứng sát em ơi. Người ta đứng sát chả nhìn cái áo đâu. Đấy, quay cả mông cho khách xem luôn, quần luôn, lỗ 15, 16 đấy. Chào người mẫu mới đấy, em chào chị Hà nhá. Em không biết tên gì đấy. Chị Hà đang quay ở chị. Các bé mà với tên gì em không biết luôn mọi người nhá. Đấy, lên cho em là lỗ 16 là áo Giang mang nhá mọi người nhá. Đấy, các bác thấy Giang chuyên nghiệp không ạ? Bây giờ có người mới cái cảm giác Giang chuyên nghiệp ngay ấy. Mỗi tội quay không có đơn nào hết. Để lên cho em lỗ 16 nhá mình nhá. Lỗ 16 lên số điện thoại giúp em. Mình thả tim lên cho em nha các bác ơi. Thả tim thả like lên nhá mọi người nhá. 16 là bao tiền nhỉ? 88 nghìn một áo và quần sẽ là 125 nghìn. Áo đang mặc 140, lỗ 7 chị ơi. Nào đây thì chuẩn bị thay thêm. Chuẩn bị thay thêm cho mình nhá. Đây, bạn mới bạn sẽ ra luôn. Các bác ơi, riêng mặc màu vàng thì nó trắng thôi rồi luôn đấy các chị. Đấy, nhìn đồ em màu vàng có bé giống em hết rồi các chị nhỉ. Nhìn giống nhau mà. Đấy, bây giờ nó chỉ cần tóc đen mà phát là giống luôn nhá tình yêu nhá. Lên cho em mã này ạ. À, lỗ 16. Lỗ 16 nhá, đây sẽ là màu vàng. Nói chung là bác nào em bỏ tóc vào sau nào. Kiểu thích đơn giản đấy mọi người ơi thì mọi người mang mã này cho em. Mày bổ luống đẹp mà đấy, mặt mày đẹp mà. Đấy. Thật. Mày cho như thế đẹp hơn đấy, tai mày đẹp. Nhà em. Không hiểu tại sao như nhà em tuyển toàn kiểu gì các bác, kiểu bán tăm bán đấy các thứ. Mày bù tóc lên đẹp mà. Chưa một nó thích nó để không như này cũng đẹp nhá. Vì kiểu mặt nó đẹp mà nó có tai hiểu chưa? Như vợ mà để này thì trông nó điêu nhưng mà con này mặt nó đẹp thì nó lại đấy cài tóc cho sau rồi. Dáng được. Đấy, nhìn đồ em nhá. Đấy, nhìn đồ em mã này ạ, lỗ 15. 15 hộ em với 15 mã này, lỗ 15 đi với cả quần của em sẽ là quần quên bố rồi. 50. Lỗ 15 là quần, lỗ 16 là gì? Lỗ 16 là áo, lỗ 16 là áo, lỗ 15 là quần. Ok chưa? Giang ơi sắp cho nó mặc sang Q2 với cả cái áo của chị đi. Để bán nốt một vòng nữa. Nào thôi, còn đen nhá, hết hàng rồi mọi người ơi. Lên mã tiếp nào, chuẩn bị nào. Đi mã xả đấy các chị ơi. Xả hết mà dưới 100 hết nhá mình nhá. Toàn bộ dưới 100 nghìn, hôm nay shopping tẹp ga luôn nhá. Toàn bộ ngày hôm nay lên chỉ có dưới 100k thôi. Chị em nào đang xem livestream mình nhớ chia sẻ cho vợ chồng em chị em nhá. Hôm nay là vẫn là hoan hỉ đầu năm. Nói chung là hôm nay là ngày 11 rồi đấy. Hôm qua là ngày vía thần tài. Không biết ở đây có chị em nào ngày hôm qua mua được vàng không ạ? Hóa đơn gì đấy? Chị em nào lấy mã nào chị em để lại cho em số điện thoại nhá. Mã sản phẩm kèm theo số điện thoại, nhân viên bên em sẽ chốt đơn cho mọi người. Ok chị ạ? Về tí nữa còn 50 người đấy. Mã này cho em sẽ là gì ạ? Lỗ 16 kèm số điện thoại cho em nhé. 88.000 đây. Đây cho em đây sẽ là gì ạ? Đây cho em sẽ là màu xanh cho em nha. Lỗ 16 kèm số điện thoại 88.000 và chị em là thích cả set của em sẽ là gì ạ? Lỗ 15 cộng lỗ 16 kèm số điện thoại cho em 125.000 một em quần và 88.000 cả một em áo. Cả set này cho em chỉ hơn 200 một xíu thôi nha các chị gái. Lỗ 15 cộng lỗ 16 kèm số điện thoại cho em. SML đủ size cho em nha mọi người ơi. SML đủ size cho em đây, em đứng xa cho mọi người xem. Em đứng xa cho các chị gái xem nhá. Lỗ 15 cộng lỗ 16 kèm số điện thoại. Ok cho mọi người, đây sẽ là màu xanh dương nha em, có đủ bạn. Quá đẹp luôn. Lỗ 15 cộng lỗ 16. Lỗ 16 của em sẽ là bao nhiêu tiền ạ? Lỗ 16 của em sẽ là 88.000 nha các chị gái. Để cộng luôn nhá. 88.000 cho em. 88 cộng với cả bao nhiêu? 125 ạ. 213.000. 213.000 đồng một set đồ mà Giang đang mặc. Áo này giống Thảo. Ông nhưng mà nó cao hơn Thảo đấy. Ừ. Nó cao hơn khoảng 2 phân.
lỗ 15 cộng lỗ 16. Em qua mãi rồi mọi người ơi. Đây cái mã này các chị chờ rất là lâu rồi. Nhìn hộ em nhá, các bác chờ rất là lâu rồi được chưa mọi người ơi. Nhìn hộ em mã này nhá, trước khi mình ra soi gương trước xem là tần tất cả quần áo ok bắt đầu mình ra màn hình. Nhá, nhìn cho em mã này các bác, cái áo mà các chị đang chờ. Đây mọi người ơi, các chị đang chờ có hai kiểu mặc, một là thích mặc đi làm. Hai là mặc như em. Đây mặc một quần xong ngắn ở nhà đi như này này mọi người này. Con này sẽ là lỗ 7. Lỗ 7 giúp em nha các bác nhé. Con này sẽ là lỗ 7 cho mọi người. Chị ở đâu em điền vào chỗ trống chỗ đấy. Đứng rồi sang bên này một xíu em. Đấy, nhìn hộ em mã này nha các bác nha. Lỗ 7 giúp em ok chưa mọi người. Trông hôm nay nó hiền đấy thôi, mấy em nữa nó chửi khách đấy các bác ơi. Lên cho em nhá, lỗ 7 giúp em các bác ơi. Em trêu thế thôi. 140.000 thay vì mọi người bỏ ra 250.000. Tất cả các nền tảng khác em bán 250. Và mọi người mua ở đây tiết kiệm 101, em không phải thuê mặt bằng nên là nhanh tay mua lỗ 7 luôn. 4 size này, S này, M này, L này, XL cho mọi người này, quần em đứng dạng chân dẫn được. Đấy thoải mái. Đấy, đứng bình thường thôi cho nó thấy dáng quần. Vì em đứng khép quá hai quần nó sẽ dính vào nhau. Lỗ 7 nhá mình nhá. Bạn này sẽ mặc hồng, em cũng sẽ mặc hồng và bây giờ em thay sang xanh. Em sẽ thay sang xanh. Ok cho mọi người ơi. Nhìn hộ em mã này nhá, đứng sát ở đây một xíu bé ơi. Đấy cho khách xem form áo này. Đấy mọi người thông cảm xíu nhá, vì đang hướng dẫn bạn ấy quay bạn ấy mới. Đấy, trông này thôi ghê gớm không hiền đâu mọi người. Lên cho em là lỗ 7 mọi người nha, lỗ 7 giúp em các bác nhá. Em thấy nhiều bác comment khen hiền quá. Đấy, lên cho em là lỗ 7 giúp em mã này. Em có hồng với cả xanh. Áo này nó sẽ là kiểu lửng đến đây thôi các chị. Lửng đến đây cho các bác nhá, chứ nó sẽ không phải gì, sẽ không phải kiểu là dài. Dài thì các bác sẽ sơ vin. Đây này, mẫu hồi sinh, bạn này mặc rất đẹp được chưa mọi người? Lỗ 7 giúp em nhá mình nhá. Lỗ 15 ở đây là quần ôm đấy nhá. Chị Ngọc Diệp quần ôm nhá. Còn cái quần này của bạn này mặc các bác comment thẳng Q2 giúp em. Lỗ 7 và Q2 giúp em là mã này. Chị em mọi người. Chị em nào thấy mẫu mới như thế nào chị em cứ đánh giá. Nếu mà khen bạn mẫu mới thì cho bạn ấy tự tin như chị em nhá. Ok cho mọi người. Vì là bất kỳ công việc nào thôi thì bất kỳ công việc nào cũng thế mà ha. Là mình lúc nào cũng phải có một cái thời gian để mình làm quen đúng không các chị? Và các chị ở đây chính là gì, kiểu ma cũ đấy, các tình yêu ơi, nên là các bác cứ khen các bác chào đón thì đương nhiên là bạn ấy sẽ tự tin và thoải mái hơn. Thay vì mình kiểu như cái xét nét quá đúng không mọi người? Lên cho em là lỗ 7 nha các bác nhá. Lỗ 7 giúp em mã này ạ. À, màu hồng giúp em nhé, em có cả xanh. Được chưa? Thả tim thả like lên giúp em mọi người nhé. 140 nha. Ok để em sang mã tiếp theo. Sang một mã tiếp cho mọi người nhé. Cho mẫu mới 10 sao lấy động lực. Cảm ơn chị gái rất là nhiều nha. Cảm ơn các chị nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ai cũng cần phải làm quen mà các chị em cũng thế rồi. Ngày xưa ngố hơn luôn ấy. Đây là sang cái siêu mẫu của chúng ta nha các bác ơi. Em mời các bác nha. Đấy ạ, siêu mẫu nghìn đơn nha các bác. Lên cho em một mã tiếp theo lỗ mười mấy giờ em, 16 đúng không? 17. 17, em cảm ơn chị Phượng ạ. 21 này. 17 giúp em ạ. 2001 này. Thế á, đông đấy nhờ. Mẫu mới xinh quá. Sang ra một phát lên 2k view luôn này mọi người nè. Ui, 2k1 rồi nè. Ok chưa này? Anh khủng luôn. Lên cho em nha các bác ơi. Con này của em sẽ là lỗ 17 đi các bác. Nguyên một con áo hoa, có 3 tông màu, tím, da và gì ạ? À, cái gì mới xanh, tên là gì đâu. Mới tên là gì luôn đi. Em Linh. Linh đúng không mọi người? Sổ ở đây. Linh. Ok mọi người nha, mọi người nha. Bây giờ sẽ có Linh nhà chị Thủy và Linh nhà Hạnh Vũ đúng không? Đấy. Ok cho các bác. Lên cho em mã này nha. Lỗ 17 cho em. Em bán tặng 99.000 một cái áo tơ. Tơ nó mềm các chị ơi. Riêng với tơ á, những cái ngày nào thật sự nắng nóng ấy các chị mới biết là gì ạ. Tơ nó mặc sướng như thế nào. Lỗ 17 cho em và chân CV9. Lỗ 17 đang mặc màu da. Đợi một xíu nữa Linh sẽ ra đây thêm cho mọi người, sẽ là một cái tông nữa. Cho các bác nhá, lỗ 17. Chị ơi không nghe nhầm loại. Lỗ 17 ạ. 17 nhá, lỗ 7 đá của em. Đây là 17 ạ, màu da quá đẹp. 3 size này, S, M, L dưới 60 cân sẽ mặc đẹp nhất. Ai cao thì 62 cân, 65 cân vẫn mặc được. Đấy, còn thường nếu mà thấp cứ dưới 60 cân cho em. Lỗ 17 giúp em. 17 nhá, em có tím này. Tím là mình mix cùng tông cũng được. Em có tím này, em có màu da này. Em có màu xanh này, được chưa mọi người? Có cả xanh nhá mình nhận. Đây em ra cho bác hai tông, hai bộ luôn nhá mọi người nha, hai bộ. Đấy, hai cây đấy mọi người, để mọi người có thể nhìn nhá mình nhá. Em cho tóc ra sau đi. Đấy, nhìn thôi em này, có cả màu xanh như này này, quá đẹp các tình yêu. Riêng màu xanh như này nhá, cực kỳ đẹp, hình như nó không đánh son đúng không? Trông nó son là màu nó chìm, màu chìm. Màu nu. Tại chồng chứ không nhìn thấy mặt đâu ấy. Lỗ 17 giúp em. 49-50 cân quần cạp cao vừa xong mà sai dạy ngơi. Em xin chiều cao chị Luyện ơi. Em xin chiều cao nha. Lỗ 17 đây, màu xanh. Màu xanh này nó rất là sang. Riêng mã này nha, màu xanh thì cực kỳ sang. Được chưa các chị ơi? Màu xanh và giang là mặc màu da nhá. Cái bạn ế đằng xa kia là màu da nhá mọi người nhá. Đấy, em xin số điện thoại chị ơi. Dồn đơn chị Mai Lương, Đặng Hoài em xin số em mới gọi được mọi người ơi. Còn kẻ dạ ngắn em xả có 99 thì giờ chị có hỏi 250 không? 99.000 một áo. 99.000 đồng. 99.000 một áo các trẻ ơi. Cái rẻ không?
Một cái áo nào sơ mi 99.000 chuẩn luôn các bác, không bao giờ có luôn các bác nhá. Thích sơ mi có thể kéo lỡ tay lên đây cũng được này, nó tạo độ thụng của sơ mi này đấy. Tất 6S em còn ít, mình cao 1m53 495 cân, lấy sang mờ rồi chị Minh Luyện, lấy sang mờ cho em lỗ 17.99.000 các bác ơi. Màu da với cả màu xanh nhá mình nhá, ok chưa, giang xanh màu tím đi bé ơi. Đấy nhìn hộ em nhá, da có thể màu xanh này các bác này, màu xanh hoặc mặc với cây đen này cũng đẹp nhá mọi người nhá, mặc với cây đen này quá ưng luôn nhá, tính ra không cần đâu đấy, được chưa mọi người ơi. Mẫu mẫu mới mặc size gì vậy, nó mặc size S. Bạn này ít cân 1m bao nhiêu nhỉ? 1m58 chắc bằng Thảo ngày xưa, khoảng tầm 46-47 cân thì bạn sẽ mặc S nha mọi người nhá. 1m58 mặc bằng chồng em nhá các bác nhá. Lên trên ở lỗ 17. Lỗ 17 giúp em được chưa các chị gái? Lỗ 17. Ôi dồi ôi đấy, biết ngay mà có mẫu mới phát khách làm một đôi luôn. Phan Thị Hoa một xanh một tím này, ok mọi người ạ. Lỗ 17 99.000 đây này. À, dạ vâng ạ. À rồi mã đấy em hết rồi chị gái ơi. Em hết sạch thành xanh rồi. Đấy, thần tài 7 hình như còn để lại số giúp em các bác nhá. Lên trên mà lỗ 17 giúp em mã này. 99.000 đồng một sơ mi và chân váy em bán tặng luôn là 99k. Được chưa mọi người? 99.000 nha các bác nhá. Đây là nếu trống quá thì có đồ đấy em ơi. Vâng ạ chị em ơi, hiện tại là cái mã này hiện tại bên em đang lên cho chị em là chỉ có 99.000 đồng thôi chị em nhá. 99.000 một cái thôi nhá mọi người ơi, thả tim lên nhá. Tiếp tục ạ. Trông này rất là sang. Ờ, túi đẹp không? Đẹp anh ạ. Ok cho mọi người ơi, 99.000 tiếp nha, em đi mã tiếp ạ. Lỗ 17 giúp em ạ. Mã của em là hiện tại đây là mã của Linh đang mặc, đây là mã lỗ 17 chị em nhé. Lỗ 17 và giá của nó là 99.000 đồng, và hiện tại là cái mã này đang có mấy size nhỉ? Cái này 3 size S và L đấy mọi người. Có 3 size, size S, size M, size L. Chị em nào mà thấy mẫu mới xinh, mẫu mới mà mặc đồ ok thì chị em thả tim thả like. Còn nếu chị em nào mà cảm thấy là mình hài lòng thì chị em có thể là chia sẻ giúp vợ chồng em chị em nhé. 99.000 đồng một áo và chân váy bao nhiêu tiền? Chân váy 99.000 đồng luôn. Cả bộ này chưa đến 200.000 đồng. Rẻ không em? Rẻ, làm gì có chuyện nào làm gì có chuyện là xét đồ công sở chưa đến 200.000 đâu. Thôi mà cái này luôn nó cũng không bị ngứa đâu mọi người ạ. Ngứa làm sao được. Ngứa nữa thì có mà mặc áo ấy. Đúng không mọi người? Mọi người nhớ, mọi người thả tim giúp em này. Ai lấy cái bộ, cái set đồ em đứng xa hẳn ra. À, mình đứng xa thì mình sẽ nhìn cả chân đó. Rồi ok, chị em nào lấy cả set này thì comment cho em là gì ạ? Lỗ 17 C19 kẻ số điện thoại. Hai bạn cùng đứng nhá. Cái lỗ 17 em lên một màu cuối cùng nữa thì Giang sẽ sang tím đi ra đây Linh ơi. Đấy, tím với cả xanh nè mọi người nhìn cho em này. Đấy các bác thích tông nào thì các bác lấy nhá. Mọi người lưu ý cho em nhá. Lỗ 17 giúp em mã này thì là Linh đang mặc là màu xanh, Giang là sẽ cao hơn. Hai bạn này sẽ chênh nhau khoảng tầm 5 phân đấy các chị. Đấy thì Giang luôn luôn là sẽ là trông nó to cao hơn nhá tình yêu nhá. Ok chưa các bác, chân váy đen 99 chị lên trên là C19. Đấy mọi người thông cảm một xíu, nó hơi xáo trộn cái không khí một xíu vì là kiểu có mẫu mới thì em vừa bán, các bác vừa ngắm và vừa gì, vừa em vừa hướng dẫn để các bạn ấy chuẩn bị like nhá mình nhá. Lỗ 17 cho em ạ, 99.000 một áo nhá mình nhá. 99.000 một con này, thay mã này đi lên. Đây. Đây sang thay đây. Đây ạ, tiếp tục nha, Giang đi nốt tìm đứng sát gần em ơi. Đứng sát không nhìn thấy gì đâu. Lỗ 17 kèm số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Lỗ 17 cho em đây sẽ là màu tím này, màu tím cho mọi người và cái tay nó cực kỳ nhẹ nhàng nha các chị gái. Đó, lỗ 17 kèm số điện thoại cho em mọi người, mix cho em ấy. Ví dụ mọi người thích thì mọi người có thể đi với cả chân váy màu tím này cùng tông với hoặc là màu đen hoặc là màu trắng đều được cho em nhá. Lỗ 17 kèm số điện thoại cho em có 99.000 thôi nha các chị gái ơi. 99.000 cho em lỗ 17 kèm số điện thoại giúp em. Lỗ 17 kèm số điện thoại nha các chị gái. Lỗ 17 là con này nhá các chị nhá. Lỗ 17 cho em đây, màu tím đây các bác ơi. Màu tím ạ. Giang lên một phát đắt hàng cực kỳ luôn, không có ai đặt nhá mình nhá. Lên cho em lỗ 17 ạ. Ủa tại sao lại thế nhỉ? Đấy, vì đông khách mà, vì nó mà nhẹ mà. Ủa tại sao lại thế nhỉ? Nặng vía. Chết. Lên cho em lỗ 17 nhá. Đừng đi cắt dưa đâm chị Linh ạ. Mày mà cắt xong rồi còn đến người âm người ta cũng không theo luôn á. Đấy, lên cho em lỗ 17 nhá các bác nhá. Lỗ 17 99.000 một chiếc ạ. Rồi ạ. Mẫu mới Giang xinh quá này, em cảm ơn chị gái rất nhiều nha. Lên trên lỗ 17 99.000 một cái nữa tình yêu ơi. Sang mã tiếp nhá. Sang màu hồng đi mã ơi. Đây màu hồng đi, vì cái Linh đang sang màu xanh rồi. Hai màu nhá. Cứ bây giờ cứ sơ mi trên hai màu bắt đầu em đi. Sơ mi đồng giá 99 cho mấy mã nhá. Mã đây ba màu cơ. Đấy cái bất cố xuống đấy. Bán nốt phông. Bán nốt phông thì tổng về mã mới. Trời ơi, cái mỏ của tôi biết bao giờ về ăn hết hàng đây. Quá nhiều hàng lỗ 17 một da màu hồng ấy, tự nhiên ở đơn đâu nổ nhiều thế nhở.
Đấy, em xin số của chị nhé, chị là Thu Mai ơi. Riêng mã đấy em khuyên bác nên mua tơ mặc nó nhẹ như không các chị ơi. Sang vào mã tiếp theo lỗ 18 chị ơi. Lỗ 18 các bác nhá, vẫn là sơ mi hoa nhưng mà nó chạy bèo kiểu khác. Đấy, cổ trụ như mình nhá. Đây, lên cho em này, lỗ 18 trời ơi, quá đẹp luôn các chị gái. Đứng gần thì em ơi, đứng xa không nhìn gì đâu. Lỗ 18 nhá mình nhá. Đấy, em căn làm sao cho đúng gọi là từ cái màn hình sẽ thấy được cái chân váy đó. Đấy, được chưa mọi người ơi? Lỗ 18 giúp em nhá mọi người nhá. Nhìn hộ em phát các bác, tông này sẽ là tông màu xanh, nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, trông rất là sang nhá các bác nhá. Lỗ 18 đi mọi người, em bán tặng nốt cũng 99.000 thôi các chị. Cũng 99k luôn đấy các chị ơi. Tầm giờ nói chung là còn bao nhiêu em xin phép là thanh lý kho. Mỗi ngày bán được thanh lý được vài trăm thì càng tốt nhá các tình yêu nhá, thì cho nó hết vãn đi vì kho em nó còn nhiều tiền, nhiều tiền quá, tiền đọng quá mọi người ạ. Hàng mới em cũng có sale nhá, vì bắt đầu ra riêng thì có vẻ có thể là nó sẽ trở lại cái nhịp độ thường ngày, còn bây giờ em chuyên xả thôi các chị. Chuyên xả cho mọi người nha các bác nha. Nên là các bác tranh thủ mua luôn đi. Không nhiều khi là ra riêng nó trở về giá bình thường. Sơ mi thì toàn 150, ít nhất là 150, không thì cũng 160 đúng không mọi người. 150, 160 nha mình nhá. Đấy, lên xem lỗ 18. Đấy, lỗ 18 đấy chị Nguyễn Mai đấy. Cảm ơn chị đã ủng hộ nổ một đơn nhá các bác nhá. Được chưa mọi người, chân váy có bán có luôn. Lên xem là CV9. Mã này lên xem là CV9 giúp em nhá. Em bán nốt tặng nốt là 99k. Tặng nốt là 99.000 nhá. Lỗ 18 ạ. Lỗ 18 cộng CV9. Lỗ 18 đây, chờ một xíu nhá, thì Giang sẽ ra cả màu hồng nữa này bé ơi. Bé đánh son lên dùng chị cả. Đấy, trông mày như chết trôi ấy. Lên cho em là lỗ 18 nhưng mà đánh đậm lên chị, vì lên live bây giờ nó cũng sẽ bị ấy hơn. Lỗ 18 nhá. Đấy, cái đen đen là son là từ Morgan Giang đấy. Đấy, lên cho em là lỗ 18 chắc chắn. Mày toàn đánh cam đất làm gì? Cam đất xong rồi lại đánh sang cái màu đỏ đấy. Lỗ 18 nhá mình nhá. Màu của Linh đang mặc nó sẽ là màu ấy. Màu của Linh đánh thật đỏ em ơi. Màu của Linh đang mặc sẽ là màu xanh, còn Giang đây đang mặc màu hồng các chị ơi. Lúc nào cũng ưu ái những cái màu đẹp cho Giang nhá, tình yêu mình nhá, vì nó xấu với mọi người. Đấy, lên cho em nhá. Mã này là lỗ 18. CV9 đây mọi người mua nốt ủng hộ Giang đây các bác ơi. Đấy, trước khi nó bị sạt thải nữa các tình yêu mình nhá. Lên cho em, không gặp lại em nữa đâu. Chết mất rồi. Lỗ 18 kèm số điện thoại cho em vào CV9 này các chị. Các chị bảo là Giang đi rồi, các chị cũng không nhớ gì cả vì ngày nào nó quay như ngày nào nó cũng điểm nhấn gì hết. Lên trên là lỗ 18. Lỗ 18 à, 99.000 một áo và 99.000 một chân váy nhá mọi người nhá, đồng giá luôn các bác ơi. Đồng giá luôn nha. Lỗ 18 giúp em, mày đánh thật đậm lên giúp chị. Đấy, không đánh son chả nhìn thấy mặt đâu, chuẩn luôn chị Thảo. Chị nói thế là em đang định em đang định nói từ nãy cơ. Đây này chị Bùi Yến, em cảm ơn chị Bùi Yến rất là nhiều ạ. Đã xoa dịu nỗi đau trong Giang ạ. Đấy. Rồi à, ok ạ. À, cứa thêm một vết nữa vào tim ạ. À, chị khen là Giang xinh mà. Lên cho em mã này thì em trêu được các bác ơi. Lên cho em mã này thì lỗ 18 chị ơi. Lên lại áo phao chờ em xíu. Lỗ 18 cho em áo có đủ size. Áo này sẽ dưới 62 cân nhá mình nhá. Đây, đây chị cầm đi. Dưới 62 kg các bác ơi. Đấy, nhìn em này, con này đánh son lên cực xinh luôn đó tình yêu nha. Lên cho em là lỗ 18. Em Giang lại không làm nữa à? Không là em vẫn làm. Khoảng 30 phút nữa bạn đi có việc bạn đi về trước. Ok. Đấy, lỗ 18 giúp em nhá mình nhá. Lỗ 18 rất là dễ luôn ạ. Lỗ 18 thể hiện đi em. Mua luôn ạ. Chân phải có lót mã này không chị ơi, vì chân dày nhá. Lỗ 18 đấy ạ. Lỗ 18 hồng và giá xanh nhá. Con này hồng xanh đứng sát đi em ơi. Đứng sát thì bạn này không nhìn thấy đâu. Lỗ 18 mà hồng và xanh nhá. Mình nhá, Linh sẽ mặc là sẽ là màu xanh, còn Giang mặc sẽ là màu hồng nhá mọi người nhá. Giang sẽ mặc màu hồng, được chưa mọi người? Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha. Thả tim cho em đấy, chị Đỗ Hằng là mua ủng hộ ngay một bộ luôn các bác ạ. Lấy màu hồng chị Hoa Nguyễn này, ok mọi người, mọi người sang màu xanh rất xinh. Màu này tông nó sẽ rất nhạt đấy các chị nhá. Nó không phải đậm đâu mọi người. Con này không phải tông đậm đâu nhá. Đấy, rất là nhạt nhẹ nhàng đấy, lỗ 18 dạ vâng ạ. Đấy, hai sự kết hợp vào rất nhiều đơn đấy mọi người. Lỗ 18 kèm số cho em là hai đơn rồi ạ. Mày đang làm gì? Nuôi lợn. Lên cho em nhá. Lên cho em là lỗ 18 nhá. Mày có hay đi cắt bắp cải không ta? Về giờ cho lợn ăn. Tranh thủ nhá, ông Giang chuẩn bị về cho lợn ăn đấy các bác, nên là đi quay một lúc luôn. Lên cho em nhá, lỗ 18 giúp em. Lỗ 18 cho em nhá, đuổi chị em trêu được các chị. Tiếp tục sang, chuẩn bị sang đây. Tiếp. Lỗ 19 chị ơi. 99.000 nhá, cho ai thích áo cọc. Áo này thích cắt cái đen đen cũng được, cái đen đen ở ngoài nhìn đẹp hơn. Đó là cái nơ nhung ấy mà. Nơ nhung nhá, thích thì các bác cắt là cũng được. Lỗ mười mấy ta? Lỗ 19. Quên rồi, 19 á. Bao tiền này? 99.000 luôn. Mà mình bán rẻ này, bán nhanh nhanh một tí không chả có hàng được. Không, phải có người mặc cơ. Nhưng mà lúc không các chị không mua được, các chị chửi rồi. 99.000 đồng một chiếc áo sơ mi chị em ạ. 99.000 đồng. Chị nào mua được hôm nay hoan hỉ nhá. Chị nào không mua được cũng hoan hỉ cho em ạ. 99.000 đồng một chiếc áo sơ mi. Tội gì không mua. Thật. Mua chỉ có tiếc thôi. Tiếc không? Đó, tiếc bọn tiếc. Tiếc người luôn thì... Khóc luôn đấy. Cái này mà phối với cả quần Âu ấy, cái thứ đẹp dã man luôn. Lỗ 18 nhá mình nhá.
Chị em thả. Có gì đâu mà chị. Chị em thả tim giúp vợ chồng em với nhá. Lỗ 18 nhá, là mã vừa rồi hai bạn mặc ạ. À. Cho em xem lại đi ạ, à, vì đẹp quá. Chị gái Dung Lương cho xem lại cái gì đi ạ? À. Chị muốn xem lại cái gì ạ? À? Để em cho xem. Chị xem lại cái gì đẹp quá, không biết cái gì đẹp ạ. À. Đó, đây những chiếc áo sơ mi, những chiếc áo sơ mi phối này. Hai quả đấy đâu nhỉ? À, mọi người comment cho em là cú pháp là mã sản phẩm kèm theo số điện thoại nhé, có nhân viên chốt đơn cho mọi người. Và nhớ cho em này, ngày hôm nay những chị em nào chia sẻ đều được giảm giá được chưa ạ? Ok luôn. Các bác chia sẻ mạnh tay lên cho em với ạ. Ôi, bên trang này hôm nay quên mất không đăng chéo này. Nói gì mà chị đang. Các chị vẫn đăng mà. Minh Quân ok luôn ạ. Lỗ 18 ạ. Chị gái Võ Thanh Tâm lỗ 18, Thúy Nga lỗ 18, chị gái Nguyễn Ánh lỗ 18. Tất cả những chị em nào comment ngày hôm nay đều được chốt đơn, ok chưa? Ok. Xong tiếp các bác ơi, lỗ mười mấy rồi ta? 18. Xong tiếp mẹ ra rồi. Thế thôi. Em đẩy cho bán trước bọn này. Nhiều mã lắm các chị ơi, giờ ra nó mặc rồi chứ mày nhá. Như mai nó đi làm được chưa nhỉ? Ngày kia. Mày ma của Quỳnh Trần đang quay con bò vậy. Áo của em là lỗ 7 nha bác ơi. Mọi người ơi, áo của em là lỗ 7 nha. Lỗ lô ngã lỗ. Lỗ 7 ạ. Cái set hôm qua không biết là bán hết chưa? 100 mấy chục set rồi, xả hết cả 7. 5,5. Bộ Umi đi em, Umi có. Áo em mạnh đang mang lỗ 7 chị ơi. Em có màu xanh và màu hồng như mình nhá. Xanh hồng của mã này nhá mọi người nha. Em bán tặng mã này cho bác 140.000 chị ơi. 140.000. Đây em sang mã tiếp lỗ 19 giúp em. Lỗ 19 nhá các bác ơi. Lỗ 19 là áo gì ạ? Sơ mi cộc đang mặc nhá. Em sẽ có vàng. Vàng và quên rồi. Vàng và nâu ạ. Vàng và nâu. Đây ạ, vàng và nâu nhá, sơ mi cộc các chị em ơi, sơ mi bèo cộc nhá. Về cắt cho em cái gì nhỉ? Cái nơ nhung nhá. Cắt cho em cái nơ nhung đen cũng ok này, 99.000 một áo. Lên cho em là lỗ 19 nè. Lỗ 19 kèm số điện thoại giúp em. Lỗ 19 giúp em, mã này là ok nha các chị nha. Lỗ 19 giúp em siêu phẩm này cho mọi người. Lỗ 7 màu hồng lá của em nha. Lỗ 19 giúp em, cho em mã này ạ. Trời ơi, xuất sắc. Nó là đuỷ mọi người nhá. Kiểu tơ đuỷ các chị ơi, con này thì hạn chế nhăn nhầu cho các chị em mình. Và đặc biệt là gì ạ, nó có giãn. Nó có co giãn và rất là mềm. Và em này thì nó nhẹ và mát và siêu thấm hút. Một số những cái chất thì sẽ không thấm hút hoặc là thấm hút ít thì mình mặc sẽ hơi khó chịu. Nhưng với mã này nó rất là thấm và mềm nhá, đuỷ. Bao giờ ưu điểm của đuỷ sẽ là thấm và nhẹ. Thấm hút và nhẹ nhá, vào mùa hè ví dụ thời tiết nóng mọi người ơi, mặc cái áo này rất hợp lý nhá. Lỗ 19 là em có nâu và vàng. Nâu và vàng cho mọi người, đây đều hợp luôn các chị nhá. Thích các bác mặc nâu cũng được, 99.000 một áo. Cho ai thích sơ mi kiểu cộc tay. Bác là thích cộc tay thì chốt mã này. Mã này về mọi người cắt cái nơ được, mà cái nơ nó đính có hai mũi chỉ được các chị. Về mình cắt cái nơ ra cho em để thành một cái áo trơn như thế này. Nẹp sẽ là nẹp dấu cúc toàn bộ nha. Lỗ 19, một vàng, một nâu, 99.000 một áo. Lỗ 19 nhá. Ở xong ra ngươi còn một số mã còn chưa có ảnh mẫu đâu nhá. Này mọi người thích chưa có ảnh đấy. Vâng. Ừ, phải chụp nốt đi. Lỗ 19 nhá, hôm nay muộn quá. Lỗ 19 các bác ơi, vàng và nâu nhá. Thay nốt em ơi, xong để mẫu thì chỉ bán được 30 phút nữa. Bạn chụp nhá. Ừ. Chụp như em gửi ảnh với chị nhá. Sao? Nhưng mà cái studio này nó ở đâu ấy? Ở đi. Ở trong đấy. Ừ. Có là nó cho thuê hay là như nào? Không, em đi chụp đi. Thì đi chụp thì cái người bán thì nó chẳng phải tìm cái chỗ đấy để chụp. Không, đấy là nhà bán. À thế à? Ừ thì nó vẫn phải để một cái góc để chụp. Anh biết đấy, anh biết đấy. Thế trước anh hỏi đấy. Hỏi như nào? Thế trước anh hỏi là chụp ý. Thế trước anh hỏi chụp mà. Chụp chụp như nào? Ý là anh hỏi là chỉnh kiểu gì các thứ hết kiểu em. Mẫu chụp à? Ừ. Ồ, mình cũng phải làm một cái góc đấy thì mới. Tiếp nha mọi người ơi, tiếp. Lỗ 19 mình dồn đâu cho em nhá, rẻ lắm các chị ơi. Tầm giờ nói chung là em rất là mong muốn em thu lại được tiền của em, vì em còn quá trời tiền ở trong kho hàng. Các chị đang bán hàng thời trang đấy, trong chán ngoài thèm, chán nhất là cảnh tồn hàng nhá các bác. Đây em đi nốt nha, đây màu vàng đây các chị. Màu vàng đây các chị ơi. Đây màu vàng đây các bác. Mọi người thích mọi người bỏ cái nơ ra cũng được. Mọi người bỏ hai cái nơ đen ra được mà. Đây, các chị thích thì mọi người bỏ hai cái nơ ra cũng được nhá, tùy mọi người. Đó, màu vàng đây nha các chị gái ơi. Lỗ 19. Lỗ 19 kèm số điện thoại giúp em. Chưa năm nào sơ mi nó rẻ như này luôn các bác. 99.000 nha, săn luôn đi các chị gái. Lỗ 19 kèm số điện thoại có hai tông màu nhá, màu vàng này và màu nâu cho các chị gái. Mọi người thích bỏ cái nơ này ra cho em đều ok. Lỗ 19 kèm số điện thoại giúp em.
99.000 thôi nha các chị gái. Cộc tay mặc lên xinh luôn nha mọi người, mặc nó đơn giản thôi. Lỗ 19 kèm số điện thoại. Cái gì đấy? Chả cá đỏ. Không, nước lỗ đèn. Giảm cân rồi. Lỗ 19 chửa đấy ạ. Áo chị Hạnh mặc mã gì? Mã của chị Hạnh sẽ là gì ạ? Lỗ 7 kèm số điện thoại cho em nhé, 140.000 giúp em nha các chị gái ơi. Còn mã của em sẽ là lỗ 19 kèm số điện thoại. Và chân váy của em sẽ là CV9 đồng, giá trọng người sẽ là 99k hết cho em nha. Ok chưa mọi người, đây em đứng xa cho tiếp nha, đấy lỗ 19 các bác ơi. Nào đặt nốt cho em phát đây, để em sang thêm sản phẩm để dồn đơn nhé mọi người nhá. 600 view nữa nè. Sang thêm sản phẩm để dồn đơn các chị ơi, em lên một mã tiếp theo cho mọi người. Mã này đánh siêu sướng luôn nhà em, chỉ dùng loại này thôi các chị. Đấy, kem đánh răng thông đỏ của Hàn nhé mình nha. Kem đánh răng thông đỏ con này bảo vệ răng các bác ơi, giúp răng chắc khỏe nha các bác nhé. Được chưa ạ? Loại bỏ tình trạng gì ạ? Ố này, rồi thì viêm chân răng này và gì nữa các bác, sâu răng nữa nha các bác nhé. Cả nhà đánh cái loại này luôn mọi người. Cái hàng này của Hàn Quốc đắt đến sắt ra miếng. Thực ra cũng chả đắt đâu các chị mua, em ơi tắt cho chị cái này cái. Mua low up nó cũng đã 40.000 một tuyết rồi, đâu có rẻ đâu mọi người. Tuyết là tuyết to luôn nha các bác nha. Kem đánh răng thông đỏ mình comment hẳn mã cho em luôn ạ. Kem đánh răng thông đỏ KDR thông đỏ cho em. Em bán tặng mọi người mã này 85.000 hai tuyết. Mọi người mua lẻ em này luôn luôn sẽ là 55.000 một tuyết, 60.000 một tuyết. Có nơi order về còn 65.000 một tuyết. Các bác kem đánh răng thông đỏ hàng nhập khẩu nhá. Nói chung là có tiền thì mình cứ dùng những cái hàng ngoại này, nói chung là rất là sướng. Không tự dưng mà nó nổi tiếng đâu các chị, mà không tự dưng là nó đắt đâu các chị ơi. Đấy, nhưng mà dùng nó sướng thật nha, em chỉ dùng loại này thôi, rất là chắc răng nhá. Ăn uống nó không ê buốt nha các bác nha. Và đặc biệt là gì mọi người ơi, nó loại bỏ cái mảng bám rất là tốt, răng nó vừa trắng vừa chắc vừa khỏe. Dùng loại này các bác này, kem đánh răng thông đỏ nhá. Quần loe em có hàng 85.000 cho hai tuyết. Lên chuyên là KDR thông đỏ giúp em ạ. KDR thông đỏ nha, kem đánh răng thông đỏ ạ. Đến từ Hàn Quốc nha các bác nhá. Đấy, nói chung là dùng em này chỉ có nghiện thôi các chị. Có điều kiện thì mình có thể sang mã này, nó đắt hơn hàng mình một tí thôi. Chả đắt hơn đâu, còn bằng ấy. Tuyết kia bình thường em đã thấy 38.000 hay là 4 mấy nghìn một tuyết rồi nha các bác nhá. Hình như là 4 mấy nghìn một tuyết, mà đây 85.000 hai tuyết nó chỉ rơi 42.000 một tuyết thôi. 42k một tuyết thôi, rất là rẻ. Mọi người mua lẻ là 60 đấy. Em đánh răng thông đỏ cho em các bác nhá, sang mã này luôn cho em đi. KDR thông đỏ cho em nha, em sang mã mình ơi. Thả tim lên nào mọi người ơi, đẩy sang đây nhá. Nào lên cho em cú pháp mã này. Em ơi Giang ơi ghi hộ chị giá mã này cả. Gội xạ Salon Linh các bác ơi, siêu phẩm. Siêu phẩm dưỡng tóc các bác nha. Siêu phẩm dưỡng tóc ghi chị giá nhập em ơi. Đấy, lên cho em nhá, siêu phẩm dưỡng tóc cho em này. Trời ơi, mã này đợt trước là 350 một cặp đúng không? Đợt này giá xuống rồi các bác. Đợt này giá xuống, siêu phẩm Salon Linh nhá. Em này thì chuyên phục hồi tóc hư tổn. Đấy, với em này thì gần như là các salon rất là thích dùng em này. Em này sẽ là dầu gội đến từ Nhật Bản nhá. Một cặp này sẽ là 2 lít. 2 lít nha các bác nha. Đó là 1.000ml một cặp, một gội một xả. Dùng em này tóc chắc và khỏe. Khỏe là khỏe từ từ tận cái chân tóc các chị. Cái tình trạng tóc rụng như mình nhá, tóc rụng ở đây là gì ạ? Do cái chân tóc mình nó yếu các bác nhá. Mình chỉ cần trải qua hay mình vuốt qua thôi cảm giác nó đã rơi ra luôn rồi. Các bác ơi, riêng em này phục hồi tóc này và gì mọi người, lúc nào giữ cho chân tóc khỏe mạnh nhá, ít bị rụng tóc bớt đi rất là nhiều mọi người nhá. Lên cho em mã sản phẩm này được chưa mọi người ơi? Lên cho em sản phẩm này siêu rẻ luôn các chị. Rẻ lắm luôn đi các tình yêu ơi, rẻ lắm luôn nhá, 295.000 một cặp, bớt được 65.000. Bớt 65.000 luôn, chưa bao giờ rẻ như này luôn đấy. Salon Linh nha các bác nha, hàng chính hãng nhập khẩu tem phụ cho mọi người mã này. Hàng của Nhật nhá. Cặp dầu gội cặp của Nhật ạ. Bác nào có tiền cứ sang loại này cho em. Loại này thì các bác mang đi gọi là mình giả cái tiền người ta gội với cả massage cho mình thôi, còn đâu mình dùng dầu của mình. Một cặp này các bác dùng thoải mái vài tháng cho em luôn. Lên cho em là dầu gội Salon Linh. Đấy, lên cho em là Salon Linh nha mình nha. Dầu gội Nhật ạ. Dầu gội Nhật lên số điện thoại giúp em ạ. 295.000 một cặp. 295, 2 cân, 2 lít. Mỗi chai 1 lít, 1 gội 1 xả. Dùng con này siêu sướng luôn, có tiền cứ dùng sang loại này cho em. Tóc khỏe tuyệt vời luôn, kem đánh răng 85. Em xin số điện thoại ạ. Lên cho em Salon Linh được chị Vũ Thị Xuân ok nhá. Áo treo sau là lộc 7 giúp em nhá. Ừ soạn đi em ơi. Lên cho em là Salon Linh lên số cho em mã này được chưa mọi người ơi. Thả tim lên nha các bác nha. Nhìn nó em này 295.000 một cặp ngày trước. Chính em bán luôn này các chị này. Chính bọn em bán luôn là bao nhiêu tiền các bác? 350. Em chạy suốt mã này một đợt mà 350. Bây giờ còn 295 bớt được 55.000 nữa. So với giá trong Tết thì tội gì không mua. Riêng em này ạ,
tóc chắc khỏe, ít gãy rụng hẳn luôn nha các bác nhé. Đặc biệt chị nào mà mới sinh xong các bác ơi. Đấy, mới sinh xong nha các bác nha. Hoặc là chị em nào mà tình trạng tóc gãy rụng thử sang em này luôn ạ. Chân tóc nó rất là khỏe nha mình nhá. Lên cho em là gì ạ? Cái quên rồi, cái gì nhỉ? Dầu gội Nhật hoặc là lên cho em là dầu gội Salon Linh cũng được, như là chị Xuân comment cũng được. Dầu gội Nhật nhá, 295 một cặp. Đắt nhưng mà nó dùng sướng, so với dầu gội của mình nó nhìn hơn một xíu thôi các bác ơi. Em này chuyên dụng cho các salon bên Nhật nhá mọi người nhá, nó rất là nổi tiếng luôn. Em sang mã tiếp theo cho mọi người. Thả tim lên các tình yêu ơi. Cái này sẽ là cặp lồng em sale tặng nốt để nghỉ nhá mọi người ơi. Không dán giá ở đây em ơi, lâu lắm rồi bán chả nhớ bao nhiêu tiền. Mọi người ơi, lên cho em là cặp lồng lên số điện thoại cho em nè mọi người ơi. Cặp lồng lên số điện thoại giúp em nha. Cặp lồng ạ, cặp lồng 4 tầng luôn đấy mọi người ơi. Cặp lồng 4 tầng nhá, dùng con này tiện cực kỳ. Một khi đã gì mọi người cần thì lại gì ạ, tìm không có. Nên tốt nhất là trong nhà nên trữ một cái. Đấy, nhiều khi là mang cơm đi đâu đấy hoặc là mang cơm vào viện ABC nọ kia đấy, tùy mọi người nhá. Nhà không có thì tốt nhất nên vẫn mua lấy một cái. Con này rất là sướng luôn này. Rồi ok cho mọi người ơi, em bán tặng mọi người 85.000 một cái loại đẹp nhá mình nhá. Lên cho em là cặp lồng lên số điện thoại cho em. Đấy SLL nhá. Ok chị cái Đinh Nhung tí báo nhân viên là chị lấy dầu gội đầu Nhật Salon Linh nhá. 85.000 một cái loại đẹp luôn. Bên trong mặt bên trong sẽ là inox hết nha các bác nhé. Rất là sạch, inox 304 cho mọi người này. Cực kỳ sạch luôn. 4 tầng tất cả. Lên cho em Phú Pháp mã này là gì? Cặp lồng. Cặp lồng xịn kèm số điện thoại cho em. Không mua nhiều nên khỏi phải lăn tăn về giá. Không mua nhiều đâu các chị ơi. Mọi người mua bao nhiêu? Mua bao nhiêu cái? Cái này mọi người kéo kim mọi người chỉ mua có một cái nhà. Mua một cái, hai cái thôi, không mua nhiều đâu các chị. Cái này thì muốn mua hai cái cắt vòng thành một đấy cũng được. Đấy mình đắp vào thành hai cái 8 tầng cũng được. Quá zip luôn. Lên cho em nhá, đây này, mỗi tầng này thì các bác lại đựng được gì? Được thức ăn là từng ngăn một và cơm nha các bác nha. Lên cho em mã này là gì mọi người ơi? Cặp lồng kèm số điện thoại cho em, 85.000 cho một cái. Cặp lồng ạ, chị lấy kem đánh răng ok tình yêu. Cặp lồng kèm số điện thoại cho em nha. Thả tim lên giúp em phát tình yêu ơi. Thả tim thả like lên cho em nhá mình nhá. Cặp lồng lên số điện thoại giúp em. 85.000 là mua một cái thôi các chị. Gia đình mình thì không cái này không có mua nhiều, nó không giống như những sản phẩm đặc thù khác. Những sản phẩm khác thì cứ hết lại phải mua, những cặp lồng đâu có hỏng đâu các chị. Cứ mua lấy một cái thôi, để đấy nhiều khi là cần dùng nha các chị nhá, hoặc là mang cơm đi làm cũng được này. Cái này sẽ là 4 tầng giúp em này. Mỗi một cái tầng này nó sẽ là kiểu là cái răng của nó rất là chắc đấy mọi người ơi. Cặp lồng kèm số cho em nhá, ở trên là có quai sách này. Cặp lồng lên số điện thoại này có cả cái nút mà gọi là để cho thức ăn nó không bị hấp hơi ấy các chị ơi. Đây nhìn hộ em mã này ạ. Cặp lồng nhá, 85.000 một cái. Kem đánh răng thông đỏ em xin số điện thoại này. Cái này dồn đơn hợp lý. Đấy dồn đơn nhá mình nhá. Bình thường mọi người mua 120 đó các chị ơi. Nếu loại đẹp như này nhá, em sẽ bán nốt cho mọi người là 85.000 một cái ạ. Mình vừa xem vừa thả tim giúp em nhá. Vừa xem vừa thả tim thả like lên nhá. Ok cho mọi người. Nào chốt sớm giúp em này. Em lên một mã tiếp theo rất là yêu mình. Collagen Sakura nha các bác nhớ, uống là trắng, uống là trẻ và uống là đẹp được chưa mọi người. Đây nhìn hộ em với mã sản phẩm này, thành phần của nó gì mọi người ơi, hàm lượng collagen là 6000mg nha các bác nhé. Cái hàm lượng collagen nó rất là cao nên các chị em mình dễ hấp thụ hơn, mà dễ hấp thụ thì càng ngày càng đẹp hơn. Vì là sau 25 tuổi những chị em nào bổ sung collagen quá muộn, sau 25 tuổi bổ sung collagen quá muộn thì các bác có bôi bao nhiêu, các bác có bôi kem chống nắng bao nhiêu, các bác vẫn xuất hiện nám và tàn nhang nếu bổ sung collagen quá muộn. Ok chưa mọi người? Đặc biệt là sau 25 tuổi. 125.000 một set. 2 set em miễn phí ship. Hàng chính hãng chuẩn chỉ cho các bác. Hàng này thì nói chung là nhiều dòng, nhiều loại, nhiều dòng lắm chị, nhiều mức giá lắm mọi người ơi. Cứ phải hàng chuẩn cho các chị em mình luôn. Collagen yến mọi người ơi, collagen yến là uống là trắng, uống là trắng hồng, uống là căng mọng nha mình nhá. Lên cho em là collagen, collagen yến giúp em. Collagen Sakura Net giúp em mã này. 125.000 chúng ta uống được 1 tuần. Và từ 2 set em miễn phí ship. Và cái thời gian uống em này sẽ từ 3 đến 6 tháng xong rồi nghỉ. Như em bình thường ngày xưa lúc em chưa bầu thì em hay uống là 3 tháng xong em nghỉ 1 tháng xong em lại uống lại. Nhá, collagen là không uống thông năm đâu các chị. Đấy người ta hay hướng dẫn các bác là uống 3 đến 6 tháng một đợt, nhưng mà thường người ta hay uống 3 tháng xong nghỉ 1 tháng cho chị cái cặp lồng ok tình yêu. Mã này lên cho em là gì mọi người? Collagen yến kèm số giúp em. Ai lấy 2 set thì được miễn phí ship từ 2 set trở lên. 2 set, 3 set, 4 set vì 4 set mới dùng được 1 tháng. Hai set mọi người dùng được 2 tuần thôi, nhưng dùng 2 tuần đã đẹp rồi, dùng 2 tuần đã gì? Đã thấy gì ạ? Da và tóc và móng cải thiện rõ rệt rồi thì các bác quay lại mua tiếp.
vì là mình hợp loại này. Nhưng em đảm bảo loại này các bác sẽ nhận thấy sự thay đổi. Vì là một số những các bạn bình thường thì hàm lượng collagen của nó sẽ là 2.000 đến 3.000 mg, như loại này sẽ là 6.000 cho các chị nhá, mình nhá, 6.000 mg và rất nhiều những cái thành phần khác bên trong, ví dụ như là gì, thành phần làm trắng da glutathione này, có cả vitamin C rồi yến xào, cao hồng sâm, cao sâm tố nữ, nó rất là nhiều các bạn, các những cái thành phần dưỡng chất trong đây nhá mọi người nhá. Đấy, nói chung là tăng độ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da. Mã này lên cho em là collagen yến đấy, lấy mấy set báo em, hai set đã miễn ship rồi. Cái chị mà làm việc nhà cho nhà em ấy các bác, mặt bá rất nhiều nám, hai gò má cho các bác nhá. Đấy, uống em này các bác bớt rất nhiều, mặt rất là trắng, rất là hợp luôn đấy các tình yêu, rất là hợp. Em bầu bây giờ em dừng rồi, còn ngày trước đấy thì em uống cực hợp con này luôn. Con này hàm lượng cao, nhiều khi mình tìm collagen hàm lượng cao vì mình còn phải trừ đi cái nhiều khi là cơ thể mình nó hấp thụ ít nhá các bác nhá. Đấy, được chưa mọi người? Áo đang mặc mã là lộc 7 chị cái ơi, à lỗ 7 cho em, lỗ 7 nhá mình nhá. Em lên mã tiếp theo cho mọi người, thả tim lên các chị ơi, thả tim lên giúp em phát. Ủi set này bán nốt này, set này kỷ niệm rẻ lắm luôn này các chị này. Một em son nhé mọi người ơi, son này hàng chính hãng luôn nha các bác nhé. Em bán tặng Tết nốt này các bác này. Áo em mặc lỗ 7, em bán tặng Tết nốt này các chị này. Nhìn hộ em tình yêu ơi, này có cái hết pin em ơi. Nhìn hộ em này các bác này. Này màu của nó xuất sắc luôn nha các bác nhé. Son lì không trôi nhé mọi người ơi. Son lì không trôi, đánh màu đẹp lắm. 88.000 một set tặng cả túi đeo luôn. Bán nốt, ngày trước là 199.000 đó các chị, 199 nhá. Bây giờ em bán nốt này, em có cam san hô này, em có màu đỏ thuần ruby này. Đấy, toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Cả cam đất cho chị nào thích này. Đấy, tùy mọi người nhá, cả okay. Cam đất này. Nói chung là rất là, màu nó rất là tự nhiên. Riêng em này lên cho em là gì, set son kèm số điện thoại giúp em, 88.000 bán thành lý nốt. Set son cho mình nhá, đếp 2025 ạ, tháng 6 hay tháng 8 2025 ạ. Ok mọi người ơi, lên cho em mã này là gì mọi người? Set son kèm số điện thoại giúp em. Nào nhanh tay giúp em mã này. Ba thỏi lận, ngày trước là 200. Bán rất rẻ rồi, khách rất là thích mã này. Mà bây giờ nó chỉ còn có bao nhiêu tiền thôi mọi người? Chỉ còn có 88.000 số đẹp đầu năm em bán tặng tri ân. Set son kèm số giúp em, 88.000 ba thỏi luôn mà ba màu khác nhau nhé mình nhá. Ba màu khác nhau luôn các chị gái, mà đánh nó rất là lì và không trôi. Em này ăn uống tẹt ga, live stream 3-4 tiếng này các bác nói chuyện thoải mái cho em. Comment cho em là set son kèm số điện thoại qua mã luôn các chị. Được thêm một cái túi đeo nha các bác nhá. Dạ. Ok, chờ vợ tí nhá. Dồn đơn set son giúp em, mở hàng kiểm tra toàn bộ cho em. Ai nhanh thì có cho mình ơi, thả tim lên giúp em với mọi người. Thả tim lên nha các bác nha. Một set tiếp theo, cái này không có bình, có thường đựng mở rồi em ơi. Không. Đấy. Lên tiếp nhận số con này em bán thanh lý nốt. Các chị ơi, thanh lý nốt hết là hết sạch luôn. Hết da rồi em ơi, chỉ còn tím với cả đen thôi. Em còn 34, 36 các chị ơi. Con này em bán vừa cho nhé. 34, 36. Các chị ơi, size 34, 36. Áo lót chống tụt gen các chị ơi, xịn lắm luôn ý, hàng hãng cao cấp luôn nha các chị nhá. Em còn mỗi đen và tím size 34, 36. Mua ủng hộ em nốt cho hết nhá. 34, 36 này. Nghe em này các bác, mua lẻ 220 một cái. Em bán tặng combo 99.000 hai cái. Đi từ hai cái như một cái em chịu nhá, 99.000 hai cái. Mọi người ơi, lên cho em mã này luôn các bác ơi. Lên cho em gì ạ? Xả lót gen kèm số điện thoại. Xả lót gen kèm số cho em này. Cái áo này các chị có thể bỏ cái dây ra làm áo chống tụt được, nghĩa là không cần mặc áo dây luôn. Không cần mặc dây, hàng hãng cao cấp nha các chị nhá. 220 một áo, bây giờ em thanh lý 99.000 hai áo. Nhìn cho em này, độ đẩy bên trong này, hỗ trợ nâng đẩy tuyệt vời, không cần dây áo, áo vẫn nâng, vẫn được nâng, ngực vẫn được nâng mà gì mọi người, mà rất là chắc chắn nha các bác nha. Lên cho em là gì ạ? Xả lót gen giúp em bán thu hồi tiền nốt. Xả lót gen giúp em mã này, rẻ lắm các chị ơi. Đấy, chán thật sự luôn đấy mọi người. Xả lót gen nhá mình nhá. Này, cái quai của nó cực kỳ chắc chắn này, rất là mềm. Mặt bên trong tráng silicone này các bác này, hai đường silicone, càng ra mồ hôi nó càng bám vào người, không bao giờ bị tụt nhá. Xả lót gen em có 34 36 thôi. Còn thế này em mới thanh lý 50.000 một cái. Bình thường em bán con này em bán vui 120 khách mua mầm. Em bán 120.000 đấy, khách mua rất là nhiều mã này. Mà bây giờ em bán 50.000 thôi các chị. Nên các bác biết là gì, nó bị hết size rồi nhá mọi người nhá. Hết size. Em còn đen và tím ạ, em còn đen và ghi tím ạ. Đen và ghi tím giúp em nhá tình yêu nhá. Con này thì thôi siêu đẹp, mặc nâng ngực tuyệt vời, xả lót gen giúp em mã này, hết hàng tình yêu ơi. Đấy, 34 36 em bán combo 99.000 hai nốt thu tiền nhá.
nhanh tay ạ, 99.200 ạ. Trời ơi chán luôn, lô này mà bác nào mà mua cái áo này nhớ nhau luôn. Xong đến lúc mặc hỏng rồi là em ơi còn cái lót ren không, lúc đấy nó hết rồi. Chị nào mà cảm giác ưng các bác mua đấy 3, 4, 5, 6 cái luôn. Đằng nào cũng một công mặc áo lót này cứ 2-3 tháng lại phải thay rồi. Các chị không mặc được lâu nhá vì nó đảm bảo độ vệ sinh nhá. Lên cho em là chị xả lót ren đây ạ, em có 34, 36 thôi nha. Chính vì em hết 38 chứ nếu mà còn 38 em bán 120 một cái luôn đấy. Ở ngoài người ta bán 220 cơ. Mã này đi vào siêu thị 220 cơ. Dày dặn xịn cực luôn. Riêng em này ạ, dày dặn siêu xịn này. Các chị nhìn cho em này, quai tiếp tất cả chắc chắn, dây mút chắc chắn xịn luôn. Xả lót ren em hết hàng chị ơi. Còn đen tím bán thanh lý 50.000 một cái nhá mình nhá. Đi từ hai cái. Combo 100.000 hai cái. Qua mã em ơi, thả tim lên cho em phát các chị. À, tìm lên đó mọi người ơi, 15-20 phút nữa. Một mã tiếp theo các bác ơi, lên cho em là gì ạ, giảm mỡ của Nhật, lên số cho em. Ai mua gì để lại số nhá. Giảm mỡ Nhật kèm số điện thoại. Các chị ơi, giảm mỡ Nhật kèm số cho em nhá. Riêng với mã giảm mỡ này các bác hình dung cho em là gì ạ, em về lại được cân nặng ngày xưa cũng là nhờ cái em giảm mỡ này. Mà gì em vẫn đủ sức khỏe để đi làm, chứ em không dám uống giảm cân. Uống một số loại giảm cân nó rất là mệt, tim đập nhanh, được chưa mọi người ơi. Đấy rồi thì hoa mắt chóng mặt, không có đi làm nổi, không có sức mà làm các chị. Đấy là một số loại giảm cân nhé. Còn em nói luôn, em này sẽ là giảm mỡ của Nhật Bản an toàn tuyệt đối. Đấy với cơ chế gì mọi người ơi, nó chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng nhá mình nha, chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng nên là gì mọi người vẫn có sức khỏe đi làm bình thường, mà cân nặng của mình, cái mỡ thừa của mình nhá, ví dụ mỡ bắp tay khó giảm, mỡ đùi khó giảm thì nó cứ dần dần nó nhẹ đi nhá. Bớt nhá, em bán 150.000 một túi, uống 2 tháng lận các chị ạ. Giá nó rẻ vì là gì mọi người ơi, đấy ok chưa, số lượng lớn uống tận 2 tháng, loại này chỉ là trà đó các chị ơi, an toàn, thảo mộc 100% và gì ạ, của Nhật Bản thì yên tâm về chất lượng rồi đúng không các chị, hàng nhập khẩu tem phụ cho các chị. Lên cho em là gì mọi người ơi, mã này lên cho em là gì ạ, giảm mỡ Nhật ạ, giảm mỡ Nhật ạ, trà giảm mỡ Genpi nhá mình nhá, trà giảm mỡ Genpi giúp em. Mã này thì bầu bây giờ em không uống nữa, chị em nào cai sữa xong mình lại uống về cân bình thường và kết hợp với cả ăn uống cho em để xuống siêu nhanh luôn nhá các chị nhá. Đẻ xong em 62 cân và đợt vừa rồi em về lại 53 cân như ngày xưa. Thì bây giờ em mới lại bầu đứa nữa nhá mọi người nhá. Lên cho em là gì mã này ạ, giảm mỡ Nhật chị ơi. Mua thử một gói uống lấy 2 tháng thì cảm giác người nó nhẹ nhõm, bụng nó nhẹ hơn. Đấy thì các bác gì quay lại mua tiếp cũng được. Còn đâu khách nhà em toàn mua combo 2. Đợt ý là em giảm được mấy cân nhưng mà em phải giảm lâu đấy các chị. Mình giảm từ từ thôi các bác, chứ không có cái loại nào mà uống một tuần nó xuống là 5 cân thì chịu, có mà đi ý các bác. Có mà đi vào lòng đất luôn mọi người, nhân nên là không có đâu. Còn nếu mà có là nó rất là hại cơ thể nhá mình nhá. Con này lên xem giảm mỡ Nhật 150.000 một túi và uống được 2 tháng, ở trong đây nó có gì ạ? 60 túi lọc, mỗi ngày uống một gói thôi các chị gái ơi. Uống một gói giúp em các bác nhé. Mọi người hãm như trà bình thường, bỏ lớp nước đầu xong rồi hãm như trà bình thường, uống bình thường đâu. Đấy lên xem giảm mỡ Nhật em qua mã các chị ơi, thả tim lên cho em nào mọi người. Lên một mã tiếp theo chuẩn bị vào xuân nhá, tinh chất tỏi em bán tặng nốt này. Em bán tặng nốt này các bác ơi. Cái này đét hơi ngắn em ơi. Đết hơi ngắn cho bỏ đi em. Đấy mấy những cái gì mà đết nó sát quá rồi, chịu. Hủy luôn. Hủy luôn ạ. Không bao giờ bán, bỏ mã đấy đi. Bỏ mã đấy đi. Mã đấy đết nó còn có mấy nữa đâu. Hủy nốt. Sang tiếp, An Phế các bác ơi, An Phế tầm giờ bán lỗ như mình nhá. Uống có phải ăn kiêng không chị gái? Nếu mà chị ăn heo thì được thì xuống cực kỳ nhanh. Đấy, còn đâu nếu chị ăn uống bình thường nó sẽ gì ạ? Hạn chế cái việc hấp thụ những cái chất béo cho chị. Được chưa mọi người nhá mình nhá. Còn đâu để mà như em nhá, em vẫn ăn uống bình thường, có cái đợt mà em chưa bầu ấy em vẫn uống cái đấy mà em vẫn ăn uống bình thường thì phải thì gì thì em muốn em giữ cân thôi, có là mình vẫn nạp vào bình thường mà mình vẫn đào thải ra bình thường thì uống để giữ cân để đi quay, uống để cứ 5-3 cân mãi, chứ có phải là em uống để em xuống 40 cân thì chết em mà đúng không các chị cả. Đấy, tùy vào chế độ, nhưng mỗi lần nếu mà em vẫn ăn kiêng được, ăn kiêng ở đây nhiều khi là ăn heo thì thôi các chị ơi, chứ không hẳn là kiêng khem khổ sở hay như ăn chay đâu. Giữ cân đấy, đấy ok chưa mọi người, mà mình mà kết hợp được cả ăn uống và cả tập thể dục nữa thì gọi là xuống siêu nhanh mà kiểu xuống an toàn này các chị. Đấy, lên một mã tiếp theo, An Phế hỗ trợ giảm ho và tiêu đờm nha các bác nhé. Riêng em này nhà nó có con nhỏ cực kỳ nhạy, và chị em nào gặp những cái tình trạng gì mọi người ơi, đấy ho này, ho dai dẳng lâu ngày này các bác này, uống em này cực nhạy, em còn ít em sale nốt nha các bác nhé. Mã này An Phế ạ, ngày trước là 185.000 một set, em thanh lý nốt là 99.000 nhá, đết 2025 nữa chị. 99.000 uống cái này nhạy lắm, chị nào mà nhà con nhỏ mua mã này này. Đấy hàng này vẫn hàng chính hãng công ty nhá các bác nha. Thành phần cấu tạo ở đây này các bác này, em liên tiếp công dụng này, công dụng em này hỗ trợ giảm ho và giảm đờm nhá, giúp giảm đau rát họng và khản tiếng do viêm họng và viêm phế quản nhá các bác nhá. Đấy đây này, trẻ từ 6 tháng đã dùng được em này rồi, An Phế này cực kỳ nhạy luôn các bác ơi. Bớt ho luôn và ngay luôn nha các chị nha. Cái thời điểm dịch đợt em bị Covid thì em chỉ dùng cái này thôi. Lên cho em là An Phế, lên số điện
thoại em sale nốt 99.000. 99.000 đết 2025 còn lâu cơ các bác. An Phế dồn đơn giúp em ạ. An Phế lên số cho em ạ. À, em này sẽ là thực phẩm chức năng hỗ trợ thêm cho các chị em mình nhá, hỗ trợ điều trị thêm cho các chị. Đấy, vì những ai mà ho nhiều các bạn, ho nhiều mất tiếng khản tiếng này, đợt bị Covid này, bị những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp mấy họng này các bác này, ví dụ như da xuân này này, hay rất là hay bị kiểu cảm cúm rồi họng này, viêm họng này, rồi thì mọi người ho này, các bác này dùng xem này luôn, toàn bộ thiên nhiên, toàn bộ hết nha các bác, thiên nhiên hết luôn cho các bác này. Đây nó có tất cả thành phần ở trong đây các bác ơi. Đến 2025 còn lâu ạ, tháng 3 2025 nhé. Đấy, sản xuất là công ty dược phẩm nhé, hàng chính hãng luôn nhé. Lên cho em An Phế, cái này là em nói thật là em thu tiền đấy. Con này dưới giá nhập luôn. Nói điêu mất lọc luôn, nói thẳng luôn mã này An Phế, vì bọn em bán là 185 mà, đợt cao điểm dịch là bán 185 hay 205 mà em chả nhớ mã này cơ. Không có dán giá ở đây. Đợt dịch em bán nhiều lắm, 2021 thời điểm 2021 2020 bán con An Phế là cực nhiều luôn đấy. Thời điểm dịch còn không có An Phế mà bán mà giả đơn nhé các chị nhá. Đấy 185 hay là 205. Loanh quanh ở mức giá 200, bây giờ em sale nốt 99.000 cho những chị nào chuẩn bị vào mùa xuân thôi. Hoặc là vào mùa xuân mình bị một số những đường hô hấp, mình có thể là uống hỗ trợ thêm. Cái này thì rất là nhạy đấy các bác ơi. Nhớ mình nhá. Ok chị gái Đê Hoa, em lên mã tiếp theo. Mọi người ơi, sang một mã tiếp. Mã này em sale nốt rồi các bác ơi. Lên trên là bình 2 lít kèm số cho em ạ. Bình chia vạch, bình chia vạch các chị em ơi. À, một trong những cái bình mà gì ạ, được quá nhiều người dùng luôn mã này. Mã sản phẩm này nó cũng chỉ là một cái bình bình thường thôi. Nó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường thôi. Mà tại sao giá nó lại vậy, mà tại sao là người ta lại mua nhiều và dùng nhiều? Bởi cái lý do nó có chia vạch ở trên đây, nó sẽ thúc đẩy các chị em mình, nó sẽ cổ vũ các chị em mình uống đủ 2 lít nước một ngày. Thì trước khi vào cái bình này thì em nói qua cho mọi người biết là gì ạ? À? Cái việc uống đủ 2 lít nước một ngày nó là gần như là bắt buộc, mà nó gần như là gì, khuyến cáo chị em nên như vậy. Các bác tại sao nên như vậy này? Bác nào muốn làm đẹp da này, chị nào muốn có một sức khỏe tốt này, khỏe mạnh này, đấy, cơ thể được thanh lọc này, các bác uống đủ 2 lít nước một ngày cho em. Khi các bác uống đủ 2 lít nước một ngày, các bác sẽ cảm nhận khác biệt giữa việc các bác ít uống nước cho các bác nhé. Đấy, ok cho mọi người uống đủ 2 lít nước ạ. Da rẻ rất là đẹp này, hỗ trợ cả giảm cân nữa chị em này. Cơ thể lúc nào cũng được thanh lọc tươi mới này, da rẻ căng tràn này các bác nhé. Nên uống đủ nước giúp em. Cái bình này các bác là chỉ là một cái bình 2 lít bình thường thôi, nhưng mà gì mọi người, nó có hỗ trợ chia vạch ở đây. Và nhắc các chị em thời điểm uống nước nhé, em bán tặng 90.000 một bình nha các bác. 90.000 một bình em bán sale nốt cho các bác nha. Lên cho em một đợt em bán là 125 mà, bây giờ em giảm nốt 90 như mình nhá. Đây ạ, nó sẽ chia theo cái mức nước này và chia theo cái thời gian để các bác uống này. Từ 7 giờ sáng cứ cách 2 tiếng là các bác phải uống được bao nhiêu nước. Đấy, 3 giờ chiều là các bác sẽ uống xuống dưới này, và 9 giờ tối là các bác đã hoàn thành xong một bình 2 lít nước. Cái này phù hợp với chị em mình mang đi làm, cho con nhỏ mang đi học cũng ok. 2 lít nước một ngày cho các bác nhé, để da rẻ và sức khỏe căng tràn nhé mình nhá. 90.000 một bình thay vì 125.000, vì cái dòng này là dòng loại 1 của nó luôn, vì loại này có loại 2 rất là rẻ. Đấy thì em vẫn nhập loại nhựa dày đẹp và an toàn cho mọi người. Mã này lên trên là bình chia vạch. Bình nhắc uống nước ngày xưa mã là bình nhắc đấy, còn bây giờ sẽ là bình chia vạch giúp các chị em này. Cái phần trên của nó, cái nắp của nó này cũng rất là hiện đại nha các bác nhé. Các bác chỉ cần ấn ở đây này, được chưa mọi người ơi, ấn vào đây này. Đấy, bóp cái này là nó lên này, xoáy chặt cho em này, bóp vào nó lên này. Đấy, rất là dễ uống này, được chưa mọi người. Lên trên là bình gì ạ? Bình chia vạch. Bình chia vạch giúp em nhé. Đấy, ok chưa. Bình chia vạch kèm số điện thoại cho em 2 lít, có quai sách, phù hợp với việc mang đi tập và dân văn phòng. Dân văn phòng hoặc mang đi tập nha. Bình chia vạch lên số cho em 90.000 một bình, thả tim lên cho em mọi người. 90k một bình nha. Em lên một mã tiếp theo. Mã này nhà em lúc nào cũng có luôn các chị. Lên cho em cú pháp là gì ạ? Khăn đa năng. Khăn đa năng các chị ơi, khăn đa năng em này này, không để lại lông. Rất là mềm, phù hợp với cái gì các bác? Lau mặt bàn bếp, lau bếp ga, lau hút mùi, lau xe cộ để ở trong xe. Đấy, lên cho em mã sản phẩm tiếp theo. Khăn đa năng. Lên nào bếp luôn, chứ em chưa lên hết đâu các chị ơi, phải để buổi khác, và tí Giang chụp ảnh thì em up sau nhá mọi người nhá. À, em sẽ up ở trên bài nhá mình nhá, vì là không mặc kịp được các chị. Lên cho em này, khăn lau tay rất vừa phải. Đấy, ok chưa mọi người, nhìn hộ em mã này nhá. Chốt cho em mã sản phẩm này luôn là gì mọi người, khăn đa năng kèm số điện thoại giúp em. 60.000 em bán cho các bác 30 cái lau tẹt ga và dẫn giặt lại được. 60.000 30 cái. Các bác nào thích dày thì có thể dùng hai cái này lau bảng cũng được. Đấy, hoặc là chị em gì ạ, lau xe, lau cộ, lau yên xe, để lên 5 cái ở trong cốp xe các chị. Lau yên xe những cái lúc mưa xong ấy, làm gì có cái khăn nào mà lau. Cái lau này siêu thấm, cái khăn này siêu thấm luôn. Với khăn đa năng này các bác ơi, ở trong những cái hệ thống của Miniso với cả những cái hệ thống mà bán đồ Nhật ấy, các bác ơi, đấy những cái hệ thống đấy nhưng người ta chỉ bán cho các bác thì như em nhớ nhầm 8 hay 10 cái thôi mà đã năm mấy nghìn rồi nha mọi người nha. Không có rẻ đâu mọi người ơi. Người ta bắt mát vào là xong. Đấy, lên cho em mã này ạ. 60.000 30 cái dùng đến bao giờ hết các chị. Mình chỉ bỏ ra 60.000 một lần thôi. Bỏ ra 60.000 một lần duy nhất trong đời thôi.
lau tẹt ga đây này. Đây em mới dùng hết 10 cái này, còn 20 cái nữa cất đi ở trong tủ ấy các bác, lúc nào lại lôi ra lau tiếp. Lau mặt bàn, lau mặt bàn bếp, lau bếp ga, lau hút mùi, lau tủ lạnh, lau xe, lau cộ, vệ sinh những cái nơi các bác thích nha các bác nha. Lên trên là khăn đa năng nhá, ok cho mọi người. Thả tim lên ạ, à, dồn đơn cho em nhá. Mã này bác nào đang có đơn thì dồn, nói chung là như vậy. Đấy, bán nốt cho mình nhá. Bán nốt cho mọi người ơi. Em lên một mã tiếp theo. Ui, con này hôm nay tầm giờ bán rẻ hết các chị ơi. Bán tặng hết mọi người luôn này các bác này. Chip hoàng hậu kèm số điện thoại. Chip hoàng hậu chị ơi, cái quần chip này chuyên cho những chị nào mông to đùi to này, muốn mặc chip mềm mềm này các chị này, muốn mặc chip giãn này, chuyên cho bác là mông to đùi to nhá. Em bán tặng mọi người hôm nay mã này mua lẻ 25.000 30.000 một cái nhá. Em sale đậm sâu các bác 9.900 đồng một cái luôn, 99.000 một cả bịch luôn. 99k cả bịch ạ. À, mềm lắm ấy các chị ơi, quần này mỏng nhẹ cực kỳ luôn. 99.000 cả bịch nhá các bác nhá. Đây này, mua cho các bà quần này mặc cũng sướng luôn, mua cho con đi học, mua cho các bà ấy, ví dụ mẹ của mình hoặc mẹ chồng các thứ các bác. Nhiều khi các bà đến tuổi các bác chỉ thích mặc những quần chip giãn thôi các chị ơi. Quần mà bó bó ren rủng là các bà không thích đâu nha. Lên cho em mã này là chip hoàng hậu. Tên của nó hơi buồn cười nhưng mà tên nó thế các chị. Chip hoàng hậu như kiểu cái vân hoa nó rất là sang ấy mọi người. Chip hoàng hậu lên số cho em nhá, 99.000 10 cái cho mọi người. 10 cái nha mọi người. Không phải 5 cái đâu nha mọi người. Nghe nó kiểu nó bị sốc luôn đó các chị. 99.000 là 10 cái cơ mọi người. 10 cái nha, không nghe nhầm đâu các bác. 10 cái quần luôn ấy. 99k 10 cái quần. Đấy, khổ lắm, nguyên tất cả như này. Chip hoàng hậu và chip HH cho em cũng được. Vì là đặt tên từ cái nhà sản xuất luôn. Từ bên phía đầu Quảng Châu luôn, nó gọi thế nên bây giờ bọn em mua về bọn em cũng gọi thế luôn cho nó dễ nhá, cho dễ nhớ mã nhá. Đấy, lên trên là chip hoàng hậu. Kèm số giúp em 10 quần 99k. Không bao giờ mua được ở đâu trừ các bác mua buôn, đúng không mọi người? Chứ còn nếu mọi người mua lẻ quần này nhá, có những cái loại mà rẻ rẻ nhất trên đời thì luôn 20.000 một cái quần rồi. Đấy là còn đi mua lẻ ở chợ này, mua lẻ ở siêu thị này, mua lẻ ở các cửa hàng ấy, ít nhất phải 20.000, 100.000 năm cái đã là quá thời đáng rồi các chị. Không bao giờ người ta bán được bác chip mười mấy nghìn đâu các chị. Em bán nốt 9.900. Có một cái đó là các bác là mua cả chục thôi thì dùng được lâu hơn. Đấy, lên cho em là chip hoàng hậu kèm số cho em với mình nhá. Những cái mã này em bán quanh năm nhá, lúc nào cũng có nhá, hỏi lúc nào cũng còn nhá các bác nhá. Đấy, chip hoàng hậu cho em là các chị này. Đây, nhìn hộ em phát nhá, co giãn 4 chiều mềm lắm, nói chung là mặc như không ấy. Mặc cứ 2 tháng lại thay thôi, mình bỏ 3 cái ra mặc 2 tháng lại thay. Màu tím này, bảng màu của nó sẽ có tím, có xanh, có cam, có da. Hết màu, có xám nhá mình nhá, mỗi màu 2 cái. Tổng bảng màu 10 cái sẽ 5 màu. 5 màu mỗi màu 2 cái, ok chưa? Chip hoàng hậu qua mã nhá mình ơi, thả tim lên cho em với mọi người. Làm nhanh tay giúp em. Áo lót lá kèm số điện thoại. Siêu phẩm các chị ơi, mua con này này, con này đúc. Bác nào ở đây quen mặc áo lót đúc sang cái loại để cho em, lót lá này fake rất nhiều luôn các chị, khổ lắm. Mình cứ bán hàng loại đẹp nhưng mà thị trường nhiều khi là bán những cái loại bom ấy, khổ. Những cái loại mà kiểu là xỉ lẫn lộn ấy, thanh lý ấy. Khách lại không biết nhá, cái dòng lót lá này các bác này. Nhìn hộ em này, dòng lót lá dòng cao cấp luôn nha các bác nha. Đây, em bỏ cái này ra, nó là gì ạ? Nó là in nhiệt. Nhìn hộ em này, lót lá loại 1 nhá. Cái xù của nó rất là chắc chắn, lên cho em ạ. Mặc cạp có cao không cạp cao tí sang em cho chị sao mã tiếp theo. Lên cho em ạ, đây có đấy là cạp vừa đó chị, nó trùng qua rốn mặc ôm che bụng tốt. Đấy, lên cho em mã này. Áo lót lá kèm số điện thoại giúp em. Mã này đắt nhá. Mã này mọi đợt em toàn bán là 150 hai cái đấy. Là còn rất là rẻ rồi đấy nhá mọi người nhá, giấy là rẻ lắm rồi đấy. Đấy là bình thường là em bán ấy, năm nào em chả bán cái lót lá này. Hàng này hàng xu loại 1 nhá các bác nhá. Hàng này có hàng pha kè rất là nhiều nhá. Nhìn hộ em này các bác này, em bán tặng mọi người khi mọi người mua cả đôi. Mua lẻ cái này vẫn 120, 130 nhá. Mua lẻ vẫn 130 bình thường, được chọn cả màu luôn. Đấy, em chốt này. 118.000 hai cái. 118.000 hai cái, không nghe nhầm đâu các chị. Rẻ lắm luôn các chị, 118.000 hai cái. 118.000 hai cái lận. Đấy, tùy mọi người thôi. Đây, nhìn hộ em này, mặc con này mới là sướng này. Lót lá loại 1 nhá mình nha. Cái này loại chuẩn nha. Mọi năm em bán 150 một đôi đấy. Là 75.000 một cái đã quá rẻ rồi, khách thích lắm. Con này thì đẩy độ nhiều, con này phù hợp với mặc thì mọi người mặc đi làm đẹp, mặc kiểu sơ mi lụa các chị, nó không lộ nha các bác nha, nó không bị đẩy cái ngực ra. Đấy, em này mọi người ơi, su đúc toàn bộ nhá, không đường may cho các chị nha. Mặc không bị cấn nha mình nha, không có gọng chị ơi, quả của nó rất là chắc chắn và dày dặn nha mình nhá. Mặc tôm ngực đẩy ngực nhá. Những chị em nào gặp tình trạng chảy xệ mọi người ơi, thì vào mã này. Lên cho em là lót lá mấy cái. Lót lá 118.000 hai cái, có 6 mấy nghìn một cái đâu, 5 118.000 khéo kiểu trước đến 60.000 là 59.000 một cái. 59.000 một cái. Các chị này, các chị mua 120 đấy, về đây mua 59 nhá. Lên cho em mà lót lá lên số điện thoại cho em, thực ra là nó là cái lông vũ à.
Đấy nhưng thôi gọi là lót lá để cho dễ hình cái lá nha các bác nha. Đấy lên cho em lót lá nhá. Nâng độn chị ơi, cái này chống chảy xệ rất là tốt. Chị em nào mà ngực chảy ấy, mua cái này mặc lúc nào cũng ngồn ngộn lên nhìn nữa. Nhìn đã thấy giống Giang rồi các bác nhá. Lên cho em là gì mọi người? Lót lá. Lót lá kể số điện thoại cho em nhá. À, cuộc đời Giang chưa bao giờ biết ngồn ngộn là gì luôn ấy. Lên cho em mã này cho các bác nhá. Đấy, lên cho em mã này. Lót lá kèm số cho em, mà mày mới đi làm ngực mày sẽ làm sai bao nhiêu rồi đấy. Cho mỗi cuộc đời yêu quái ba đầu. Lên cho em mã này nhá, lót lá rồi đơn cho em ạ. Đã bao giờ hàng này các bác nhớ có hàng pha kè nha các bác lưu ý cho em nhá. Đây ạ, loại 1 cho các tình yêu luôn này. Thực ra là 34 36 38 nhìn cho em cái lót bên trong này. Cái lót bên trong này. Đấy, lót lá nhưng mình nhớ 34 36 38 có đủ có size. Đủ có size. Đấy, hạnh bầu nữa à. Dạ vâng chị Mai ơi. Em thông cáo báo chí từ rất lâu rồi, từ hôm mùng 3 Tết các chị ạ. Đấy, lên cho em và lót lá kèm lót số lá kèm số điện thoại cho em. Mã đằng sau sẽ là lỗ 7 kèm số điện thoại nha các chị gái, 140.000. Lót lá kèm số điện thoại. Ôi giời ơi, này mặc vào ngon luôn các bạn ơi. Nhìn Giang luôn nhá mọi người nha. Lót lá nhá, qua mã em ơi. Đủ màu chứ ơi, tím cũng đẹp lắm, thích màu gì thì lấy, tùy các chị. Muốn mua nào thì mua. Lót lá lên số cho em nhá mọi người ơi. Một mã tiếp theo. Chốt. Mọi người ơi, chúc mừng Hạnh nhé. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị ơi, may quá, năm mới lộc lá. Ôi dồi ôi, các bác ơi, em nói thật là em đen đến tận 29 Tết và bắt đầu qua được mùng 1 Tết. Em nó cảm giác cuộc đời nó sang trang và cái gì nó cũng đến, nó may nó đến các bác ạ. Số em thì nó may suốt từ rất lâu rồi. Không biết là có vẻ mê tín hay không, nhưng mà người ta bảo tuổi năm nọ năm kia là bị dính cái nọ cái kia đấy. Ngày xưa là em cũng không có tin lắm đâu, nhưng mà đúng là cái năm vừa rồi thật sự là nó đen và làm cái gì nó cũng kiểu gì ngang trái cuộc tình với các chị gái. Xong rồi đến mãi đến Tết nó còn chưa hết nhá. Đến Tết, sát Tết rồi mình đã nghĩ là thôi chắc là cái đen nó sắp hết rồi, chuẩn bị qua năm mới rồi mà các chị. Xong phải đến 29 Tết vẫn đen, chỉ có qua được mùng 1. Đấy, áo lót độn dày bao nhiêu mời cái đấy tí em đo lại cho chị, cái đấy có hỗ trợ nâng đẩy cái phần quả nâng ở phía dưới nhá. Qua mùng 1 bắt đầu thì đỏ lên. Qua mùng 1 thì là mùng 3 thì lại có tin vui. Xong rồi suốt từ hôm nọ đến giờ nói chung là buôn bán làm ăn mọi thứ nó đẹp rất là ok. Đấy các bác ạ. Mong là gì mọi người, mấy hôm nữa mấy cái trang chính nó về nữa thì đúng là thôi rồi. Hổ mọc thêm đuôi luôn nhá các tình yêu nhá. Đấy lên cho em nhá các tình yêu nhá. Em lên mã này. Philatop các chị gái ơi. Một cái sản phẩm thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe và kích thích ăn ngon nha các bác nha. Philatop thì quá nổi tiếng rồi các bác. Chắc chắn các chị em ở đây đã từng nghe qua cái thời ngày xưa mà nhà nào mà có điều kiện bắt đầu mình cho con uống Philatop được các chị nhá. Philatop ăn khỏe như voi luôn các tình yêu. Philatop bản mới tổ yến các chị ơi, bản mới có thành phần tổ yến ở trong đây, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh, bồi bổ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa, ăn ngon tiêu hóa khỏe. Có thêm thành phần yến xào, đạm thủy phân và nhung hươu. Em bán combo 3, Philatop cũng không có đắt đâu các chị. Mọi người so với giá thị trường, so với giá hiệu thuốc thì nó cũng rất là vừa. Philatop không có đắt đâu các chị. Bản mới Philatop tổ yến nha các bác nha. Em sale tặng mọi người mã này 75.000 ba hộp luôn. Chán. 75.000 ba hộp các chị ơi. Mọi người nhá, 75.000 ba hộp này, trong đây có tất cả các thành phần này, có đạm thủy phân, có lysine, có yến xào, có nhung hươu, có sữa ong chúa, đông trùng hạ thảo, hồng sâm. Đấy, sữa non, kẽm gluconat này, có vitamin C và B1 nhá, mọi người nhá. Đây này, đối tượng sử dụng là với trẻ biếng ăn đó các chị. Nhà chị em nào có trẻ biếng ăn thấp còi nhá. Đấy, thử biết đâu hợp mã này rồi ăn khỏe như voi ấy các bác. Người ốm yếu ăn không ngon tiêu hóa kém, người cần phục hồi sức khỏe cả người già đó nhá mình nhá. Người già, người muốn bổ sung dinh dưỡng mã này. Thì mọi người so với thị trường luôn, mã này thì thực ra nó cũng không có đắt đâu các chị. Philatop từ xưa đến nay. Lên trên là Philatop, lên số điện thoại cho em nha mình nhá. Philatop lên số cho em mã này 75.000 ba hộp luôn các chị. Mỗi hộp này sẽ 20 ống nhá. 75.000 ba hộp giúp em. Đấy, rồi đây này, người lớn ngày đến 4 đến 6 ống. Lý do nó rẻ là gì các chị gái? Nó rẻ là do gì? Mọi người một hộp này nó có uống được bao lâu đâu. 20 ống một hộp thì chắc uống được 3 ngày. Đối với người lớn. Kéo uống được 3 ngày, 5 ngày thôi các chị. Uống trước và sau ăn 30 phút cho em nhé. Hàng này hàng sẽ hàng công ty dược, đầy đủ tất cả giấy tờ cho chị. Và các bác lưu ý cho em là với những cái hàng công ty của mình ấy thì nó sẽ là yên tâm chính hãng cho các chị. Được chưa mọi người? Và các bác có thể đặt hướng dẫn sử dụng luôn nha các bác nha. Em đang mặc mã là sẽ là cái gì nhỉ? Lỗ 7 nha các bác nhé. Lên cho em mã sản phẩm này là Philatop, lên số cho em 75.000 ba hộp ạ. 75.000 ba hộp, 20 ống một hộp nha các bác nha. 75.000 ba hộp giúp em. Philatop lên số giúp em. Đây này, ai có con biếng ăn mua thử. Ai có người già ốm yếu hoặc là gì ạ, ốm dậy này các bác này, mổ xong này hoặc là gì ạ, mẹ bầu sau sinh này, có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe nha các chị nha. Đây ạ, Philatop tổ yến nhá, cái này của Naga chị ơi rất nổi tiếng nữa các bác. Em mời mọi người mã này rẻ thôi các chị. Ở thực ra là ở ngoài hiệu thuốc các chị mua một hộp này em nhớ không nhầm nó chỉ có
35.000 à hay 40.000 nhỉ? Chị em mua là 38.000 hay 35.000 nhỉ? Mua ở ngoài nữa chỉ 35.000 một hộp thôi, không có đắt. Mua hiệu thuốc luôn các bác nhé. Bọn em không phải thuê cửa hàng thì giá rẻ hơn thôi, 25.000 một hộp, 75.000 ba. Combo 3 hộp nhé. Lên trên là Philatop, lên số điện thoại cho em nhé. Mọi người thông cảm xíu, hôm nay em quay hơi muộn nên em không còn nhiều thời gian nữa. Em còn hàng trăm mã hàng nữa cơ. Thì em hẹn các chị hôm khác nhé mọi người nhé. Vì là em còn bọn em còn còn đang có việc một chút nhé các bác nhé. Hoan hỉ giúp em nhé để hôm sau em lên thêm. Mọi người có thể xem lại like cũng được. Ngày hôm nay mã tặng nhiều lắm và chương trình tặng còn dài đến hết rằm nhé mình nhé. Hôm nay là thứ tư rồi, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 4 ngày nhé nha mọi người nhé. Đấy, ok cho mọi người. Áo treo trên tường là lỗ 7. Lỗ 7 giúp em ạ. Treo trên tường là lỗ 7 chế ơi. Lỗ 7 nhá, rồi đây này. Ôi, lỗ 1, lỗ 6, lỗ 7. Ok chị Giang ơi, có hết. Thả tim cho em nha, mọi người ơi. Vừa xem vừa thả tim cho em phát nào các chị. Nhanh tay nhá. Nhanh tay. Đau bụng quá đi thôi. Thôi các bác ơi, hôm nay người xem vẫn còn. Nhưng mà chắc là em phải xin phép rồi các chị ạ. Vì là bọn em quay hơi muộn ấy, thời gian nó không cho phép nữa mọi người ơi, nó muộn quá rồi ấy, các bác, nên các bác thông cảm cho em với mình nhá. Tiếp tục buổi live của mai nhá mọi người nhá. Tiếp tục buổi live mai. Đấy, vì các bác hoan hỉ cho em chứ còn hàng em còn nhiều, yên tâm. Hàng em còn rất là nhiều. Chỉ có điều các bác có sức là xem có tiền để mua không ấy mọi người, nên là thành ra gì cứ yên tâm hết buổi này lại chúng ta lại đi với nhau trong buổi khác, không có gì phải mong chờ hết mọi người nhá. Em live xả đến rằm tháng riêng nữa. Hôm nay là 11 rồi, 4-5 ngày nữa nha các bác nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em xin phép được tắt livestream nhá. Cảm ơn các chị gái đã theo dõi và ủng hộ em ạ. Em chào tạm biệt tất cả các chị nhá và chúc các chị em mình năm mới nhá. Bye bye mọi người. Em kết thúc live sớm tí nhá.